ta cũng không dám lại mập mờ, từ trong túi móc ra một đầu nhỏ bé dây đỏ cùng một tấm hoàng phù trực tiếp đập vào Trần Văn Uyển trên trán, dây đỏ thì như xiềng xích, đem đặt ở ta góc áo bên trên móng vuốt cho trói vài vòng. Lập tức Trần Văn Uyển liền cùng như giật điện lui về phía sau mấy bước, thân thể có chút run rẩy lên, còn phát ra nhỏ bé hỏa hoa, ta vội vàng thừa dịp cái này quay người rút đến Thi Ngôn bên người. Thi Ngôn, đây chẳng lẽ là, ta muốn nói lại thôi, không dám xác định. Thi Ngôn nhẹ gật đầu, không sai, đây là Dã Tiên Âm Linh phụ thân. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng, nhìn Trần Văn Uyển trên người triệu chứng cùng biểu lộ, phụ trên người nàng hẳn là hồ hoàng bạch liễu cho bên trong hồ ly. Ta vừa rồi nghe được mùi thối hẳn là hôi nách, nhìn nàng trên mặt đột ngột lông trắng, khả năng vẫn là chỉ bạch hồ ly. Dã Tiên bên trong bạch hồ càng thêm tà môn, nếu như là cửu vĩ bạch hồ, vậy thì càng đáng sợ, đông bắc người bên kia cũng không dám gây, còn xưng nó là hồ tiên nương nương, có chuyên môn miếu thờ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Trần Văn Uyển chọc cái gì mấy thứ bẩn thỉu, dù sao người sống dài thi ban cực kỳ hiếm thấy, rất tà môn, về sau nàng thẳng thắn. Mình là uống thi dầu mới dáng dấp thi ban, cho tới bây giờ chúng ta mới biết được, nguyên lai cái này sự tình cùng Dã Tiên hồ ly có quan hệ, cái này sự tình thật đúng là biến đổi bất ngờ, cong xoay chuyển ta kém chút đều không chịu nhận. Hoàng phù cùng dây đỏ kiềm chế không được Trần Văn Uyển bao lâu, mấy phút đồng hồ sau, hoàng phù liền tự động đốt thành tro, dây đỏ cũng biến thành cháy đen, Trần Văn Uyển thoáng giãy giụa, lập tức biến thành vài đoạn. Lão bản, cáo từ. Thi Ngôn vừa dứt lời. Ta vừa nghiêng đầu người liền không gặp, chỉ cảm thấy một trận gió ở trên mặt thổi qua, cửa phòng liền bị chăm chú đóng lại, nháy mắt không có động tĩnh. Ta dựa vào, cái này bán đồng đội tốc độ, cũng quá nhanh một chút ha. Trần Văn Uyển không có trói buộc về sau, nàng đột nhiên hai tay chạm đất, như là dã thú thân người cong lại, trừng mắt lục u mắt hướng ta đi tới, cổ họng của nàng bên trong phát ra làm người ta sợ hãi tiếng gầm, giống như một bộ muốn đem ta ăn hết dáng vẻ. Ta trước đó cũng đã nói, Dã Tiên cùng quỷ khác biệt, cái đồ chơi này khó giải quyết thật nhiều, khó đối phó, mà lại trước mắt ta cũng không nghĩ tới biện pháp quá tốt, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Trần Văn Uyển đột nhiên thân thể trầm xuống, sau đó như là dã thú chờ đánh tới, nàng dương nanh múa vuốt, mặt mày dữ tợn, đã hoàn toàn không giống người. Ta hướng bên cạnh vừa trốn, sau đó một chân vẽ bùa, tuy không chữ không màu, cũng đã vẽ xong. Trần Văn Uyển không có đắc thủ làm sao lại từ bỏ ý đồ, lại quấn đi qua, giống như trước đó, hung mãnh phải cắn về phía cổ họng của ta, ta thân thể nhất chuyển, lại lấy chân vẽ bùa, cứ như vậy tới tới đi đi mấy hiệp, ta đã quấn thành một vòng tròn, mà ta dưới chân hỏa phù vừa vặn tạo thành một vòng, chờ Trần Văn Uyển phát hiện thời điểm, đã muộn, phù chú phát ra kim quang, đưa nàng vây ở bên trong, nàng nghĩ đập ra đi, nhưng đụng một cái đến những cái kia kim quang phù chú, người liền đạn trở về. Giãy giụa mấy lần, nàng người liền trung thực, cũng không dám giãy giụa chạy ra cái vòng kia, chỉ là ở bên trong đối ta gầm nhẹ, thỉnh thoảng sẽ phát ra vài câu nhân ngôn, thả ta ra ngoài. Ta sát sát mồ hôi lạnh trên trán, lấy chân hỏa chú cái này vòng gọi phục yêu kim chú vòng, nhìn danh tự này liền biết là dùng để đối phó dã tiên loại hình đồ chơi, nhưng ta học được không tinh, nếu như Trần Văn Uyển nhìn kỹ, có thể phát hiện những cái kia màu vàng phù chú đã đang từ từ trở nên ảm đạm, chỉ cần nàng lại giãy giụa mấy lần. Cái này vòng tự nhiên là phá. Thi Ngôn nghe thấy hình thức nghịch chuyển, vội vàng chạy ra, nha, lão bản thật có ngươi, nhanh như vậy liền đem cái đồ chơi này nhốt vào lồng bên trong. Ta liếc nàng một cái, nhà đầu này cứu trời một lúc đó, không nói hai lời liền lên đi liều mạng, bán ta thời điểm, kia là mắt cũng không chấp cái nào, chẳng qua may mắn cái này bạch hồ không tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy, không phải ta sớm bàn giao. Bình thường lợi hại dã tiên đều sẽ yêu pháp. Mà cái này bạch hồ chỉ là khống chế Trần Văn Uyển trên thân thể bổ nhào xuống đằng, xem ra năng lực không lớn. Lớn mật hồ yêu, biết đây là cái kia không? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi ngược lại là muốn xông tới. Thi Ngôn chống nạnh, thần khí chỉ vào Trần Văn Uyển chất vấn. Oa, oa, nếu như không phải là các ngươi thôi miên nàng, ta cũng không muốn ra đến, là các ngươi bức ta. Trần Văn Uyển há hốc mồm hét lớn, thanh âm của nàng có chút kỳ quái. Giống như không phải nàng đồng dạng. Ngươi tại sao phải phụ thân nàng? Trên người nàng thi ban lại là làm sao tới? Ta hỏi, dã tiên mặc dù tà môn, nhưng một loại không chủ động hại người, khẳng định là Trần Văn Uyển đối với nó làm chuyện gì xấu, đắc tội nàng. Trần Văn Uyển đột nhiên cười to một tiếng, vẻ mặt nhăn nhó đến kịch liệt, trên mặt lông trắng càng là quỷ dị, mà lại trên thân còn mang theo thi ban, nhìn xem để người không rét mà run,
bọn hắn hại tính mạng của ta, ta lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, có gì không đúng? Trần Văn Uyển cười lớn, biểu lộ để người sợ hãi, thanh âm càng là nghe được người kinh hồn bạt vía. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bọn hắn là thế nào hại tính mệnh của ngươi? Ta tiếp tục hỏi. Trần Văn Uyển dương đầu lên, khắp khuôn mặt là hận ý, trong mắt càng là tràn ngập cừu hận. Nó nói mình vốn là một tòa núi lớn bên trên hoang dại Bạch Hồ Ly, nhưng là có một ngày rất không may, nó trúng cạm bẫy, bị một đám người cho bắt đến. Đám người kia chính là Trần Văn Uyển cùng nàng ba cái cùng phòng, còn có bạn trai của các nàng nhóm. Các nàng tới này ngọn núi du lịch, nhưng là mang đồ ăn không nhiều, sau khi ăn xong mấy người đều đói đến bụng ục ục gọi, chẳng qua thật vất vả mới đi đến cái này, lại không nghĩ lúc này nửa đường quay trở lại đi, cho nên bọn họ liền quyết định tự cấp tự túc, chuẩn bị thịt rừng nhét đầy cái bao tử, nhưng ngọn núi này là có văn bản rõ ràng lệnh cấm, không thể ở đây đi săn. Bắt đến Bạch Hồ Ly về sau, nam nhưng cao hứng xấu, bọn hắn cả một đời đều chưa từng ăn qua Bạch Hồ Ly, mà lại da lông lột tốt một chút, còn có thể bán cái giá tốt, đã sớm đem ngọn núi này lệnh cấm quên mất không còn một mảnh. Nữ ngay từ đầu đều phản đối, nói ăn hồ ly quá tàn nhẫn, coi như các nàng từ nơi này nhảy xuống, đói chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không ăn hồ ly thịt, mà lại cái này Bạch Hồ Ly còn chân trước quỳ xuống đất, trong mắt có bọt nước, giống như tại khẩn cầu bọn hắn không muốn ăn nó, quá đáng thương. Nam lập tức chế giễu các nàng lòng dạ đàn bà, cái này động vật làm sao khóc, càng thêm không có khả năng cầu xin tha thứ, nếu thật là như thế, cũng không thành tinh sao. Nói xong ba người phân công hợp tác, rất nhanh liền đem con kia Bạch Hồ Ly cho làm thịt, da lông còn lột được gọn gàng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Làm thịt xong Hồ Ly về sau, mấy người tìm một chỗ kín đáo, rất nhanh liền sinh ra dùng lửa đốt Hồ Ly thịt, không đầy một lát liền phát ra mê người mùi thơm. Trước đó những cái kia nói không ăn mấy nữ sinh lập tức liền chảy ra rất nhiều nước bọt, đã nói xong lời hứa cũng quên mất không còn một mảnh, một người chia một ít vui vẻ bắt đầu ăn. Thật là thơm, mấy nữ sinh vui vẻ trần tán lên, ăn xong vẫn không quên liếm sạch sẽ ngón tay, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Sau khi ăn xong trời cũng liền đen, mấy người không có xuống núi, mà là dựng cái lều vải ở trên núi qua đêm, bốn nữ nhân đang đánh bài, ba cái nam thì uống lên ít rượu. Loại kia bình nhỏ rượu đế số độ tương đối cao, mấy cái đến hợp về sau, ba người đều đổ xuống. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, các bạn gái tất cả đều chìm vào giấc ngủ, đúng vào lúc này, Trần Văn Uyển đi ra lều trại nhìn chung quanh, sau đó hướng cây cối tương đối rậm rạp địa phương đi đến. Ba người đều hiểu, Trần Văn Uyển đây là muốn đi tiểu tiện, lúc này không biết người kia lên lòng xấu xa, thế mà hèn mọn cười một tiếng, nói nếu không theo sau nhìn lén một chút. Có thể là lúc đầu ba người đều có lòng xấu xa, trong đó một người nói ra, kia là ăn nhịp với nhau, lập tức lén lút đi theo, sau đó tìm cái ẩn nấp chỗ trốn lên, trợn to mắt liếc trộm. Nhưng núi này bên trên đen như mực, khoảng cách lại không tính rất gần, Trần Văn Uyển ngồi xuống về sau, kia là cái gì cũng nhìn không thấy, ba người cao hứng hụt một trận. Đúng vào lúc này, không biết ai lẩm bẩm một câu, cái này Trần Văn Uyển còn giống như không có nói qua yêu đương a. Quỷ biết. Thử một chút mới biết được, hắc hắc. Ba người mùi rượu không có tán, nói, tội ác hạt giống lập tức manh phát ra. Nhưng, các nàng một cái túc xá, mạnh tới, rất cái kia. Sợ cái gì, người không nói, ta không nói, nàng có ý tốt nói sao? Hắc 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 hắc, ba người đồng thời nở nụ cười. Ai, Trần Văn Uyển nghe được tiếng cười về sau, cảnh giác mặc vào quần, sau đó sợ hãi nhìn qua bốn phía. Vốn là muốn gọi cùng phòng cùng một chỗ làm bạn tới, nhưng các nàng từng cái cùng bạn trai ở cùng một chỗ, nàng cũng lời gọi, nghĩ thầm tìm chỗ không xa tùy tiện thuận tiện một chút là được, lại không nghĩ rằng thế mà nghe được người tiếng cười. Là chúng ta, Văn Uyển, ba nam nhân chui ra, nhìn ngươi không tại trong lều vải, lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, cho nên ra tới tìm ngươi. Trần Văn Uyển vốn nên cao hứng, cái này rừng sâu núi thẳm ra tới chính là mình đồng bạn, đừng đề cập có bao nhiêu tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng Trần Văn Uyển tưởng tượng cảm thấy có điểm gì là lạ, ba nam nhân đến tìm nàng, vì sao lại phát ra tiếng cười. Nàng người không gặp, không phải là khẩn trương lo lắng sao. Lại nhìn ba người này, đầy người mùi rượu nhìn chằm chằm Trần Văn Uyển toàn thân nhìn, bộ dáng kia cùng ánh mắt, không thể nghi ngờ chính là một con sói. Ta chính là ra tới thuận tiện, hiện tại tốt, chúng ta nhanh đi về đi, manh manh các nàng hẳn là cũng đang chờ chúng ta. Trần Văn Uyển cố ý xách bạn gái của bọn hắn, để bọn hắn thu liễm một chút, thậm chí bỏ đi bọn hắn không tốt suy nghĩ. Tốt,
đi thôi, bọn hắn làm một cái tư thế xin mời, ra hiệu Trần Văn Uyển trở về. Trần Văn Uyển thở ra một hơi dài, có thể là mình suy nghĩ nhiều, nàng nhanh chân đi về phía trước, chuẩn bị trở về lều vải. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đôi đại thủ từ phía sau che miệng của mình, thân thể cũng bị hai cặp đại thủ đồng thời cho án lấy, sau đó bị tàn nhẫn kéo vào trong rừng rậm. Xong việc về sau, ba người một bên mặc quần áo, vừa đi về phía lều trại, hoàn toàn không để ý tới phía sau đã sống không bằng chết Trần Văn Uyển. Về lều trại về sau, ba người cũng không dám lại thảo luận, tăng thêm một ngày này mệt nhọc, ba người rất nhanh liền ngủ được cùng như heo, mà bạn gái của bọn hắn cũng không có phát hiện sự tình không thích hợp. Sáng ngày thứ hai, mọi người rời giường thời điểm trông thấy Trần Văn Uyển một người lặng lặng ngồi ở trên nhánh cây đầu, trên đầu của nàng hất lên hôm qua bị giết con kia bạch hồ ly ra, ánh mắt chất phác nhìn chằm chằm phương xa. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người phát hiện Trần Văn Uyển trong mắt biến sắc, giống như biến thành lục sắc, đem đám người giật nảy mình. Hắc hắc, cố ý dọa các ngươi, một lũ ngốc. Trần Văn Uyển gỡ xuống đôi mắt đẹp, cao hứng cười nói. Cắt, dựa vào, yêu. Tất cả mọi người phát ra tiếng hừ, cười mắng lấy Trần Văn Uyển ra thật, cái này vừa rời giường liền bị dọa khẽ run rẩy, các nàng náo sau khi, liền thu dọn đồ đạc trở về. Tại trên đường trở về, Trần Văn Uyển y nguyên cười cười nói, không hề đề cập tới chuyện tối ngày hôm qua, giống như chuyện này liền xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Ba nam nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra tối hôm qua kia bỗng nhiên, bạch ăn, thật đặc nương thoải mái. Chẳng qua để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, Trần Văn Uyển một mực hất lên tấm kia bạch hồ ly ra, bất kể thế nào khuyên chính là không chịu thoát, đưa tay đi đoạt còn há miệng cắn ngươi, cùng động vật giống như, đám người nhìn nàng hung ác như thế, cũng không dám lại nói cái gì. Trở lại ký túc xá về sau, tấm kia hồ ly ra liền biến mất, hỏi Trần Văn Uyển đi đâu rồi, nàng nói đốt. Những người khác mặc dù cảm thấy có chút bất mãn cùng kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao chương này bạch hồ ly ra cũng không phải lai lịch đứng đắn, nhưng các nàng không nghĩ tới, chương này bạch hồ ly ra, một mực choàng tại Trần Văn Uyển trên thân, hiện tại Trần Văn Uyển đã không còn là Trần Văn Uyển, mà là một con danh xứng với thực hồ ly tinh. Đêm hôm đó, Trần Văn Uyển oán hận cùng bạch hồ oán hận trùng điệp lại với nhau, Trần Văn Uyển cam tâm tình nguyện để chết đi bạch hồ bám vào trên người mình. Một người một âm linh, triển khai tàn nhẫn báo thù. Trần Văn Uyển không còn là phổ thông nữ nhân, mà là chân chân chính chính hồ ly tinh, nàng câu dẫn kia ba nam nhân, phá hư bọn hắn ba đôi người yêu tình cảm, đem ba người bọn hắn làm đồ chơi đồng dạng đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng ba người đều thành công chia tay. Điểm ấy tổn thương tự nhiên không tính là gì, nàng còn có ác hơn, làm ba nam nhân đều không thể rời đi mình thời điểm, Trần Văn Uyển liền phải trên người bọn họ thịt. Tin tưởng mọi người đều biết đát kỷ, nàng cũng là hồ ly tinh, làm nàng đem quân vương mê phải đầu óc choáng váng, nửa khắc đều không thể rời đi nàng thời điểm, đừng nói thịt trên người, liền giang sơn đều có thể không cần, lời gì đều toàn nghe nàng. Cái này ba cái chỉ là phổ thông nam nhân, tự nhiên bỏ trốn không được Trần Văn Uyển khống chế, bọn hắn mê tâm hồn về sau, là nửa khắc đều không thể rời đi Trần Văn Uyển, đừng nói thịt trên người, coi như muốn mạng của bọn hắn. Vậy bọn hắn nghĩ cũng sẽ không nghĩ liền đem mệnh cho Trần Văn Uyển. Bọn hắn mỗi một ngày đều sẽ định thời gian cắt một lạng thịt cho Trần Văn Uyển, mà Trần Văn Uyển liền sẽ nhân lúc còn nóng đem bọn hắn thịt toàn ăn, bởi vì con kia bạch hồ âm linh muốn báo thù, liền cùng ngày đó bọn hắn ăn thịt của nó đồng dạng. Qua sau một thời gian ngắn, trong đó hai nam nhân đã cắt tới không thịt nhưng cắt, quần áo dưới đáy đã là bạch cốt xâm xâm, băng bó một lần lại một lần, người cũng nửa chết nửa sống đồng dạng, mặt thanh môi trắng. Cách cái chết cũng không xa, mà quần áo phía ngoài tự nhiên không thể cắt, không phải sẽ bị người phát hiện. Cái này hai nam nhân bị lợi dụng xong, Trần Văn Uyển tàn nhẫn vứt bỏ bọn hắn, mà một cái khác bởi vì là chơi bóng rổ, thân hình cao lớn uy mãnh, thịt trên người muốn bao nhiêu một điểm, mà lại càng thêm mỹ vị, cho nên Trần Văn Uyển giữ lại từ từ ăn, đồ tốt nha, đương nhiên phải lưu đến cuối cùng chậm rãi nhấm nháp. Nói đến đây, Trần Văn Uyển thế mà chảy ra bó lớn nước bọt. Cũng không biết hiện tại là Trần Văn Uyển vẫn là Bạch Hồ, chẳng qua nhớ tới ăn thịt người thật hưng phấn, ứng sẽ không phải là người. Chẳng qua phiền não chính là, ăn những người kia thịt về sau, trên thân không ngừng mọc ra thi ban, bộ dạng này ta về sau còn thế nào đi câu dẫn nam nhân. Không có nam nhân không có thịt ăn, chỉ có thể đói bụng. Trần Văn Uyển sâu kín nói, biểu lộ cực kỳ dữ tợn, giống như đem người làm súc sinh đồng dạng nuôi nhốt lên, sau đó lại từng miếng một mà ăn rơi. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là Bạch Hồ cùng Trần Văn Uyển đơn thuần báo thù cố sự,
không nghĩ tới cái này Bạch Hổ đã biến, nó báo xong thù về sau, còn muốn tiếp tục ở tại Trần Văn Uyển trên thân ăn người. Người Hổ Yêu Ca còn rất lòng tham, báo thù liền tốt, thế mà còn muốn tiếp tục ăn người, quả thực đại nghịch bất đạo. Ta trách cứ. Trần Văn Uyển cười lạnh một tiếng, ha ha, người nói chuyện thật thú vị, các người người ăn chúng ta là được, chúng ta ăn ngươi liền đại nghịch bất đạo, đây là ai định phép tắc. Miệng ta giật giật, muốn phản bác, nhưng lời nói nuốt ở trong miệng không biết nói cái gì cho phải, nó nói lời rất có đạo lý, ta không phản bác được. Nhân loại chúng ta cái gì đều ăn, trong nước du lịch, trên mặt đất chạy, trên trời bay, vì sinh tồn, những cái này giống như đều trở nên đương nhiên, nhưng nếu như ngày nào tình thế biến. Biến thành nhân loại chúng ta bị đưa lên bàn ăn, nhân loại biến thành trong miệng ăn, vậy cái này hết thảy cũng sẽ là đương nhiên sao? Mạnh được yếu thua là hết thảy tự nhiên phát thì, nhân loại chúng ta nếu như ngày nào bị xem như đồ ăn, kia hẳn là cũng là chuyện đương nhiên. Cố sự kể xong, người cái này phá vòng có vẻ như cũng mất đi hiệu lực lạc, đã ngươi trị không được trên người ta thi ban, vậy ta liền ăn các ngươi hai. Trần Văn Uyển hét lớn một tiếng, đối chúng ta dương nanh múa vuốt lên. Ta cúi đầu nhìn một chút trên đất vòng, phù chú đã sớm biến mất, trong lòng lập tức lạc trèo lên một tiếng, ta dựa vào, đạo hành quá nhỏ bé, thời hạn sớm qua. Thi ngôn, cùng nó liều, giờ này khắc này cũng không có khác quá dễ làm pháp, chỉ có thể cùng nó liều mạng cứng rắn, thu phục không được nó, chúng ta liền phải bị nó khẩu phục tiến bụng. Nhưng ta ngẩng đầu nhìn về phía thi ngôn thời điểm, nhà đầu này lại không gặp, trông thấy cửa phòng khóa chặt, ta lập tức mắng một câu nương, ta tào. Lại bán lão tử. Lão bản, ta chỉ là chiêu đãi phục vụ khách hàng thêm cố vấn, hàng yêu trừ ma sự tình vẫn là giao cho ngươi đi. Thi ngôn thanh âm từ bên trong phòng truyền ra. Đúng vào lúc này, ta còn chưa kịp mắng thi ngôn không coi nghĩa khí ra gì, đột nhiên một đầu màu trắng cái đuôi không biết từ nơi nào đưa ra ngoài, sau đó chăm chú ghìm cổ của ta, cái đuôi vừa thu lại gấp, ta liền trợn trắng mắt, hoàn toàn xuyên chẳng qua khí tới. Ta vừa định giãy giụa, đầu kia cái đuôi liền đem ta ra sức lắc tại trên tường, sau đó lại hung hăng nện ở trên bàn, cái này hai lần đem ta đâm đến đầu óc choáng váng, ngực cùng phía sau đều đau rát, trong mồm đều là ngai ngái hương vị. Lâm, binh, đấu, giả, giai, số, tổ, trước, đi. Ta một bên đọc lấy cửu tự chân ngôn, một bên làm lấy thủ ấn, mỗi một chữ đều đối ứng một cái thủ ấn, sau khi hoàn thành, ta một ngụm máu đổ phun tại đuôi cáo bên trên, lập tức máu hóa thành lửa. Tại đuôi cáo bên trên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, truyền đến mùi khét mấy giây sau, cổ của ta buông lỏng, đuôi cáo liền biến mất, ta thở ra một hơi dài, rốt cục được cứu. Ta dùng đây là cửu tự chân ngôn thủ ấn, cửu tự chân ngôn thủ ấn là Trung Quốc đạo gia cùng binh gia thịnh hành bí thuật thủ ấn, lại tên áo nghĩa chín chữ. Cửu tự chân ngôn, hiện nay nói tới lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền. Hành chín chữ là Nhật Bản chín chữ mà cũng không phải là Trung Quốc đạo gia chín chữ. Trung Quốc đạo gia chín chữ khởi nguyên từ Đông Tấn Cát Hồng ôm phác tử bên trong bản trèo lên liên quan thứ chín chữ vì lâm, binh, đấu, giả, giai, số, tổ, trước, đi. Nhưng cửu tự chân ngôn thủ ấn truyền vào Nhật Bản lúc, bị lầm chép vì lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tải, trước, mà trở thành Nhật Bản tu nghiệm đạo chi núi nằm coi trọng xem chú pháp. Mà Mao Sơn quỷ đạo vừa vặn có ghi chép này cửu tự chân ngôn thủ ấn. Chín chữ nguồn gốc từ Đông Tấn Cát Hồng, ôm phác tử, bên trong bản quyển bản trèo lên liên quan bản, mây, trúc nói, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành, thường làm nhìn tới, không chỗ không thích. Lại ý nói, thường niệm cái này chín chữ, liền có thể thích trừ hết thảy tà ác. Đông mật nhận ta quốc lộ giáo ảnh hưởng sử dụng hộ chú pháp thế nhưng là tại sao chép cái này chín chữ lúc, đem trận liệt tiến lên. Lầm chép thành, trận liệt phía trước, hoặc trận nứt phía trước, mà dùng cho tới nay. Nhật Bản truyền lại chín chữ kỳ thật xuất từ mật giáo chín sẽ đàn thành, tức linh tiêu thống hiệp giải tâm nứt đủ thiền. Trần Văn Uyển giống như bị đốt tới cái mông đồng dạng, che lấy đằng sau một mực nhảy, biểu lộ cực kỳ thống khổ, sắc mặt trắng bệch, đoán chừng ăn ta một chiêu không dễ chịu, trên mặt lông trắng cũng tại dần dần chóc ra. Ngươi chờ đó cho ta, Trần Văn Uyển giống như không nghĩ thêm đánh với ta. Lòng bàn chân cùng bôi dầu đồng dạng, vội vàng chạy hướng đại môn, nghĩ liều mạng chạy đi, mà ta tình huống hiện tại cũng không tốt truy nàng, chỉ có thể mặc cho nàng chạy trốn. Nhưng nàng vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, đột nhiên lại bò trở về, sau đó co lại trong góc run lẩy bẩy, giống như gặp phải cái gì sinh vật khủng bố đồng dạng. Đây là tự nhiên nhỏ yếu động vật gặp phải cường đại thân động vật thể tự nhiên nhất phản ứng, nhưng Bạch Hổ thân là dã tiên, đến cùng là đối cái gì sợ hãi thành dạng này.
Ngay tại ta nghi hoặc vạn phần thời điểm, đột nhiên một cái thân ảnh màu trắng đi đến, phía sau hắn y nguyên cõng cái kia chiếc hộp màu đen, tiến đến về sau, quay đầu nhìn về phía ta, nhưng không nói lời nào. Ta vịn eo miễn cưỡng đứng lên, trời lão đại, ngày mai mới là 7 ngày kỳ hạn, đêm nay thế nào liền đến rồi. Ta tới là sợ ngươi đêm nay liền có sơ suất, ngươi có thể chết, nhưng trước ngày mai không thể chết. Trời một lạnh lùng nói, hắn luôn yêu thích xuyên trọn vẹn đen cùng trọn vẹn trắng, biểu lộ lạnh lùng, khí thế bức người, ta thường xuyên đang nghĩ, cái này người sẽ không phải là hiện đại đen bạch vô thường. Trời một nói với ta xong lời nói về sau, mặt lại chuyển qua một bên khác, đối Trần Văn Uyển, nhưng Trần Văn Uyển lập tức cùng giống như chuột thấy mèo, vội vàng co lại thành một đoàn, lúc đầu núp ở nơi hẻo lánh. Hiện tại đem ngã xuống cái bàn đỡ lên, núp ở cái bàn trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Yêu hồ, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, không muốn đánh tiêu ngươi hồn phách, tuy nói việc này là nhân loại không đối lại trước, nhưng ngươi muốn ăn thịt người tăng trưởng mình tu hành, tái tạo thân xác, kia là nghịch thiên mà đi. Hiện tại đông nam phương hướng 500 dặm có ngọn núi, nơi đó có con hồ ly sắp sinh, ngươi bây giờ tiến đến đầu thai còn kịp, xuất thế hậu cần thêm tu luyện, ngày sau cũng có thể thành đại khí. Trời một đôi lấy Trần Văn Uyển từng chữ nói ra nói, cảm giác tại hạ thánh chỉ. Trần Văn Uyển lập tức từ dưới đáy bàn chui ra, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ, tạ ơn thiên môn thiếu chủ, tạ ơn thiên môn thiếu chủ. 10 cái khấu đầu về sau, Trần Văn Uyển thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, trên thân rơi ra một tấm màu trắng hồ ly da lông, xem ra bạch hồ đã rời đi, Trần Văn Uyển sau khi tỉnh lại nên khôi phục bình thường. Mấy phút sau, ta nhìn thấy Trần Văn Uyển trên người thi ban giống như thủy triều thối lui, không bao lâu, toàn thân rốt cuộc tìm không ra một chỗ thi ban. Ai u, trời lão đại, thật đúng là thật sự có tài, thi ban lui nhanh như vậy. Ta tán dương. Trời nói chuyện, Trần Văn Uyển thi ban là bởi vì dã tiên âm linh phụ thể, tăng thêm ăn thịt người thịt mới mọc ra, âm linh ly thể về sau, rất dễ dàng khứ trừ, dã tiên những vật này trời sinh tà môn, về sau gặp phải những vật này phải cẩn thận. Trần Văn Uyển rất nhanh liền tỉnh lại, nàng nhìn chúng ta một cái, cúi đầu không nói lời nào, chẳng qua từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được, trong lòng còn tồn oán hận. Trời một đôi lấy nàng nhíu mày, sau đó trong lòng còn có thương tiếc nói, tại trong núi sâu phát sinh hết thảy, đều là chết đi bạch hồ dở trò quỷ, đám kia nam nhân không hề động ngươi, ngươi là chúng ảo giác của nó, đêm hôm đó chuyện xảy ra đều là không tồn tại. Trần Văn Uyển nghe xong ngây ra một lúc, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn lên trời một. Há hốc miệng nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hóa ra vừa rồi kia Bạch Hồ nói đến lời nói còn mang mấy phần giả, đám kia nam nhân căn bản không có động Trần Văn Uyển, là Bạch Hồ lòng mang oán hận, lợi dụng Trần Văn Uyển, trong chuyện này, thụ hại lớn nhất hợp lý số là nàng. Không có khả năng, người gạt ta, cái loại cảm giác này chân thật như vậy, làm sao có thể là giả. Trần Văn Uyển ôm chính mình đầu, đau khổ kêu thảm, nếu thật là như thế, nàng làm những chuyện như vậy liền có chút tàn nhẫn. Kia ba đôi người yêu, còn có bị cắt tới còn thừa không có mấy thịt, tuy nói thủ phạm chính là con kia Bạch Hồ, nhưng nàng cũng coi như nối giáo cho giặc. Chẳng trách người khác, chính các ngươi phạm vào sát nghiệt, dù sao cũng phải hoàn lại, trách thì trách các ngươi ăn không nên ăn đồ vật, không là cái gì đều có thể làm đồ ăn, về sau thêm chút tâm, không phải bao nhiêu mệnh cũng thường không đủ. Trời vừa nói xong về sau, không tiếp tục dừng lại, hóa thành một đạo bóng trắng biến mất, giống nhau cổ đại võ lâm cao thủ. Trừ bạo giúp kẻ yếu về sau, chợt nhẹ công chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trời lão đại, đi thong thả, có rảnh thường đến ngồi. Ta cười hắc hắc cùng trời một cáo lấy đừng, hắn thường đến, ta phiền phức thiếu một nửa, đêm nay nếu là hắn không tại, cái này sự tình không dễ chơi. Đúng vào lúc này, đột nhiên trời một thanh âm lại truyền trở về, ngày mai tá thi hoàn hồn không thành công, ta đem ngươi đầu vặn xuống tới. Ta dọa đến vội vàng rụt rụt đầu, cổ một trận âm lãnh. Tiểu tử này mẹ nó chẳng lẽ còn sẽ thiên lý truyền âm. Trời vừa rời đi về sau, Trần Văn Uyển cũng thất hồn lạc phách đi, một số thiên hậu, Trần Văn Uyển phát tới tin tức, nói kia ba vị nam sinh đều chết rồi, chết bởi lây nhiễm, bởi vì xử lý miệng vết thương phải không thỏa đáng, vết thương diện tích nhiều lại lớn, rất nhanh liền vết thương lây nhiễm mà chết. Nói nhảm, cắt nhiều như vậy thịt, cũng không lên bệnh viện, cái kia có thể mạng sống sao. Trần Văn Uyển rất áy náy cũng rất hối hận. Nàng không có tiếp tục tại tòa kia trường học ở lại, mà là chuyển học, từ đó về sau, nàng giới thức ăn mặn, chỉ ăn làm, nửa điểm thịt đều không dính, còn kiên tâm hướng Phật, hy vọng ba cái kia nam sinh có thể nghỉ ngơi. Trần Văn Uyển rời đi về sau,
thì ngôn cho ta sát một chút chấn thương rượu liền riêng phần mình nghỉ ngơi, muộn như vậy cũng lười về trường học, hiện tại cửa hàng chính là ta cái nhà thứ hai, ngủ trên mặt đất cũng tốt, ngủ ghế sofa cũng tốt, người an tâm, tâm cũng an tâm. Ngày thứ hai Lâm nghỉ thời điểm, thì ngôn gửi nhắn tin thúc ta đi qua, nói ngày hôm qua cái nhặt thi thể ra hỏa lại tới, bình thường đều là mập mạp gọi, hiện tại mập mạp tại nằm bệnh viện, đành phải từ thi ngôn làm thay. Lúc đầu đêm nay liền phải tá thi hoàn hồn, ta còn dự định ban ngày siêng năng luyện tập một chút, không nghĩ tới còn có việc, càng để cho người khổ não là, chuông tan học đã vang 5 phút đồng hồ, chủ nhiệm lớp vẫn là không có muốn nghỉ ý tứ, nàng mỗi lần nói chậm trễ mọi người vài phút, thường thường không có nửa giờ đừng nghĩ rời đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên sân trường phát thanh vang lên một thanh âm, nào đó ban Lâm Nguyên, ta tuyên ngươi, ta thật tốt tuyên ngươi, ta rất muốn cùng với ngươi. Ta lập tức run lập cập, cái này mẹ nó bị người sân trường phát thanh trước mặt mọi người toàn trường thổ lộ là cái gì quỷ, mà lại sân trường phát thanh cái này, nhất định là muốn bị trường học lãnh đạo giáo dục, cũng không có khả năng cho phép cho ngươi thổ lộ, trừ phi sân trường phát thanh viên là nhà ngươi thân thích, đương nhiên, ta dùng mình nguyên nhân cũng không phải là bởi vì cái này, mà là trên bục giảng chủ nhiệm lớp tấm kia âm trầm kinh khủng mặt, nàng tức giận đến mặt kém chút đều lục. Trường ta liếc mắt về sau, không tiếp tục lý. Tiếp tục kể tiết học của nàng, chẳng qua có thể nhìn ra, nàng đối oán khí của ta cực lớn. Trong lòng ta lập tức mắng một tiếng nương, là có người cố ý chỉnh cổ ta đi. Thanh âm này ta lại không biết, biểu cái gì trắng, cái này không hại ta sao? Chẳng lẽ là hô sai rồi? Vẫn là trùng tên trùng họ? Không có khả năng, lớp đều như thế. Một phút đồng hồ sau, chuyện kinh khủng lần nữa phát sinh, lại một cái nữ hài ở sân trường phát thanh bên trên lớn tiếng cùng ta tỏ tình. Lần này vẫn là điểm danh điểm họ điểm lớp, chỉ là thanh âm khác biệt. Mẹ bán phê, nhóm này đoàn đến đùa giỡn ta sao? Lần này chủ nhiệm lớp tức giận đến càng sâu, các bạn học cũng tất cả đều nhìn về phía ta, sau đó thì thầm với nhau đối ta cười hắc hắc, may mắn chủ nhiệm lớp một cái gầm thét chấn trụ bọn hắn, không phải ta đều muốn biến thành bọn hắn đối tượng bàn luận. Nghe các người khóa đi, một đám bát quái lão, trong lòng ta mắng thầm. Ta coi là đùa giỡn như vậy kết thúc. Thật không nghĩ đến chính là, thổ lộ theo nhau mà tới, liên tiếp thổ lộ mười mấy người, mà cái cuối cùng thế mà là Bạch Doãn, ta lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn này nữ hài là bị ta từ địa ngục bên trên kéo trở về những người kia. Lúc này ta mới hiểu được, khả năng các nàng không phải thật sự thổ lộ, chỉ là cảm tạ ta cứu các nàng, xem như cho các nàng lần thứ hai sinh mệnh đi. Nhưng người khác nào biết được a, lúc này toàn bộ đồng học đều nhất trí nhìn về phía ta, từng cái trợn mắt hốc mồm. Trong đôi mắt mang theo sùng bái cùng ao ước, cho 10 cái nữ hài đồng thời trước mặt mọi người thổ lộ đó là cái gì khái niệm. Kia so tình thánh còn trâu bò nha. Chủ nhiệm lớp lúc này cũng nhịn không được nữa, đem sách vở hướng trên bàn một ném hét lớn, Lâm Nguyên, ngươi đi ra ngoài cho ta, ngươi. Ngươi nhưng thật là có bản lĩnh, lần trước ngươi cùng Lâm Tuyết Hiêu sớm chuyện này ta đều đã cảnh cáo ngươi, ngươi chẳng những không nghe, hiện tại còn dạng này, ngươi có phải hay không coi ta là gió bên tai a? Chủ nhiệm lớp lời này mới ra, toàn lớp càng là một mảnh xôn xao, chấn kinh trình độ một điểm không so với trước nhỏ, cùng Lâm Tuyết làm đến cùng một chỗ, kia phải là cái gì lớn tin tức. Lúc này Lâm Tuyết cũng là sắc mặt một mảnh ửng đỏ, xấu hổ không biết nói cái gì cho phải, mọi người nhìn nàng một cái, lại nhìn xem ta, bắt đầu khe khẽ bàn luận, lần này tất cả nam sinh ánh mắt đều đối ta sùng bái chi cực, ta thậm chí có thể cảm giác được, chỉ cần sau giờ học, bọn hắn liền sẽ quỳ lạy trên mặt đất. Sau đó gọi ta một tiếng sư phó, nhưng ta cùng Lâm Tuyết vốn chính là một cái hiểu lầm, Bạch Doãn các nàng hiểu lầm càng lớn hơn, lần này thật sự là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Ta mẹ nó có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Lâm Nguyên, người điếc thật sao? Còn không mau đi ra ngoài cho ta. Chủ nhiệm lớp nổi giận đùng đùng mắng. Ta muốn tranh biện, ta muốn nói cái này có quan hệ gì với ta? Các nàng thổ lộ vì cái gì ta muốn đi ra ngoài? Ta cùng Lâm Tuyết lại không có gì, là chính ngươi hiểu lầm mà thôi. Nhưng lúc này cuống họng liền cùng nhét một đoàn ruột bông rách đồng dạng, nói không ra lời, cũng may mắn không nói, không phải chống đối chủ nhiệm lớp, tội thêm một bậc. Ta đứng lên, đang định ra ngoài, lúc này không biết ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cung nghênh tình thánh. Lúc này lập tức toàn lớp đều trở nên huyên náo, chủ nhiệm lớp đều kém chút khống chế không nổi cục diện, nàng lập tức thẹn quá hóa giận hướng ta ném cái phấn viết sát, lăn. Người nhanh cút ra ngoài cho ta. Biểu tình kia cùng tiếng giống, so công viên kỷ Jura khủng long còn kinh khủng hơn, ta bén nhạy tránh thoát về phía sau, vội vàng chạy ra phòng học. Điên,
toàn lớp người đều điên, Bạch Doãn các nàng cũng điên, thứ độ gì nha, vô duyên vô cớ chịu bỗng nhiên phê, ta chọc ai gây ai rồi. Ra phòng học sau ta cũng lười lại xoắn suýt, trực tiếp đi xuống cầu thang sau đó thẳng đến cửa hàng, Tào Phàm còn tại bên kia chờ lấy ta đây, chỉ có điều đi ở sân trường trên đường thời điểm, không ngừng có người đối ta chỉ trỏ, sau đó soi mói. Nhìn, đó chính là Lâm Nguyên sao? Dáng dấp một loại A, thế nào liền có nhiều như vậy nữ hài thay nhau thổ lộ? Dùng tiền thuê A, tiểu tử này lai lịch ra sao? Một cỗ nông thôn tiểu tử bộ dáng, ở đâu ra mị lực? Mau nhìn, trường học chúng ta tỉnh thánh, ta muốn bái hắn làm thầy. Tiểu tử này dáng dấp thường thường không có gì lạ, lại có bản lãnh như thế, khẳng định có chỗ hơn người, có rảnh phải kết bạn một chút. Không biết vì cái gì, ta cũng rất muốn đối với hắn thổ lộ A. Nghe những nghị luận kia âm thanh, ta bó tay toàn tập, những âm thanh này liền cùng con ruồi đồng dạng, tại bên tai ta ong ong ong, nghĩ không ra không cẩn thận liền thành cái này trường học danh nhân. Lần trước mời Lý Tiểu Long thân trên đem karate đai đen cao thủ đánh chuyện này cũng còn không có trôi qua bao lâu, hiện tại lại một lần nữa trở thành sân trường nhân vật tiêu điểm, cái này đối với ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ta vội vàng phát một đầu tin nhắn cho Bạch Doãn, đem nàng thối mắng một trận, không lâu lắm nàng liền về mấy cái mặt quỷ ký hiệu, thật là cầm nàng không có biện pháp gì. Trở lại cửa hàng thời điểm, Tào Phàm liên tiếp tái nhợt ngồi ở trên ghế salon, trông thấy ta sau liền như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, kém chút liền không có quỷ xuống đến. Lão bản, người được cứu cứu ta với, ta sắp sụp đổ. Tào Phàm hoảng sợ hô. Ta có chút không hiểu, nói tối hôm qua không phải không gặp được cỗ kia thi thể sao? Thế nào còn sợ đến như vậy? Nói chuyện đến thi thể, Tào Phàm liền dọa đến toàn thân phát run, hắn nói ta không biết, cùng chúng ta phân biệt về sau, tâm hắn nghĩ cũng không thể thường đi khách sạn ngủ, quá đắt, nhà khách lại không dám đi. Thế là hắn liền quyết định lái xe về công ty chấp nhận một hai muộn, công ty cũng có ghế sofa có điều hòa, điều kiện không thể so khách sạn kém. Trở lại công ty về sau, hắn đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên làm việc máy vi tính trên bàn liền mở, Tào Phàm giật mình một cái, trước đó rõ ràng kiểm tra toàn bộ máy tính đều mở, làm sao còn có loại tình huống này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, đột nhiên đã nhìn thấy trong máy vi tính nằm một người, người kia chính là trước đó nhặt qua thi thể. Nàng liền cùng uống say đồng dạng, tại trong máy vi tính nôn mửa, thì thào nói mê sảng. Tào Phàm dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, lúc này hắn chân chính xác định mình là gặp được mấy thứ bẩn thỉu, người làm sao có thể chạy tiến trong máy vi tính đi. Hắn vội vàng đi tắt máy tính, nhưng máy tính cùng chúng bệnh du đồng dạng, làm sao theo đều không có phản ứng, ngược lại từ giữa bên cạnh truyền ra buồn nôn mùi rượu, giống như chính là từ nữ nhân kia trên thân truyền tới. Tào Phàm dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nơi nào còn dám tiếp tục chờ đợi, vội vàng tông cửa xông ra, sau đó trên xe qua một đêm, may mắn cỗ kia thi thể không tiếp tục đuổi tới, không phải hắn cũng không biết làm sao bây giờ tốt, chân cũng dọa đến bủn rùn, đoán chừng không chạy nổi. Ngày thứ hai sau hắn cũng không tâm tình đi làm, xin nghỉ liền đến tìm ta, đi vào cửa hàng sau rút nửa ngày khói, thẳng đến ta nghỉ. Ta sau khi nghe xong liền dài thở một hơi, Tào Phàm nhìn ta bộ dáng này. Có chút không rõ. Thi Ngôn nhắc nhở, đồ ngốc, người cái này cũng chưa chết, nói rõ kia mấy thứ bẩn thỉu chỉ là nghĩ quấn lấy ngươi, không muốn hại tính mệnh của ngươi, không phải ngươi chết mấy lần, đại huynh đệ. Tào Phàm nghe cũng không có cảm thấy cao hứng, mà là đau khổ ôm lấy đầu, thanh âm nghẹn ngào nói, còn tiếp tục như vậy, coi như nàng không hại tính mạng của ta, sớm muộn có một ngày cũng bị nàng hù chết, ta không nghĩ lại để cho nàng cuốn lấy, lão bản, mời ngươi mau cứu ta. Nếu như Tào Phàm nói đến lời nói là thật, vậy liền chứng minh cỗ này cái gọi là thi thể thật không phải là người, hơn nữa còn đặc biệt giảo hoạt, biết chờ chúng ta đi mới hiện thân, chẳng qua ta đêm nay có việc, không có thời gian bắt được nàng, nhưng biết nàng không phải người vậy liền dễ làm. Ta đem một chồng hoàng phù giao cho Tào Phàm, gọi hắn dán tại cửa sổ bên trên, chẳng qua muốn đặc biệt chú ý, ngàn vạn không thể để cho gió cho thổi đi, đêm nay lớn mật về nhà ngủ, chờ trời sáng lại đem hoàng phù hái xuống. Tào Phàm tiếp nhận hoàng phù về sau, nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, nếu như hoàng phù không dùng được, chấn không được nàng làm sao bây giờ? Ta liếc liếc mắt dưới thân thể của hắn, dọa đến hắn vội vàng che nơi đó, nói mình không làm gì. Ta nói không cần khẩn trương, ta cũng không làm, sau đó hỏi hắn xuyên được cái gì quần lót. Hắn ngây ra một lúc, nói là màu đỏ, rất không minh bạch ta hỏi cái này để làm gì. Ta phủi tay, nói màu đỏ vừa vặn. Hắn càng thêm kỳ quái, mày nhíu lại thành một đoàn,
hoàn toàn đoán không ra ta ý tứ. Ta cười ha ha vài tiếng, nói nếu như Hoàng Phủ Trấn không được, vậy liền đem màu đỏ quần lót chồng chất thành thất sắc tinh, đặt ở đầu giường, mình ngủ ở dưới giường, nhớ kỹ giày muốn góp thành bát tự, mũi giày đối ngoại. Cái này chiêu thật có tác dụng, Tào Phàm nửa tin nửa ngờ nói. Ta lườm hắn một cái, nói không muốn chất vấn chuyên nghiệp của ta trình độ, cái này chiêu xác định vững chắc dễ dùng, đồng thời gọi hắn không cần phải sợ, cỗ kia thi thể hẳn là sẽ không hại tính mạng hắn, chờ ta làm xong trong tay sự tình, liền đi giải quyết nàng. Tào Phàm vẫn là lòng còn sợ hãi, hắn lải nhải không chịu đi, nói nếu là cái này chiêu vẫn là không dùng được làm sao bây giờ. Lần này đem bên cạnh Thi Ngôn đều gây phiền, nàng thực sự nhịn không được giống một câu, thật sự nếu không đi, vậy ngươi liền đem Phượng tỷ ảnh chụp dán tại đầu giường, không dùng được ngươi tìm đến ta, ta đem mệnh cho ngươi. Tào Phàm nghe xong lập tức an tâm, mang theo Hoàng Phù Chân thật rời đi, nhưng ta lên lòng nghi ngờ, hỏi đồ chơi kia thật hữu dụng. Thế nào ta chưa nghe nói qua? Thi Ngôn trợn mắt nhìn ta một cái, nói đồ chơi kia chẳng những có thể trừ tà, còn có thể tránh thai đâu. Ta lập tức che miệng nở nụ cười, nữ nhân quả nhiên vẫn là có như vậy một hai ngày không thể gây. Đuổi Tào Phàm về sau, buổi chiều ta như thường lệ trở về lên lớp, chỉ có điều lên lớp bầu không khí có chút không đúng, mặc kệ nam nữ, tất cả đều thỉnh thoảng quay đầu nhìn ta chằm chằm nhìn, làm cho ta có chút xấu hổ, ta ngồi cùng bàn là cái nữ sinh, gọi Dừng Y Đình, nàng lặng lẽ nói với ta, hiện tại lớp học tiền đặt cược đã hạ rất lớn. Ta có chút hiếu kỳ, cái gì tiền đặt cược, cùng ta có quan hệ sao? Y Đình nói, hiện tại các nữ sinh đều đang đánh cược, xem ai có thể đuổi tới ta, ai trước đuổi tới, ai liền thắng, những người khác phụ trách áp cược, cái này còn không chỉ, trừ lớp chúng ta nữ sinh, còn có trong trường cũng mở lên đổ bàn, hiện tại ta liền cùng con mồi đồng dạng, ai trước được tay, ai liền thắng, chẳng những thắng tiền, còn có mặt mũi. Ta sau khi nghe cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả, nói ngươi thật biết nói đùa, nói đến khoa trương như vậy, ta kém chút liền tin. Y Đình ha ha hai tiếng, sau đó chỉ ta dưới đáy bàn, ta một mặt ngây ngốc đem bàn tay đi vào, lập tức cầm ra đến một đống phong thư, nhìn mấy phong hậu, ta cảm giác được tê cả da đầu, mẹ nó tất cả đều là tình hình thực tế, cẩn thận số một chút, không sai biệt lắm có 20 mấy phong. Cái này, ta không phản bác được, đây coi là chuyện gì sao? Làm cho ta tựa như là các nàng tranh nhau khoe khoang vật phẩm đồng dạng, đừng ngốc, ta thế nhưng là các nàng cả một đời cũng không chiếm được nam nhân, đều do Bạch Doãn, mù lên cái gì hống, muốn cảm tạ ta đưa chút vàng bạc châu báu liền tốt lạc, làm những cái này không đứng đắn nát hí có ý gì. Sau khi tan học, ta vội vàng cùng chuột đồng dạng chạy ra ngoài, bởi vì ta có dự cảm không tốt, quả nhiên, không bao lâu trước cửa phòng học liền vây đầy nữ sinh, tất cả đều là tới tìm ta, ta vỗ xuống bộ ngực, may mắn may mắn. Ta ra sân trường không bao lâu, đột nhiên điện thoại liền vang không ngừng, ta xem xét, tất cả đều là WeChat thỉnh cầu bạn tốt thông báo, ta Tào, ai đem ta tin tức cho tiết lộ rồi. Không cần thẩm, khẳng định là Lý Văn Hòa Triệu Nghị hai đồ đần. Ta cũng lười để ý đến các nàng, đem thông báo tin tức chỗ sửa lại một chút về sau, cưỡi phá xe đạp liền về cửa hàng. Xa hành đến nửa đường thời điểm, đột nhiên liền thoát ra một đám người, ta xem xét còn tưởng rằng có người ăn cướp đâu. Tuy nói không lên ban ngày ban mặt, nhưng mặt trời cũng vừa xuống núi, cái này ra tới ăn cướp, cũng quá qua loa đi. Không nghĩ tới bọn hắn cũng không có đối ta duỗi ra độc thủ, mà là tất cả đều bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối ta đông 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 dập đầu mấy cái vang tiếng, đem ta dọa giật mình, không phải là gặp gỡ người giả bị đụng đúng không? Coi như ta cái này phá xe đạp, còn đụng cái gì xứ, đem hai cái này vòng đều hủy đi cho ngươi lại như thế nào? Ngay tại ta trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đột nhiên bọn hắn đồng thời hô một tiếng, Tình Thánh, mời thu chúng ta làm đồ đệ đi, mang chúng ta đi ra độc thân chi cảnh, chúng ta không nghĩ lại làm đồng tử. Thần kinh, ta vội vàng cưỡi lên xe đạp, chạy vội rời đi bọn hắn, đến cửa hàng sau ta nhìn thêm vài lần phía sau, trông thấy bọn hắn không có đuổi theo ta mới thật dài ô thở một hơi. Những người này điên rồi đi, có sách không đọc, cả ngày đều giày vò cái gì, ta nếu là Tình Thánh. Ta có thể độc thân sao? Ta nhổ vào. Thế nào, bị quỷ truy à? Thi Ngôn nhìn ta thần sắc hốt hoảng bộ dáng, tựa như làm tặc đồng dạng. Ta ngồi xuống uống hết mấy ngụm nước, mới hòa hoãn hạ cảm xúc, quỷ ta còn không sợ, những người này nhưng so sánh quỷ khủng bố nhiều, một lời khó nói hết. Người tá thi hoàn hồn chuẩn bị phải thế nào? Thi Ngôn nhìn đồng hồ, nói khi trời tối muốn đi, cái này sự tình làm không xong, cửa hàng đoán chừng cũng phải đóng cửa.
Ta nhìn một chút bên ngoài dáng chiều, nói hết sức đi, đây chính là bản môn lớn nhất cấm thuật, lấy ta đạo hành, không biết có thể thành công hay không. Thi Ngôn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, hai người không nói gì, thẳng đến lúc 8 giờ, một cỗ màu đen xe con mới dừng ở lối vào cửa hàng, trời vừa từ bên trong đi xuống, sau đó đối hai ta vẫy vẫy tay, ra hiệu chúng ta lên xe. Ta cùng Thi Ngôn đối liếc mắt về sau, liền ba lô trên lưng cùng ra hỏa lên xe. Trên xe trừ lái xe cùng trời một, còn có một nữ nhân này mắt đẹp mày ngài, ngũ quan cực kỳ đẹp mắt, người cũng có khí chất, một thân sườn xám, xẻ tà chỗ hạ tất cả đều là chân, trừ dài, còn trắng đến phát sáng, để người kìm lòng không được liền nghĩ bóp một cái. Đây là ai? Ta chỉ nữ nhân kia hỏi. Vật chứa, trời lạnh lẽo lạnh đáp, mặt mày đều không động một cái, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tá Thi Hoàn hồn hoàn toàn chính xác cần một cái vật chứa. Cái này vật chứa chính là dùng để trở hồn, chẳng qua vật chứa nguy hiểm cũng cực lớn, vạn nhất hồn phách của mình trong 7 ngày không trở về, vậy liền rốt cuộc không thể quay về, nữ nhân này như thế xinh đẹp, thế mà cam nguyện làm vật chứa, trời một nhưng thật là có bản lĩnh, không hổ là âm hành long đầu đại ca. Chúng ta bây giờ đi đâu? Ta tiếp tục hỏi. Đoạn Long Cốc, trời một y nguyên lạnh lùng nói, liền cùng một khối như băng, biểu lộ không có bất kỳ cái gì chập trùng, thanh âm cũng không có. Đoạn Long Cốc là địa phương nào? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Là tại vốn là sao? Nghe danh tự còn rất huyền dáng vẻ, xem ra không phải chỗ bình thường. Ta sợ người khác nói ta cô lậu quả văn, tự nhiên không hỏi ra tới, đi ra ngoài bên ngoài, không hiểu cũng phải lắp hiểu, không phải rất không mặt mũi, mập mạp dậy ta, hắc hắc. Xe chậm rãi chạy, đi đại khái 2 giờ cũng chưa tới, trên xe lại yên tĩnh, không có mập mạp lời này lao ở bên người. Ta rất nhanh liền ngủ. Không biết qua bao lâu, Thi Ngôn đẩy ta một chút, nói đến. Ta vuốt vuốt mông lung mắt, ngáp một cái, sau đó xuống xe, nhìn xem thời gian, đã 12 giờ, về mặt thời gian đến xem, đã ra thành phố. Tư thúc, mở đèn pin, trời một khi lấy lái xe phân phó nói. Được, lái xe từ trên xe cầm mấy cây đèn pin phân biệt giao cho chúng ta, chỉ có trời một không muốn, hắn đi ở phía trước, phân phó chúng ta theo sát. Ta cầm đèn pin cẩn thận quan sát đến chu vi, phát hiện tại chúng ta phía trước chính là một tòa liên miên không dứt dải núi, cái này dải núi chợt nhìn lại tựa như một con rồng. Đáng tiếc là, tại trên thân rồng nứt ra một đầu cự khâu, tựa như là đem con rồng này chặt thành hai đoạn đồng dạng. Trách không được gọi Đoạn Long Cốc, hóa ra là chuyện như thế. Núi này nếu như không có bị chặt đứt, đây chính là tuyệt hảo phong thủy bảo địa, có thể táng ở chỗ này người, hậu thế chắc chắn lên như diều gặp gió. Không phải có tiền đó chính là có thế. Đáng tiếc là, long mạch bị đoạn, rồng liền không bay lên được, phong thủy bảo địa biến thành hung địa, vận thế hoàn toàn không có. Đi theo trời từng cái đi thẳng, rất nhanh liền đi vào một chỗ hẻm núi, mà nơi đây hẻm núi chính là vừa rồi long mạch nơi nứt ra, cũng chính là trời nói chuyện Đoạn Long Cốc. Đoạn Long Cốc âm phong trận trận, xương trắng lượn lờ, chung quanh cây cối cùng ma quỷ đồng dạng tại đối chúng ta dương nanh múa vuốt, đèn pin chiếu vào trên cây. Lại không nhìn thấy trên mặt đất có bóng dáng, chiếu vào trên thân người, chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên, nửa người dưới cái bóng không biết đi đâu rồi, đặc biệt làm người ta sợ hãi, nhưng người cẩn thận cảm ứng, nhưng lại phát hiện không được đặc biệt quỷ dị đồ vật. Ta nói cái này nơi quái quỷ gì, thật quỷ dị, mỗi đi một bước đều để người tê cả ra đầu. Trời nói chuyện, kỳ thật cái này Đoạn Long Sơn thật là Thi Nam bốn cảnh một trong. Bốn cảnh là... Đông có ngũ phượng triều dương, ngũ phong núi, nam có sống rồng chạy sông, Đoạn Long Sơn tây có tê giác vọng nguyệt, mặt trăng nham, bắc có vách núi dán thông báo treo bảng nham. Cái này Đoạn Long Sơn là ân thi một đầu long mạch, đứng tại cửa nam trên thành nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một đầu giống như hình rồng san hướng nam chạy thanh giang phương hướng mà đi. Đầu đạo nước lân cận ba cây cây, nhỏ địa danh chính là đầu rồng, trên đỉnh núi ba cây cây tùng, xa xa nhìn lại chính là sừng rồng. Vì sao núi này lại gọi Đoạn Long Sơn đâu? Nơi này có cái cố sự. Thanh triều năm bên trong, Thái Bình Thiên Quốc Dực Vương Thạch Đạt mở binh bại hướng Tứ Xuyên lui binh, binh đến ân thi mặt trời sông Thạch Sữa Quan, dọa sợ Thi Nam chi phủ, nguyên bản phát nguyên tại đến phượng cờ chống trại Bạch Liên giáo dư bộ, cũng thừa cơ nhao nhao khởi sự, tình thế nhất thời lớn gấp, lão bách tính nhao nhao truyền thuyết quỷ phủ phụng tiết Thi Nam Thụy Long hiện lên tường, đại thanh giang sơn khó đảm bảo. Thi Nam chi phủ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, vạn phần hoảng sợ. Lúc này có cái bành họ thầy phong thủy đối chi phủ nói, ta nhìn ngoài cửa nam có đầu núi giống du long, cái này long mạch vừa đứt,
trăm sự tình không có. Tri phủ bận rộn sai khiến người cùng Bành tiên sinh đi đào long mạch, thầy phong thủy tiện tay một chỉ, chính là nó, đào ngay tại lúc này nguyên ngạc tây ngục giam cái khác một ngọn núi. Nói cũng kỳ quái, cái này khắp núi cát đỏ thạch, đào xuống đi đều là vương quang thạch tảng đá xanh, một đào hỏa tinh ứa ra, lòng bàn tay đánh vỡ, chính là đào bất động, thật vất vả đào một đường nhỏ, ngày thứ hai lên lại nhẹ tia hợp phùng không có một điểm vết tích. Cái này thầy phong thủy cũng tới lực, chống lên lò bát quái đi đốt, bên cạnh đốt bên cạnh đào, đốt 7-7-49 ngày, cũng đào 49 ngày, mới làm ra một cái hố to, chấp nhận cái này hố đánh một hơi hồ chứa nước, bây giờ gọi ra mắt, tại nguyên ngạc tây ngục giam lò ngói cách đó không xa, là nguyên phương đông đỏ công xã thứ 7 đội sản xuất vườn trà. Ta nghe xong nguyên lai cái này trước kia cái này còn có một ngục giam, trách không được âm phong trận trận, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Ngục giam là địa phương nào mọi người hẳn là đều biết, trước kia, chỗ kia một điểm không thể so mộ địa kém. Trời nói chuyện, trước kia ngục giam đen, có phạm nhân chơi chết về sau, tùy tiện ngay tại dưới cây đào cái hố chôn, hiện tại không chừng cái kia dưới gốc cây liền bạch cốt xâm xâm đâu. Lông mày của ta nhăn thành một đoàn, nói ngươi cũng vậy, tìm chỗ như vậy làm cái gì? Tham mát mẻ sao, nơi này mùa hè thật đúng là so mở điều hòa đều mát mẻ, đoán chừng đứng một lúc đều phía sau lưng phát lạnh. Cảm giác chung quanh có rất nhiều thứ đang nhìn ngươi đồng dạng. Trời một không có giải thích, hắn tiếp tục mang theo chúng ta đi lên phía trước, đi đại khái sau mười mấy phút, đoạn trong long cốc bên cạnh đột nhiên liền xuất hiện một chỗ cửa đá. Trời một ngừng lại, đối cửa đá ngốc nhìn, cũng không có đi vào. Lái xe thực sự nhìn không được, đối trời nói chuyện nói thiếu ra, đi vào đi. Trời một ừ dưới, tay nâng lên nửa khắc, lại để xuống. Không có dũng khí. Lái xe đột nhiên đỏ mắt, vò ra mấy giọt nước mắt. Trời một lại gật đầu một cái, biểu lộ y nguyên không có biến hóa chút nào. Tiểu tử, ngươi qua đây. Lái xe chỉ ta nói. A, ta một mặt ngây ngốc chỉ mình, không biết nên làm cái gì. Đúng, tới, lái xe y nguyên chỉ vào người của ta nói. Ta đi tới, lễ phép hỏi có chuyện gì có thể đến giúp ngươi. Sẽ không phải là gọi ta gõ cửa a? Gõ cửa ai không thể gõ? Không phải chỉ định ta sao? Sẽ viết quỷ gián không? Lái xe hỏi. Ta ngây cả người, sau đó nhẹ gật đầu. Mời người bái phỏng người viết thiếp mời, mời quỷ bái phỏng quỷ viết quỷ gián. Ta móc ra một tờ giấy vàng, sau đó dùng máu viết xuống bái phỏng câu chữ, tiếp lấy thiêu hủy, cho tàn giải tán lúc sau, trên cửa đá xuất hiện một tấm màu đỏ thiếp mời, thuận khe cửa đá trượt đi vào. Quỷ nương có đó không? Lại xuống cùng thiếu gia tới bái phỏng. Có thể hay không nể mặt gặp một lần. Lái xe đối khe cửa đá hô lớn. Cút, đột nhiên một tiếng nói già nua từ khe cửa đá bên trong băng ra tới, tiện thể còn hòa với một cỗ âm lãnh hàn phong, làm ta sợ hết hồn. Trong này chẳng lẽ là quỷ, con quỷ nào lớn lối như thế, lại dám đối trời một bất kính. Tối hôm qua con kia bạch hồ âm linh nhìn thấy trời một, dọa đến toàn thân như nhũn ra, chân đều đứng không thẳng, ghé vào dưới đáy bàn run lẩy bẩy. Cái này quỷ lại dám không cho trời một mặt tử. Chẳng lẽ là cái gì ngàn năm lão yêu? Không thể a. Nãi nãi, trời lão đại ca thật vất vả tới một lần, lão nhân ra người đừng như vậy. Một cái ôn nhu mảnh mai thanh âm khuyên nhủ. Nữ nhân này ta nghe thấy thanh âm đều cả người xương cốt mềm nhũn, chân nhân phải là cái gì khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, không đúng, nghe nói thanh âm rất êm tai tiểu tỷ tỷ dáng dấp đều chẳng ra sao cả. Ngươi làm cho như vậy thân ri làm gì, ngươi quên. Là ai hại chết chúng ta sao? Thanh âm già nua nói. Nghe nàng, ta lập tức giật cả mình, bên trong quả nhiên là hai con quỷ. Hai vị chết, thiếu gia cũng không muốn, đau lòng nhất cái kia chính là hắn, quỷ nương, thiếu gia mời đến Mao Sơn quỷ đạo truyền nhân, có thể vì ngươi tá thi hoàn hồn hai ngày. Lái xe tận tình khuyên bảo nói. Cút, lại sống hai ngày thì thế nào? Quản cái dám dùng, thanh âm già nua rất kiên cường, đem lái xe mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Trách không được trời một không dám bái kiến, chẳng qua cái này lão quỷ không ngớt một đô dám mắng, lai lịch cũng không nhỏ. Đây đã là thiếu gia có thể tận phải lớn nhất đền bù, tá thi hoàn hồn là Mao Sơn cấm thuật, nghịch thiên mà đi là muốn bị sét đánh. Lái xe nói, ta dựa vào, dùng cấm thuật cái kia là ta, gặp sét đánh cái kia cũng là ta, những công lao này có thể hay không đừng tính tại trời một thân bên trên. Lăn, chúng ta liền xem như tan thành mây khói. Cũng tuyệt không muốn các ngươi thiên gia đền bù. Nãi nãi, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn gặp trời lão đại ca. Không cho phép đi ra ngoài, ta không để ngươi thấy tiểu tử kia.
Nếu như ngươi để ta ra ngoài, ta liền đáp ứng ngươi đi đầu thai. Ngươi là muốn chọc giận chết ta nha, ta liền biết ngươi chậm chạp không chịu đầu thai, chính là vì tiểu tử này. Thật xin lỗi nãi nãi, hại ngươi một mực muốn ở chỗ này theo giúp ta. Ai, Nhiệt Xuyên a, đi thôi, không phải ngươi cái này xú nha đầu chết sống cũng không chịu đi đầu thai. Tạ ơn nãi nãi. Một già một trẻ này đối xong lời nói về sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhưng trời một mặt bên trên y nguyên lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như các nàng nói sự tình hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, nhưng ta biết, hai người này chết, cùng trời một thoát không được quan hệ. Lâm Nguyên, chuẩn bị tá thi hoàn hồn, trời một khi ta nói. Lúc này, từ trong cửa đá chui ra một cái trong suốt nữ nhân, nàng này một bộ váy trắng, như thác nước tóc dài, mặt trái xoan. Mày liễu môi đỏ, tuổi tác không lớn, lại dáng dấp sở động lòng người, làm cho người thương tiếc. Ta rốt cuộc biết vì cái gì cổ đại thư sinh đều thích chết tại nữ quỷ trên tay, nếu là gặp được mỹ nữ như vậy quỷ, làm một đêm người cũng so làm một đời người vui sướng. Quỷ khuất ngươi hai ngày, thi hàm, trời một chỉ cái kia vật chứa nói. Có thể vì thiếu gia hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Cái kia gọi thi hàm vật chứa nói. Lâm Nguyên, bắt đầu. Trời nói chuyện nói. Tốt, ta nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ba lô lấy ra một tấm vẽ đầy phù chú miếng vải đen chính diện là bát quái đồ án, mặt trái là phù chú, là ta hoa hai cái ban đêm thời gian mới hoàn thành. Tá thi hoàn hồn bước đầu tiên, chính là muốn trước đem vật chứa hồn phách rút ra, đây cũng không phải là tốt kiếm sống, rút người sống hồn phách, thất thủ, có thể khiến người ta tới chết, có bất kỳ sai lầm nào, đều là một cái mạng, coi như thành công, tươi sống rút lột linh hồn. Làm vật chứa người cũng sẽ thể nghiệm đến trước nay chưa từng có đau khổ. Chuẩn bị xong chưa, ta hướng thi hàm hỏi. Nàng nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì sợ hãi biểu lộ, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng, rất là làm cho người thương tiếc. Ta đem miếng vải đen trải trên mặt đất, sau đó gọi thi hàm nằm xuống, ngay sau đó dùng miếng vải đen đưa nàng bao lấy đến, cuối cùng hỏi một chút nàng ngày sinh tháng đẻ. Thi hàm nói nàng ngày sinh tháng đẻ về sau, ta lập tức ngây ra một lúc. Thuần âm chi nữ. Cô gái này là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đời, ngày sinh tháng đẻ toàn âm, là thuần âm chi thể, mà cái này thuần âm chi thể chính là tá thi hoàn hồn tốt nhất vật chứa, trời tưởng tượng quả nhiên chu đáo, dạng này thi pháp xác suất thành công liền đề cao thật lớn, mà lại thuần âm chi thể cùng quỷ hồn không có quá lớn bài xích, mặc kệ đối người vẫn là đối quỷ, đều có lợi ích to lớn. Ta dùng máu gà đem thi hàm ngày sinh tháng đẻ viết tại miếng vải đen bên trên. Sau đó tại mi tâm của nàng bên trên điểm một cái to lớn điểm đỏ, ở chung quanh điểm lên ba chi sáp ong nến. Ngọn nến đại biểu thi hàm ba hồn, ngọn nến diệt, hồn cách. Hỗn nguyên bờ sông chơi, kim cương liệt hai bên, thân bên trong hồn linh ra, vội vã xuất khiếu bên trên. Ta quát to một tiếng, sau đó bàn tay tâm chợt đập thi hàm cái chán, tốc độ từ chậm đến nhanh. Thi hàm đột nhiên liền nôn khan lên, bộ dáng cực kỳ khó chịu, tiếp lấy thân thể run rẩy. Tay chân loạn bay nhảy, lúc này miếng vải đen đột nhiên vừa thu lại gấp, không để thi hàm loạn động đạn, phía trên những cái kia phù chú phát ra quang mang nhàn nhạt. Không được, Lâm Nguyên, hồn rút ra không được, còn như vậy sáu phách chịu lấy tổn hại, nhanh nghĩ biện pháp. Trời máy động nhưng lo lắng hô, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện lộ ra vẻ gì khác. Đáng chết, xem ra ta đạo hành còn chưa đủ, người sống rút hồn độ khó quá cao, muốn tìm người hỗ trợ. Thi ngôn, giúp ta đem thi hàm hồn dùng miệng rút ra. Ta vội vàng hô, không có thời gian, nhanh lên, không muốn do dự. Thi ngôn thấy sự tình không thể coi thường, cũng không dám lề mề, trực tiếp liền lên đến chuẩn bị hấp hồn. Lúc này trời quang ra cho thi ngôn một tấm kim phù một nửa cắn miệng bên trong, bình thường nhổ cho thi hàm, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Thi ngôn tiếp nhận trời một kim phù về sau, trực tiếp làm theo. Miệng nàng đối miệng đem kim phù đưa vào thi hàm miệng bên trong, sau đó liều mạng ra bên ngoài hút. Kim tước hóa linh thân, linh hồn ra thấy thân, ta vịn thi hàm cái chán, niệm một lần, thổi ba miệng khí, liền niệm ba lần, hướng trên thân trung thổi chín khẩu khí. Lúc này thi ngôn đột nhiên bắn lên, phồng má đối ta ấp úng, giống như tại nói gì đó, ta còn chưa kịp phản ứng, thi ngôn thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng, giống như trướng khí khí cầu đồng dạng, chỉ nghe thấy phốc một tiếng. Ba chi sáp ong nến đồng thời dập tắt. Thành, hồn tại thi ngôn miệng bên trong, ta cao hứng hô, sau đó đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình nhỏ màu trắng tử mở ra cái nắp, để thi ngôn đi đến nhà.
Thi Ngôn đem hồn phun ra về sau, lập tức toàn thân vô lực sụi lơ trên mặt đất, không ngừng ho khan, thân thể nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Mệt chết lão nương, giống như nháy mắt ăn một đầu voi đồng dạng, sau đó lại đem lực khí toàn thân phun ra ngoài. Thi Ngôn thở hồng hộc nói, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta đem tiểu bạch nắp bình bên trên cái nắp về sau, cấp tốc tại thân bình bên trên họa mấy đạo phù chú, để phòng hồn trốn tới, vậy liền không xong. Quỷ nương, người đi vào đi. Trời một lại khôi phục lạnh lùng biểu lộ, đối con kia nữ quỷ nói. Quỷ nương nhẹ gật đầu, sau đó đi vào Thi Hàm thân thể, đúng vào lúc này, đột nhiên không có dấu hiệu nào sấm sét vang dội lên, còn có mấy đạo ánh lửa tại đỉnh đầu chúng ta bên trên xẹt qua. Đem ta dọa giật mình, mẹ nó đây là muốn độ kiếp vẫn là sao? Lâm Nguyên, nhanh lên, trong vòng 10 phút hoàn thành, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trời máy động nhưng quát, biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ta nhẹ gật đầu, sau đó lại lấy ra một tờ vải trắng, cùng trước đó tấm kia miếng vải đen giống nhau như đúc, chỉ là màu sắc khác nhau. Ta đem vải trắng bày trên mặt đất, phân phó quỷ nương nằm trên đó, sau đó đưa nàng chăm chú bao lấy. Lúc này tiếng sấm càng lúc càng lớn, một đống lớn mây đen chậm lại, tụ tại trên đỉnh đầu ta, nhớ tới sử dụng cái này cấm thuật sẽ bị sét đánh, trong lòng ta lập tức lạc trèo lên một chút. Đừng có ngừng, đây không phải thiên phạt, trời nhiều lần lần hô, lúc này trong động lão thái bà kia đột nhiên hô một tiếng, quỷ vương đến, nghịch thiên cải mệnh, nghịch loạn âm dương, cái này không hợp phép tắc, trời một ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi nhất định phải đem tôn nữ của ta hại thảm mới cam tâm sao. Lão thái bà vừa dứt lời, đột nhiên mây đen hóa thành vô số cái bóng đen tại chúng ta chung quanh xoay quanh, 3 giây qua đi, bóng đen biến thành hơi mờ hình, phía trên là cái đầu lâu, phía dưới là đen xì thân thể, còn người khoác áo giáp, không đứng ở chúng ta chung quanh dương nanh múa vuốt, chỉ cần tìm được cơ hội, bọn chúng liền sẽ công kích chúng ta. Trời lão đại ca, các ngươi đi thôi, không phải các ngươi thật sẽ chết. Quỷ nương lo lắng khuyên nhủ. Chỉ là quỷ vương, không cần phải nói. Hôm nay coi như thập điện Diêm Vương đến, ta cũng nhất định phải ngươi phục sinh. Trời hướng lên lấy đầu, ngạo khí sông mây, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn đem thường xuyên cõng lên người cái kia hình chữ nhật hộp đem ra, sau đó vỗ, hộp liền tự động mở ra. Làm ta không tưởng được chính là, từ trong hộp té ra đến một đống đen xì linh bài, phía trên danh tự tất cả đều là họ Thiên, xem bộ dáng là Thiên Môn Liệt Tổ Liệt Tông linh bài. Ta còn tưởng rằng cái hộp này giả bộ là cái gì lợi hại vũ khí, không nghĩ tới là một đống linh bài, trời một tiểu tử này mỗi ngày đem tổ tông nhóm cõng lên người làm gì. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ là Thiên Môn cái gì kỳ quái phép tắc. Đúng vào lúc này, đột nhiên mỗi cái linh bài bên trong đều chạy đến một cái bóng đen, sau đó cùng trên không trung đều đầu lâu xoay đánh lại với nhau, xem ra còn chiếm thượng phong. Lớn mật trời một, dám nhiễu loạn âm dương, Thiên Môn bên trong người cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Phá hư nhân quả. Đột nhiên không trung bay tới âm lãnh một câu, cái này khí tức âm lãnh đập vào mặt, trừ trời một, ba người khác đều dùng mình một cái, đi đứng phát run. Ta không có nhiễu loạn âm dương, ta chỉ cần 2 ngày, liền 2 ngày, nếu như không bán ta mặt mũi này, vậy liền chiến đi. Trời một không sợ hãi chút nào, hắn lạnh lùng nhìn thiên không, mặt không biểu tình, liền như là cái băng lãnh chiến sĩ. Hừ, thật là có ngươi, được. Hôm nay ngươi liền tổ tông đều rời ra ngoài, ta bán ngươi cái mặt mũi, 2 ngày sau đó tá thi hoàn hồn không kết thúc, đêm nay nơi này tất cả mọi người phải chết. Tiếng nói xong về sau, trên bầu trời đầu lâu liền biến mất không thấy gì nữa, những bóng đen kia cũng một lần nữa tiến vào linh bài bên trong, trời nhất trọng mới đem cái hộp đen đắp lên. Nhanh lên, còn có so những vật này mạnh hơn, còn có 5 phút đồng hồ thời gian, đừng lăng. Trời một đôi ta nói, còn có mạnh hơn. Ta ngẩng đầu nhìn thiên không, phát hiện đám mây biến thành huyết hồng sắc, không khí chung quanh càng ngày càng âm lãnh, bên cạnh tảng đá cùng cây cối đều có vẻ như có bóng đen đang cuộn trào. Tá thi hoàn hồn đến cùng là bao lớn cấp bậc cấm thuật. Vì cái gì bầu không khí sẽ trở nên như thế kinh khủng dị thường, thật cũng chỉ như ta biết như thế mà thôi sao. Ta không có dám tiếp tục nghĩ, tiếp tục tiến hành trong tay nghi thức. Ta đem vải trắng bên trong quỷ nương nâng lên, sau đó mặc niệm chú ngữ. Tiếp lấy vải trắng kỳ dị bay lên, tại miếng vải đen trên không không ngừng xoay tròn lấy, ta nhắm ngay quỷ nương trong lòng, một chưởng ép xuống. Hồn hợp thể tụ, tá thi hoàn hồn, ta hét lớn một tiếng, liều mạng đem vải trắng ấn xuống, nhưng là vải trắng đột nhiên sinh ra to lớn khí lưu cùng đối kháng lực, ta chẳng những không giấu đi được,
người chỉ cần hơi không chú ý, thân thể liền bị bắn ra. Xong, không giấu đi được, tá thi hoàn hồn không cách nào hoàn thành, là ta đạo hành không đủ vẫn là cái nào trình tự phạm sai lầm rồi. Trong lòng ta vừa nghĩ, một bên không ngừng dùng sức đối kháng, nhưng kia vải trắng liền như là ngàn cân thạch đồng dạng, ta căn bản bất lực nén xuống dưới. Trời gặp một lần tình huống không đúng, vội vàng tới hỗ trợ, hắn thở dài một hơi, sau đó bàn tay vận khí, một chưởng đặt ở trên bàn tay của ta mặt. Lập tức vải trắng tựa như nhận trọng áp đồng dạng, vững vàng chìm xuống dưới, nhưng vẫn không thể nào tiếp xúc đến miếng vải đen, liền kém như vậy mấy cm khoảng cách, trời một có vẻ như đã dùng hết lực khí toàn thân đều không thể toại nguyện, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa từ hắn trên trán trượt xuống. Máu, dùng tiểu tử kia giọt máu tại tôn nữ của ta trên thân. Trong động lão thái bà nhắc nhở, máu của ta, nhưng Mao Sơn quỷ đạo bên trên rõ ràng không có cái này trình tự. Là không có cái này trình tự, nhưng tiểu tử ngươi chú ấn cùng thủ ấn làm cho lung tung ngổn ngang, có thể hoàn thành đến nước này đã không sai, dùng Mao Sơn quỷ đạo hậu nhân máu tôn nữ của ta trực tiếp liền có thể tự mình tiến vào. Lão thái bà giống như có thể khám phá tâm tư ta đồng dạng. Ta cười khổ một cái, Mao Sơn quỷ đạo lớn nhất cấm thuật ta chỉ dùng một tuần lễ học tập, trong lúc đó còn không ngừng có việc, có thể học thành dạng này đã không sai. Ta y theo lão thái bà phân phó, cắn nát ngón tay đem giọt máu tại quỷ nương trên thân. Lập tức quỷ nương thân thể liền biến thành màu hồng phấn, nàng vừa nhắm mắt, lập tức vải trắng liền tự động chìm xuống dưới, đụng phải miếng vải đen về sau, hai vải lập tức hòa tan lên, biến thành một trắng một đen vải, phía trên bát quái đồ cũng thay đổi thành một đen một trắng, mà quỷ nương đã tin tức không gặp. Lúc này Thi Hàm mở mắt ra, nàng ánh mắt có chút mê mang, sau đó liền sáng ngời lên, đối trời một hô một câu trời lão đại ca. Xong rồi, trong lòng ta cao hứng hô lớn. Ta đem quỷ nương từ đen trắng vải trong giải phóng ra, nàng cùng một con hoạt bát con thỏ nhỏ đồng dạng, nhảy chạy tới đầu nhập vào trời một trong ngực. Lúc này trời máy động nhưng đỏ mặt lên, nhưng cùng sao băng đồng dạng, rất nhanh liền biến mất, có lẽ người khác không có phát hiện, lại bị ta cho bắt lấy đến. Tá thi hoàn hồn sau khi thành công, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, thiên không cũng không có dị thường, ta thật dài thở một hơi, rốt cục xong việc. Trời một phát thay mặt lái xe mình mang sau khi chúng ta trở về, liền ôm lấy quỷ nương tiếp tục hướng hẻm núi phía trước đi đến. Tiểu tử thúi, người muốn dẫn tôn nữ của ta đi cái kia nha. Lão thái bà trong động hô. Lão thái bà lúc nói chuyện, trời vừa đã biến mất tại trong đêm tối, hai người đã sớm mất tung ảnh, đâu còn có rảnh quản cái này sớm đã chết đi lão thái bà. Bà, con gái lớn không dùng được nha, người bỏ bớt khí đi. Hai ngày sau bọn hắn hai xong tự nhiên là sẽ trở về. Ta nói. Ngươi nói cái gì, tiểu tử thúi. Lão thái bà đột nhiên nổi trận lôi đình, toàn bộ hẻm núi đều đang run rẩy. Ta đi, chết tính tình còn như thế lớn, kia khi còn sống phải nóng nảy thành bộ dáng gì, được rồi, ta vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Lái xe cũng rõ ràng có chút sợ hãi, vội vàng mang theo ta cùng Thi Ngôn rời đi kết thúc Long Cốc, trở lại vừa rồi dừng xe vị trí, ta mới nới lỏng tâm. Lái xe không có lập tức đi, móc ra khói dựa vào xe đi rồi rút lấy, nói hòa hoãn một chút cảm xúc, không vội mà đi. Ta cũng hỏi hắn muốn một chi, đây là ta lần thứ nhất hút thuốc, rút cái thứ nhất liền khục nửa ngày, về sau liền chậm rãi tốt, chẳng qua mùi vị kia ta vẫn là không thế nào thích, cảm giác bình thường, không rõ vì cái gì nhiều người như vậy thích hút thuốc, rút một nửa ta liền ném. Lần thứ nhất rút nha, lái xe mỉm cười hỏi. Tài xế này đại khái chừng 40 tuổi, người rất hòa ái, nói chuyện cho người ta một loại cảm giác thân thiết, tóc húi cua, vóc dáng có chút cao, mang giày da áo sơ mi trắng, trời vừa gọi hắn tứ thúc, không biết bọn hắn quan hệ thế nào. Ta nhẹ gật đầu, đúng, lần thứ nhất hút thuốc, vừa rồi phát sinh sự tình quá rung động, cũng muốn học ngươi rút điếu thuốc hòa hoãn hạ cảm xúc. Khói là đồ tốt, cũng là đồ hư hỏng. Lái xe nhả cái thật dài vòng khói. Hình như có tâm sự nhìn qua đoạn Long Cốc bên kia. Ta không khỏi bắt đầu đối trời vừa cùng cái này hai con quỷ cố sự tò mò, nghe đối thoại của bọn họ, giống như phát sinh qua cái gì đặc biệt sự tình. Thúc, ta có thể hỏi ngươi chuyện gì sao? Ta nói. Lái xe ha ha cười nói, ngươi là muốn hỏi thiếu gia cùng chuyện của các nàng. Ta nhẹ gật đầu. Lái xe lại cười cười, nói cái này thiên gia sự tình, cũng không thể tùy tiện hướng người ngoài nói. Hắn 20 tuổi liền bắt đầu cho thiên gia làm lái xe, đến bây giờ cũng kém không nhiều có 20 năm, thiên gia rất nhiều chuyện hắn đều biết 7 phần,
nhưng cho tới bây giờ không có hướng ra phía ngoài nói qua, thiên gia cũng là đối với hắn tín nhiệm có thừa. Nghe xong hắn ta có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể tại trong miệng hắn nảy ra điểm bí mật đến đâu. Chẳng qua sau đó hắn còn nói thêm, có một chút muốn thanh minh một chút, các nàng không phải thiếu gia giết. Ta nhíu mày, có chút nửa tin nửa ngờ, dù cho các nàng không phải trời một giết, cũng hẳn là cùng trời một thoát không khỏi liên quan. Lên xe đi, đưa ngươi nhóm trở về, ta nhiệm vụ tối nay cũng liền hoàn thành. Lái xe thuốc lá đầu ném xuống đất, sau đó dùng sức giẫm diệt, quay đầu liền lên xe. Ta cùng Thi Ngôn cũng mở cửa xe ra đi lên, xe thúc đẩy về sau, ba người chúng ta đều không nói gì, Thi Ngôn càng là mệt mỏi ngủ, hấp hồn khả năng hao phí nàng tất cả thể lực, từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền không tiếp tục nói một câu. Xe mở đến nửa đường thời điểm, ta đột nhiên tại chỗ ngồi bên trên nhảy bắn lên, liền cùng điện giật đồng dạng, đem lái xe giật nảy mình, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, ngươi làm gì rồi? Lái xe khẩn trương hỏi. Ta muốn hỏi ngươi, cái cô nương kia họ gì? Ta vội vàng hỏi, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới nhị thúc nói qua một câu, nếu như gặp phải họ quỷ cô nương, ngươi liều mạng đều muốn cưới nàng làm vợ, vừa rồi tại đoạn Long Cốc, lái xe liền gọi nàng quỷ nương. Lái xe ngây ra một lúc, sau đó mới lên tiếng, nàng họ quỷ, liền gọi quỷ nương, danh tự này cùng họ mặc dù đều có chút kỳ quái, nhưng ngươi phản xạ cung cũng quá dài đi, hiện tại mới phản ứng được, mà lại phản ứng như thế làm lớn cái gì, Hoa Hạ lịch sử lâu đời, cái gì họ cùng tên không có. Nàng thật họ quỷ, ta tiếp tục hỏi. Thật sự là, không có lừa ngươi. Lái xe kiên định nói. Lần này làm sao bây giờ? Nhị thúc gọi ta nhất định phải cưới cái họ quỷ cô nương, nhưng nàng đã chết rồi, hơn nữa còn là trời một tình nhân cũ, vậy ta không phải rất xấu hổ. Nhị thúc, không phải ta không nghe ngươi lời nói, thực sự là không có cách, cái này họ quỷ cô nương, ta là không có cách nào cưới. Lái xe thấy ta biểu lộ kỳ quái, tâm sự nặng nề, liền vội hỏi ta làm sao rồi. Ta lắc đầu, nói không có việc gì, chính là có chút hiếu kỳ. Xe một mực mở, ta cũng không tiếp tục nghĩ quá nhiều, nhìn chằm chằm đen như mực ngoài cửa sổ rất nhanh liền ngủ, tỉnh lại lúc sau đã rạng sáng 4 giờ, ta cùng Thi Ngôn hai người trở lại cửa hàng về sau, càng là ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Ngày thứ hai đi học vẫn là ngáp liên tục, tinh thần không được tốt, đột nhiên bắt đầu có chút ao ước lên Thi Ngôn đến, không cần lên học thật mẹ nó tốt. Trở lại trường học về sau, tình huống vẫn không có biến, một đám không biết cùng nhận biết nữ sinh vây quanh ta xoay quanh, hoặc là trực tiếp mở vẩy, hoặc là gián tiếp ám chỉ, dọa đến ta sau giờ học liền chuồn ra phòng học, bất kể là ai, ta đều là các nàng vĩnh viễn không chiếm được nam nhân, còn muốn bắt ta đến đánh cược cùng làm khoe khoang phẩm, ta nhổ vào. Rời đi trường học về sau, Thi Ngôn lại điện báo lời nói, nói Tào Phàm đã đang chờ ta. Tá thi hoàn hồn sự tình đã hoàn thành, Tào Phàm cái này sự tình, cũng nên giải quyết. Ta cưỡi phá xe đạp nhanh chóng đi vào cửa hàng, trở ra liền thấy Tào Phàm ngồi ở kia uống trà, xem ra tinh thần sảng khoái, tinh thần phấn chấn, tối hôm qua hẳn là ngủ được không sai. Tào Phàm nhìn thấy ta về sau, vội vàng kéo lại ta nói, lão bản nha, người dạy ta kia biện pháp thật hữu dụng, tối hôm qua tránh thoát một kiếp. À, vậy ngươi nói một chút tối hôm qua đến cùng là cái gì tình huống? Ta hỏi. Tào Phàm uống một ngụm trà nói, hôm qua hắn cầm hoàng phù sau khi trở về, liền giữ cửa sổ tất cả đều dán lên, sau đó lại giữ cửa sổ khóa đến xít sao, phòng ngừa gió thổi tiến đến, đem hoàng phù cho phá không có, đương nhiên, bởi vì dạng này trong phòng quá buồn bực, hắn liền mở lên điều hòa không khí. Tào Phàm cảm thấy dạng này vẫn là không có cảm giác an toàn, thế là dựa theo sự phân phó của ta đem quần lót xếp thành bát giác tinh hình dạng đặt ở đầu giường, lại tiến vào gầm giường, sau đó đem giày bày thành bát tự. Ngủ đến nửa đêm về sau, Tào Phàm đột nhiên liền nghe được hô hô thanh âm, hắn hiếu kỳ đem đầu chui ra đi xem xét, phát hiện điều hòa không khí vang phải máy kéo đồng dạng, kia gió thổi so bão còn lớn hơn, đem trong nhà cào đến lung tung ngổn ngang, càng làm người ta sợ hãi chính là, hắn thế mà trông thấy một cái tay từ điều hòa không khí bên trong đưa ra ngoài, dọa đến hắn vội vàng lại đem đầu chui về dưới giường. Tào Phàm trong lòng lập tức lạc trèo lên một chút, hắn lúc này mới nhớ tới, điều hòa không khí cũng là cùng bên ngoài tương thông, hẳn là cũng dán lên một tấm hoàng phù, cái này nữ thì tám thành là từ điều hòa không khí bên trong tiến đến. Nghĩ tới đây, hắn đã sợ đến đầu đầy mồ hôi, thân thể run nhẹ nhẹ. Qua đại khái vài phút, đột nhiên Tào Phàm liền nghe được có đồ vật gì từ điều hòa không khí bên trong ra tới, trận kia hô hô gió lớn cũng theo đó đình chỉ, Tào Phàm vểnh tai,
có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn hướng gầm giường bên ngoài xem xét, phát hiện trước giường nhiều một đôi trắng nõn bàn chân, dọa đến hắn thở mạnh cũng không dám một chút, chăm chú che miệng mình, sợ bị phát hiện, cái này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, kia nữ thi lại tìm đến hắn. Nữ thi đứng bên giường rất lâu, giống như đang tìm kiếm cái gì, nàng hướng đầu giường chuyển mấy bước, đột nhiên liền bị bắn ra, nàng kêu thảm một tiếng, lui về phía sau. Một lát sau, cặp kia chân lại bắt đầu tại bên giường tìm tới tìm lui, giống như đang tìm kiếm Tào Phàm, đột nhiên, Tào Phàm trông thấy nàng đầu gối khẽ cong, quỳ xuống. Nàng muốn làm gì? Tào Phàm giật nảy mình, khẩn trương tim đều nhảy đến cổ rồi, hắn có loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy cái này nữ thi là thân thể khom xuống tìm gầm giường hắn. Quả nhiên không có sai, thân thể của nàng càng cung càng thấp, tiếp qua mấy giây, Tào Phàm liền sẽ trông thấy một tấm khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm gầm giường hắn. Ngay tại lúc này, đột nhiên cái kia thân thể lại bị bắn ra ngoài, lần này không có bất kỳ cái gì thanh âm, trên đất chân cũng biến mất, chỉ để lại một đôi màu đen dấu chân, đến tận đây Tào Phàm rốt cuộc không nghe thấy qua bất luận cái gì động tĩnh, hắn lúc này mới thật dài thở một hơi, yên lòng, chẳng qua hắn vẫn là không dám ra ngoài, ở gầm giường ngủ một đêm. Lão bản, nữ thi này đêm nay sẽ còn hay không tới tìm ta? Tối hôm qua nàng tìm không thấy, hẳn là sẽ không lại đến đi. Tào Phàm sau khi nói xong, một mặt may mắn, giống như đã thoát khỏi nữ thi dây dưa đồng dạng. Ngươi nghĩ hay lắm, đêm nay nàng chẳng những còn sẽ tới, ta dạy cho ngươi những biện pháp kia lại cũng không hề có tác dụng, phòng ở là bốn phương thông suốt, muốn dùng hoàng phù đem tất cả nhập khẩu ngăn chặn, càng là không thể nào. Ta đánh nát Tào Phàm mỹ hảo ý nghĩ. Không phải đâu, vậy làm sao bây giờ? Tào Phàm lại bắt đầu lo lắng. Ta đè lên bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không nên gấp, ta đã nghĩ kỹ biện pháp, đêm nay liền giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau. Tào Phàm nghe xong, lúc này mới yên lòng lại, nói đêm nay một chút ban liền đến tìm ta, hiện tại hắn đều không quá dám một mình về nhà. Tào Phàm sau khi đi, Thi Ngôn hỏi ta có biện pháp gì? Ta nói cái này nữ thi lai lịch gì cũng không biết, đoán chừng khó giải quyết thật nhiều. Hiện tại duy nhất cần phải làm là đưa nàng dẫn ra, sau đó lại chậm rãi trừng trị nàng. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài treo lên tiếng sấm, vừa rồi thời tiết rõ ràng còn rất tốt, làm sao nhanh như vậy liền phải biến thiên trời mưa rồi. Ta cùng Thi Ngôn đi tới xem xét, phát hiện vẫn là vạn dặm trời trong, mặt trời nóng bỏng, nửa đóa mây đen đều không có, nhưng cửa hàng chúng ta trên không lại sấm chớp, như tiếng sấm thanh âm một chút so một chút điếc tai. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngày này trở nên cũng quá kỳ quái đi, quang sét đánh mà không có mưa cũng coi như, cái này lớn mặt trời sét đánh liền có chút cổ quái. Ta cùng Thi Ngôn hai mặt nhìn nhau, không biết đây là cái gì thời tiết, ông trời lại đùa nghịch nhỏ tính tình rồi. Ngay tại chúng ta chuẩn bị trở về trong tiệm thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng sấm đập xuống, bổ vào tiệm chúng ta cổng, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, cổng thêm ra một cái cao hơn nửa người hố nhỏ. Ta đi, này sao lại thế này? Kia lôi hướng về phía chúng ta tới sao? Nếu như vừa rồi ta cùng Thi Ngôn đi chậm một bước, có thể hay không liền cho đánh chết rồi. Ta đột nhiên liền nhớ lại người trong nhà chết, giống như nhị thúc nói qua, ra ra khi còn sống thời tiết cũng là như thế dị thường, cũng là cho dạng này sét đánh chết. Hẳn là, lần này đến phiên ta rồi. Thi Ngôn cũng cảm thấy sự tình không thích hợp, nàng vội vàng xông vào phòng, sau đó nghe thấy nàng bên trong cách cách vài tiếng lại vọt ra, cầm trong tay xem bói. Mấy giây qua đi, nàng quá sợ hãi hô, lão bản, xong, người hôm nay có thiên phạt. Điềm đại hung a, thiên phạt, thứ độ gì, ta lại không độ kiếp, ta tức giận nói. Cái gọi là thiên phạt chính là gặp sét đánh nha, Thi Ngôn khẩn trương nói. Ta lập tức giật cả mình, lập tức nghĩ tới, tá thi hoàn hồn thật phải gặp sét đánh sao. Chạy mau a, lão bản, người còn lăng lấy làm gì. Thi Ngôn ở bên cạnh thúc giục nói. Ta ngây ra một lúc. Nói lôi muốn bổ ta chạy chỗ nào? Người ngốc nha, người đi có cột thu lôi địa phương không được sao? Thi Ngôn mắng. Ta vội vàng vỗ đầu một cái dưa, đúng thế, cái này lại không phải cổ đại, có cột thu lôi cũng bổ không đến ta, nhưng ta chung quanh đường phố này tất cả đều là tiểu điếm, nhất định phải tìm nhà cao tầng mới được. Âm âm, lại một tiếng sấm vang chấn xuống dưới, không được, không thể lại do dự, chờ xuống sợ là muốn liên lụy Thi Ngôn cùng một chỗ bị đánh chết. Ta trực tiếp liền xông ra ngoài, cưỡi lên xe đạp liền phi nước đại, Thi Ngôn hô một câu lão bản cẩn thận, ta cũng chỉ nghe thấy hô hô phong thanh cùng tiếng sấm. Ta liều mạng cuồng đạp,
đây là cùng sinh tử tại thi chạy, không biết hai cái vòng có thể hay không chạy qua ông trời gầm thét, âm hành cái này phần cơm thật là khó ăn, phải lấy mạng đi liều, có đôi khi thật sự là thân bất do kỷ không tự làm chủ bản thân được. Đúng vào lúc này, đột nhiên tiếng sấm càng ngày càng vang, ta cảm giác có điểm gì là lạ, bận bịu đem xe đầu đến cái đột nhiên thay đổi, chệch hướng lúc đầu quỹ đạo. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn, ta vừa rồi vị trí lại nổ một chút, thêm ra một cái cao cỡ nửa người hố, chung quanh đen xì, tản ra mùi khét, rất rõ ràng vừa rồi có lôi rơi xuống. Ta vỗ nhẹ ngực, may mắn lại tránh thoát một kiếp, chế một bước nữa, ta đều cho chém thành than đen, may mắn bên cạnh cũng không ai, không phải liên lụy vô tội, vậy ta liền thẹn trong lòng. Ta không dám dừng lại, tiếp tục cưỡi xe đạp tiến về phía trước, ta đã cưỡi ra ta lúc đầu đường đi, lại cưỡi 8 phút, phía trước liền có một tòa thương nghiệp lâu, kia nhà cao tầng khẳng định có cột thu lôi. Nhìn thấy hy vọng về sau, ta dẫm đến càng ra sức, chẳng qua xe đạp này giống như đã đến cực hạn, phát ra đương đương thanh âm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tản mất đồng dạng, nhưng bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm, hy vọng nó có thể kiên trì đến ta sống, như thế sứ mạng của nó cũng liền hoàn thành. Ta liều mạng hướng phía thương nghiệp lâu chạy đi, trong lúc đó lôi lại bổ xuống qua 2 lần, nhưng đều cho ta may mắn tránh thoát, cái này khiến ta cảm thấy may mắn vô cùng, trở về được để thi ngôn cho ta tính toán. Lão tử cái này bát tự phải có nhiều cứng rắn, thế mà lôi đều phách không chết. Mặc dù ta tránh thoát 2 lần sét đánh, nhưng người cũng rơi rất thảm, trên thân to to nhỏ nhỏ tổn thương cũng có, liền xe đạp đều rơi càng thêm phế phẩm, may mắn là còn có thể cưỡi. Tránh thoát mấy kiếp sau, ta tiếp tục chạy như điên, rất nhanh thương nghiệp lâu đang ở trước mắt, trong lòng ta lập tức reo hò lên, cùng như bị điên phải phóng tới bên kia. Thương nghiệp lâu người chung quanh thấy ta mang đến trận trận tiếng sấm. Cũng không lo được kinh ngạc, dọa đến vội vàng trốn đi vào, ta vừa tới đến chung quanh đã không có bất kỳ ai. Ta không dám dừng lại, vội vàng dẫm lên bàn đạp vào tới, chỉ cần đến cạnh cửa, ta liền an toàn. Đúng vào lúc này, đột nhiên đỉnh đầu có một luồng sấm sét xẹt qua, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm, giống như lại hướng ta xông lại. Ta không để ý đến, cửa ngay tại cách đó không xa, chỉ cần ta đi vào là được, chỉ kém như vậy một chút điểm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tại bên tai ta xẹt qua, đột nhiên không biết ai vọt ra, mãnh đẩy ta một chút, bởi vì tốc độ của ta có chút nhanh, lần này người trực tiếp liền bay ra ngoài. Ầm, thương nghiệp lâu trước cửa bị nện ra một người cao hố to, chung quanh vật thể đều bị nổ phải cháy đen vỡ vụn, ta mặc dù bị đẩy ra, nhưng vẫn là toàn thân ngã thương, mà lại bị chấn động đến không nhẹ, còn có bị nổ bay xi măng cái gì cho nện đến đầu váng mắt hoa. Lôi rơi xuống về sau. Vẫn không có đình chỉ, ở trên bầu trời nhảy cẫng hoan hô, giống như tại vì một kích sau làm chuẩn bị. Ta không dám ngất đi, nếu như đứng không dậy nổi, vậy ta mạng nhỏ tuyệt đối nằm tại chỗ này, muốn sống sót cũng chỉ có một chữ, chạy. Ta cắn răng ngân đứng lên, nhưng ta cũng không có lập tức chạy trốn, bởi vì vừa rồi giống như có người đã cứu ta, không biết nàng hiện tại thế nào. Ta tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên liền thấy một cái nữ hài nằm tại ta cách đó không xa, ta định chử xem xét. Phát hiện nữ hải kia thế mà là Trương Tiểu Mạn. Cái này xấu bụng nữ, đại ma đầu nàng vì sao lại ở đây? Nàng tại sao phải cứu ta? Chẳng lẽ nàng không biết vừa mới làm như vậy sẽ nguy hiểm cỡ nào, nàng liền mệnh đều không cần sao? Trương Tiểu Mạn giống như nhận được tổn thương không nhẹ, đoán chừng xét đánh xuống tới thời điểm liên lụy đến nàng, hiện tại máu me be bét khắp người, người cũng ngất đi. Ta không kịp đưa nàng làm tỉnh lại, cũng không kịp xem xét nàng có sao không. Ta ôm lấy nàng cùng tựa như phát điên phải chạy đến thương nghiệp lâu. Đi vào về sau, tiếng sấm mới dần dần ít, nhưng y nguyên có trầm đục. Trương Tiểu Mạn, người tỉnh, tỉnh. Ta kêu khóc tên của nàng, nhưng nàng không phản ứng chút nào, đồng thời sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, tiếng tim đập càng ngày càng yếu ớt, bên cạnh ta vây đầy người xem náo nhiệt, bảo an cũng nhanh chóng chạy tới. Ta vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đánh 120, mấy phút sau xe cứu thương liền đến. Ta cùng bảo an hợp tay đưa nàng đặt lên xe cứu thương, bởi vì tiếng sấm không có tán đi, ta cũng không dám đuổi theo xe, sợ lần nữa liên lụy Trương Tiểu Mạn, ta gọi điện thoại cho quản gia, đem sự tình nói cho hắn, bàn giao hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Ta ở bên trong tránh hơn một giờ tiếng sấm mới dần dần tán lái đi, cho đến không có. Lúc này thì ngôn gọi điện thoại tới nói cho ông trời của ta phạt đã vượt qua, ta mới liều mạng chạy đi bệnh viện. Đi vào bệnh viện về sau. Trương Hổ cùng quản gia ở phòng phẫu thuật trước lo lắng chờ đợi, hắn trông thấy ta về sau,
cùng như bị điên nắm chặt lên cổ áo của ta mắng, tiểu tử, tiểu mạn đến cùng vì sao lại dạng này. Ta cũng không có tránh thoát, đem Trương tiểu mạn thụ thương nguyên nhân nói cho Trương Hổ. Trương Hổ sau khi nghe chỉ vào cái mũi của ta cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi nghe, cái này sự tình mặc dù không thể chỉ trách ngươi, nhưng nữ nhi của ta nếu là có tổn thương gì, ta nhất định khiến ngươi chôn cùng. Nói xong sinh khí đem ta đẩy, sau đó hung hăng trừng mắt ta. Ta cũng không có tranh luận, ủ rũ ngồi tại bệnh viện trên ghế, ta tự nhiên sẽ không hoài nghi Trương Hổ năng lực, nhưng nếu quả thật muốn ta cho Trương tiểu mạn bồi mệnh, ta cũng sẽ không có mảy may lời oán giận, loại nhân tình này nợ, phải trả ta nhất định sẽ không thiếu. Lão gia, đều tại ta hẳn là ở nơi đó bồi tiếp tiểu thư, đều tại ta. Quản gia hốc mắt hồng hồng tại kia tự trách nói. Được rồi, quản gia, người chớ tự trách, tiểu mạn tính cách gì ta rõ ràng, nàng muốn người trở về, thiên vương lão tử cũng phải lăn. Trương Hổ vẫn như cũ ở phòng phẫu thuật trước lo lắng đi tới đi lui, giống như tâm không có một lát an bình. Qua đại khái một cái giờ, Trương tiểu mạn mới bị đẩy ra tới, ba người chúng ta người vội vàng xẹt tới hỏi bác sĩ tình huống như thế nào. Bác sĩ cởi khẩu trang, nói Trương tiểu mạn đã không có việc gì, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Nghe được nàng an toàn tin tức, ba người chúng ta người tài hơi nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là ta, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tiểu tử, tính ngươi mạng lớn, về sau ngươi cách nữ nhi của ta xa một chút, không phải ta đối với ngươi không khách khí. Trương Hổ đối ta cảnh cáo nói, sau đó cùng quản gia hai người cùng một chỗ đem Trương tiểu mạn đẩy về phòng bệnh, ta cũng không dám theo tới, liền gặp nàng một mặt, nói với nàng tiếng cảm ơn cũng không dám, một là bởi vì Trương Hổ, hai là thật cảm thấy có lỗi với nàng, chính như Trương Hổ nói đến như thế, cách xa nàng điểm liền tốt. Ta buổi chiều cũng không có đi học, cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ sau trong cửa hàng đợi, cũng là không muốn đi, trong đầu tất cả đều là Trương tiểu mạn bộ dáng. Liền nhìn Thi Ngôn đều có một loại là ảo giác của nàng. Lão bản, vì sao một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, tá thi hoàn hồn thành công, thiên phạt cũng vượt qua, kia Trương tiểu mạn không phải cũng không có chuyện gì sao? Thế nào còn không vui? Khóa cũng không đi bên trên, người đây là muốn thượng thiên nha. Thi Ngôn nhả rãnh nói. Ta lắc đầu, nói không có việc gì, liền nghĩ nghỉ ngơi một chút, tâm mệt mỏi, người cũng mệt mỏi. Đột nhiên Thi Ngôn liền lạc lạc nở nụ cười. Ta hỏi nàng cười cái gì, nàng nhíu mày đối ta hỏi, đừng giả bộ, ngươi chính là đau lòng kia nhà giàu nữ a. Nói bậy, ta chỉ là thiếu một cái mạng, kia xấu bụng nữ đại ma vương, ta làm sao có thể yêu thương nàng. Ta nói, ôi ôi ôi, miệng còn quá cứng rắn, được được được, vậy ngươi liền tiếp tục mạnh miệng đi. Thi Ngôn ngáp một cái, chuẩn bị ngủ chưa đi, dù sao ta tại, nàng liền có thể trộm sẽ lười, ta liếc nàng một cái. Nói thật giống như nàng có lúc nào không lười biếng đồng dạng, tên ăn mày bản tính khi nào đổi phải rơi. Thi Ngôn xì một tiếng khinh miệt, nói đổi cái rắm, có tên ăn mày làm, hoàng đế cũng không hiếm có, nghe qua câu nói này không có. Ta lắc đầu nói chưa từng nghe qua, chỉ nghe qua chó đổi không được đớp cứt. Thi Ngôn trợn mắt nhìn ta một cái, nói người mới đớp cứt đâu, cũng lười lại cùng ta múa mép khua môi, vào phòng ngủ chưa đi. Thi Ngôn vào phòng về sau. Cũng chỉ thừa ta một người, buồn bực ngán ngẩm về sau, ta thế mà càng thêm nghĩ Trương tiểu mạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cũng không thể người ta đã cứu ta một mạng, ta liền yêu nàng đi. Không có khả năng, khẳng định là ta nhàm chán, tuyệt đối là như vậy, vì phân tán sự chú ý của mình, ta bắt đầu chơi lên điện thoại di động, chơi đại khái sau 2 giờ, ta liền ở trên ghế salon mơ mơ màng màng ngủ. Sau khi tỉnh lại trời đều đen lạc, Thi Ngôn giúp ta điểm một phần thức ăn ngoài. Đói đến bụng ục ục kêu ta vài phút liền bới xong, còn liếm liếm đầu lưỡi vẫn chưa thỏa mãn. Trường học cơm ăn nhiều, thật sự là ăn cái gì đều hương, phòng ăn cơm nước thật sự là ăn vào nhà. Cùng Thi Ngôn sau khi cơm nước xong, Tào Phàm liền chạy vào, lão bản, đi thôi, tranh thủ thời gian giúp ta đem kia nữ thi giải quyết được. Ta nói dục tốc bất đạt, phải từ từ sẽ đến, chẳng qua cái này sự tình cũng nên chấm dứt rồi. Ta phân phó Thi Ngôn xem trọng cửa hàng. Sau đó mang lên ra hỏa cùng Tào Phàm lên xe, Tào Phàm hỏi đi đâu. Ta suy nghĩ một hồi, sau đó nói về nhà ngươi, chờ xuống trở lại thời điểm, ta trên xe ở lại, ngươi đi lên trước, nếu như có tình huống như thế nào, ngươi điện thoại cho ta biết. Tào Phàm có chút sợ hãi, liền hỏi vì cái gì. Ta nói ngươi không cần sợ hãi, kia nữ thì căn bản liền sẽ không tổn thương ngươi, nếu như ta ở đây, nàng cũng sẽ không hiện thân, cái đồ chơi này thật là tinh. Tào Phàm nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ,
sau đó dặn dò ta nhất định phải kịp thời đuổi tới. Ta lập tức một trận xấu hổ, tiểu tử này lá gan thế nào nhỏ như vậy? Trách không được không có bạn gái, cần nhờ Nhạt Thi mới có thể có điểm cảm giác thành tựu. Lái xe đến Tào Phàm nhà dừng xe kho thời điểm, Tào Phàm nói cho nhà ta ở lầu mấy liền trở về, trước khi đi vẫn không quên căn dặn ta phải kịp thời đuổi tới, lo lắng liền cùng cái nương môn giống như. Ta ngồi trên xe chơi một hồi điện thoại, cảm thấy có chút buồn bực sau liền cho Mập Mạp phát mấy đầu WeChat, hỏi hắn hiện tại tình huống thế nào rồi. Thương thế có hay không chuyển biến tốt đẹp. Qua không bao lâu Mập Mạp liền phát tới mấy chương ảnh chụp, tất cả đều là hắn cùng kia Thái Lan nữ nhân thân mật chiếu, hai người lần này giống như thật là tốt hơn. Ta vội vàng về câu, ta là thổi nhà ngươi quạt vẫn là đào nhà ngươi, cái này đêm hôm khuya khoát ngươi cho ta ăn bó lớn thức ăn cho chó, ngươi vẫn là người không? Mập Mạp trả lời một câu hì hì, càng là tức chết người, phải xiết, ta vẫn là bỏ bớt, miễn cho bị ngược. Đúng vào lúc này, đột nhiên điện thoại của ta liền vang, là Tào Phàm đánh tới, nhận nghe xong, hắn nói, lão bản, nàng đến rồi. Được, người bảo vệ tốt mình, ta hiện tại liền chạy tới. Sau khi nói xong, ta tranh thủ thời gian cúp điện thoại, ngựa không dừng vó xông tới. Đi vào Tào Phàm cửa nhà, ta một chân liền đá tung cửa ra, nhưng đi vào về sau người nào đều không có, không gặp nữ thi, cũng không thấy Tào Phàm bóng dáng, trong lòng ta lạc trèo lên một chút, chẳng lẽ tới chậm, Tào Phàm gặp được bất trắc. Không có khả năng, nếu như kia nữ thi thật muốn hại Tào Phàm, sẽ không chờ tới bây giờ, đã sớm xuống tay. Ta vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Quyền Tào Phàm, nhưng đánh mấy cái đều không ai tiếp, xem ra thật xảy ra chuyện, lần này làm sao bây giờ. Đúng vào lúc này, đột nhiên đến một đầu tin nhắn, ta mở ra xem, là Tào Phàm phát, chỉ có ba chữ, Thượng Thiên Đài. Trong lòng ta vui mừng, tiểu tử này còn có thể gửi nhắn tin, nói rõ tạm thời không có sinh mệnh chi lo. Ta vội vàng một bên hướng sân thượng đuổi, một bên nhỏ giọng hô, chịu đựng, ta đến rồi. Lên tới phía trên nhất một tầng về sau, trông thấy sân thượng cửa là nửa đậy, cái này khiến ta càng thêm xác định hẳn là có người đi lên qua, ngay tại ta dự định xông đi lên thời điểm, đột nhiên có người ở phía sau túm ta một cái. Ta giật cả mình, vô ý thức nhìn lại, phát hiện là ngày đó tại quán ăn đêm Âu Phục Nam. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ta nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ hắn là vì cái kia tiểu hắc bài một mực theo ta không? Hắn thật sự là cản thi nhân sao? Âu Phục Nam đối ta suýt một tiếng, ra hiệu ta đừng ở nói chuyện, sau đó trở tay đem sân thượng cửa cho đóng lại. Ta có chút sinh khí, Tào Phàm là ta khách nhân, nếu như hắn có cái gì dư gang đậu hũ, ngoài ý muốn vậy ta là phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ca môn, người đây là muốn làm gì? Đừng cản ta muốn lên đi cứu người. Ta nói, cứu ngươi. Âu Phục Nam nhỏ giọng nói, hừ, ta không cần ngươi cứu, tránh ra, ta lòng nóng như lửa đốt, Tào Phàm còn tại trên thiên thai, khả năng tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Âu Phục Nam đột nhiên trừng ta liếc mắt, ánh mắt có chút hung ác, ngươi gấp cái gì? Người này một mực cho ta cảm giác đều là tương đối bình thản, hắn đột nhiên trở mặt để ta có chút không thích ứng, chẳng qua ta cũng không có sợ hắn, vội vàng về đỗi nói ta hộ khách ở phía trên, trễ ngươi không chịu nổi trách nhiệm này. Người hộ khách có hay không tại ta không biết, ta chỉ biết cái này trên thiên thai có hai đầu thi thể. Âu Phục Nam sâu kín nói, mắt chăm chú nhìn sân thượng cửa, nháy đều không nháy mắt một chút. Hai đầu thi thể, ta bắt đầu có chút mộng, không phải nói chỉ có một đầu nữ thi sao? Làm sao biến hai rồi? Kia Tào Phàm đi đâu rồi? Âu Phục Nam lời nói có thể hay không tin? Người đang chờ cái gì? Âu Phục Nam ngăn cản ta đi lên về sau, giống như đang đợi cái gì? Âu Phục Nam nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó đáp, chờ Nguyệt Thực. Nguyệt Thực, cái đồ chơi này giống như rất khó gặp được, phần lớn phát sinh ở đêm trăng tròn, chẳng qua Nguyệt Thực âm khí rất nặng, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị, thậm chí có địa phương còn truyền ra qua nháo quỷ nghe đồn. Tại cổ đại Nguyệt Thực là không rõ dấu hiệu, nhìn thấy người hoặc là sẽ có họa sát thân, hoặc là sẽ bị ác quỷ quấn thân, đương nhiên hiện đại sau cũng không có cái gì người tin tưởng. Nguyệt Thực lại nên làm như thế nào? Ta tiếp tục hỏi. Âu Phục Nam mặt không biểu tình nhìn ta liếc mắt, sau đó đáp, bắt thi. Bắt thi, ngươi thật sự là tương tây cản thi nhân, ta hỏi. Âu Phục Nam nhẹ gật đầu, nói ta nhặt được cái kia tiểu hắc bài liền là của hắn, cái kia có thể chứng minh mình cản thi nhân thân phận, nói xong còn đối ta vươn tay, ra hiệu ta trả lại hắn. Ta đương nhiên không làm, mình cũng không phải lôi phong, về sau nói không chừng có cần Âu Phục Nam địa phương,
có thể sử dụng cái này tiểu hắc bài trao đổi một lần trợ giúp, lúc trước hắn còn nói cái này tiểu hắc bài có thể đổi một cái mạng, ta có thể không trân quý sao? Âu Phục Nam giống như đối ta tên vô lại này cũng không có biện pháp gì, đành phải thôi, trong lòng ta bắt đầu có chút may mắn gặp được cái nhã nhặn, Cản Thi Nhân cũng không dễ chọc, hung phải đoán chừng ta có thể bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mao Sơn Quỷ Đạo bên trên minh xác ghi chép qua, có hai loại nghề nghiệp không thể gây, một là bà mụ, hai là Cản Thi Nhân, cái trước là tiếp độ người sống, cái sau là tiếp độ người chết, về phần tại sao không thể gây, cái này trên sách đổ không có nói rõ. Chỉ là bàn giao không nên đắc tội, nhưng ta nhìn Tây Trang này nam sinh tính nhã nhặn, hẳn là không sẽ như thế nào. Thời gian đến, Âu Phục Nam đột nhiên hô một câu, sau đó chạy vội một chân đạp hướng cửa, sau khi cửa mở hắn liền giống như mèo nhanh nhẹn xông lên, liền cái này mấy cấp thang lầu ta đều kém chút không có đuổi theo hắn. Lên sân thượng về sau, ta cái gì đều nhìn không thấy, bởi vì phía trên này sương mù rất lớn, bên người nửa mét khoảng cách đồ vật đều chỉ là miễn cưỡng có thể trông thấy. Tào Phàm, người ở đâu? Ta la lớn, sợ hắn đã xảy ra chuyện gì. Không có người trả lời, liền trước đó đi lên Âu Phục Nam cũng không thấy, một tòa lâu sân thượng có thể lớn bao nhiêu, nếu như thật sự ở nơi này, nhất định có thể nghe thấy, trừ phi hắn không tại hoặc là không cách nào trả lời. Ta lại gọi vài câu, vẫn là không ai trả lời, ta không thể làm gì khác hơn là đi phát Tào Phàm điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, trong lòng ta vui mừng, liền vội hỏi Tào Phàm ở đâu. Nhưng đầu bên kia điện thoại chỉ có xì, quấy nhiễu âm thanh, có chút quỷ dị, nghe nói nguyệt thực sóng điện sẽ bị quấy dày, không biết có hay không chuyện này. Ta vội vàng ngẩng đầu hướng lên trời nhìn, phát hiện thật như Âu Phục Nam nói như vậy, khay ngọc mặt trăng đã không gặp một nửa, đồng thời một nửa khác cũng ngay tại chậm rãi biến mất. Khiến ta giật mình không phải nguyệt thực, mà là mùa này hẳn là có rất ít như thế lớn như thế tròn mặt trăng, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có cái này đêm hôm khuya khoắt, trên sân thượng làm sao có thể có như thế sương mù. Cũng không phải địa phương đặc thù, ta cảm giác sự tình càng ngày càng không thích hợp, không chỉ là nữ thi quấy phá đơn giản như vậy. Lão bản, cứu ta. Đột nhiên phía trước truyền đến Tào Phàm thanh âm, hắn tại đối ta kêu cứu, chẳng qua ta đương nhiên không có ngốc như vậy. Loại tình huống này có chút đầu óc đều biết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sự tình quỷ dị lại tại sân thượng, hơi không chú ý khả năng liền sẽ đem mạng nhỏ nhét vào cái này. Tào Phàm, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Ta hỏi dò. Ta ngay ở phía trước, nàng bức ta nhảy lầu, ngươi nhanh cứu ta. Tào Phàm ngữ khí phi thường lo lắng cùng sợ hãi, còn làm bộ khóc thút thít, giống như kia nữ thi thực sẽ đem hắn đẩy xuống đồng dạng. Sự tình đã đến phi thường khẩn cấp tình trạng, nếu như ta lại không đi cứu hắn, Tào Phàm thật khả năng một mệnh ô hô, nhưng không biết vì cái gì, sự tình càng chặt gấp, ta lại càng bình tĩnh hơn, tỉnh táo phải làm cho người đáng sợ. Trải qua một loạt âm dương sau đó, ta đã không còn là lúc đầu ta. Nếu như ta không có đoán sai, những cái này sương mù khẳng định có cổ quái, hẳn là chỉ là thủ thuật che mắt, dùng để trở ngại ánh mắt mê hoặc người. Thần hỏa đại đạo, âm tà thiêu tấn, mở mắt thông thiên, phá hết mê vụ. Ta ngón trỏ giao nhau, ngón cái tướng đỉnh, sau đó cấp tốc xong trường hợp nhất, trong lòng bàn tay bay ra một tấm hoàng phù. Hoàng phù bay thẳng, 3 giây về sau, hoàng phù phốc một tiếng. Bắt lửa, tiếp lấy những cái kia sương mù giống như cùng xăng đồng dạng, phát ra phốc phốc âm thanh, chỉ nghe thấy phanh một cái, cũng cùng hoàng phù một dạng lửa, mà thân ở trong sương mù ta phảng phất đưa thân vào biển lửa, mấy giây qua đi, ta toàn thân quần áo cũng nổi lên lửa lớn rừng rực. Ta nở nụ cười gằn, cái này ít trò mèo còn hù không được bản đại gia, ta không chút hoang mang hai ngón sát nhập đặt ở bên miệng hét lớn một tiếng, chỉ toàn. Chung quanh hừng hực liệt hỏa cùng gặp được mưa đồng dạng. Nháy mắt liền dội tắt, lần nữa phóng tầm mắt sân thượng, sương mù cũng không có, lửa cũng biến mất, chung quanh tất cả mọi thứ liếc qua thấy ngay, chính là đêm hôm khuya khoắt, có chút đen, may mắn mặt trăng vẫn chưa hoàn toàn bị thôn phệ, còn có thể mượn điểm chiếu sáng chiếu, chẳng qua cũng nhanh không có, đã không gặp 2/3. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên trông thấy sân thượng bên cạnh đứng hai người, một cái là Tào Phàm, một cái khác là Âu Phục Nam, mà kỳ quái là Âu Phục Nam thế mà dùng tay thật chặt đè ép Tào Phàm đầu, sau đó hướng sân thượng bên cạnh đẩy, giống như muốn đem hắn đẩy tới sân thượng. Uy, người điên rồi sao? Tại sao phải giết hắn? Ta đối Âu Phục Nam hét lớn, người này ta đối với hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, không nghĩ tới thế mà cũng là người cùng hung cực ác, nhưng hắn tại sao phải đối Tào Phàm động sát tâm? Chẳng lẽ hai người có cái gì ân oán sao?
Âu Phục Nam không để ý đến vấn đề của ta, mà là hỏi ngược lại, người thế mà là Mao Sơn người. Ta nhẹ gật đầu, đúng. Mao Sơn phái nào? Hắn tiếp tục hỏi. Mao Sơn quỷ đạo. À, thất kính, chờ ta làm xong việc lại cùng ngươi tường trò chuyện. Âu Phục Nam đột nhiên chợt một chút đem Tào Phàm đầu hướng sân thượng dưới đáy theo, muốn đem hắn từ phía trên đài té xuống. Người này, là thật muốn giết Tào Phàm. Dừng tay, người điên rồi sao? Thế mà ở ngay trước mặt ta giết người. Ta phẫn nộ quát. Lão bản, cứu ta, hắn muốn giết ta, ta không biết người này, hắn tại sao phải giết ta, nhanh lên cứu ta không muốn chết. Tào Phàm dọa đến sắc mặt đều đã tái nhợt, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn qua ta, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng muốn khóc lại khóc không được. Nghe được Tào Phàm tin cầu cứu, ta lập tức bắt đầu ngo ngoe muốn động, ta sợ lại chậm một bước, Âu Phục Nam thật sẽ đem hắn từ nơi này ném xuống, có thể để ta kỳ quái là, đã bọn hắn không biết, vì cái gì Âu Phục Nam muốn giết hắn. Ngươi đừng xúc động, phạm pháp giết người, bình tĩnh một chút, có chuyện gì có thể thương lượng. Ta một bên ổn định Âu Phục Nam, một bên chậm rãi hướng hắn bên kia di động. Không có gì tốt thương lượng, chờ ta giải quyết chuyện nơi đây lại cùng ngươi từ từ nói. Âu Phục Nam sau khi nói xong, đột nhiên hai tay mạnh mẽ phát lực, Tào Phàm thế mà liền chỗ trống để né tránh đều không có, cả người lăng không rớt xuống. Ta không biết nơi này có bao nhiêu lâu, nhưng từ phía trên đài nhìn xuống, chân của ta đều có chút run, không hề nghi ngờ, Tào Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật độc ác hung thủ giết người. Cho tới bây giờ ta mới ý thức tới, đứng trước mặt ta Âu Phục Nam là cái dạng gì nhân vật, chờ ta kịp phản ứng về sau, đã là lên cơn giận dữ. Hỗn đản, người cùng hắn có thâm cừu đại hận gì, tại sao phải giết hắn? Từ cao như vậy ném xuống, cũng quá tàn nhẫn đi. Ta chỉ vào Âu Phục Nam mũi chất vấn. Âu Phục Nam nhún vai, một mặt nhẹ nhõm nói, hai ta không cừu không oán. Ta không có giết hắn, ta là đang giúp hắn. Thả của ngươi dám chó, vậy ta hiện tại cũng đem ngươi từ nơi này ném xuống, nhìn xem giúp người làm niềm vui là một loại gì cảm giác. Ta không nghĩ lại nói nhiều với hắn nói nhảm, song quyền nắm chặt liền phải đối với hắn đánh. Đúng vào lúc này ta đột nhiên nghe được hô hô thanh âm, liền cùng lợn rừng gầm thét đồng dạng, là tại dưới thiên thai vừa mới điểm vị trí truyền lên. Âu Phục Nam hừ lạnh một tiếng, hừ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta vội vàng dừng lại thân thể. Không tiếp tục hướng về phía trước đi công kích Âu Phục Nam, mà là tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra, nhưng ngày này chung quanh đài trừ ta cùng Âu Phục Nam, rốt cuộc không có người khác, mà Tào Phàm đã té xuống, tuyệt đối không có sinh cơ, khả năng đều đã quẳng thành thịt nát. Lúc này Âu Phục Nam đột nhiên chỉ sân thượng vách tường phía dưới, ở nơi đó. Ta vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hướng sân thượng bên cạnh hạ vách tường nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một người mặc váy đen nữ nhân cùng một con thạch sùng đồng dạng ghé vào trên tường, nàng mặt mày dữ tợn, hai con ngươi trắng bệch, trong mắt một điểm màu đen đều không có, trên mặt tất cả đều là nổi lên đen gân, mà nàng phía dưới chính là mấy chục tầng lầu cao độ, ta còn trông thấy Tào Phàm thi thể như là kiến hôi nằm dạp trên mặt đất, đã có một đám người vây lại. Nữ nhân này chẳng lẽ chính là Tào Phàm nói nữ thi? Xem ra hoàn toàn chính xác đã không phải là người. Mà lại người kia có thể tại dạng này trên không trung nằm sấp. Cẩn thận, nàng muốn lên đến. Âu Phục Nam nhắc nhở. Quả nhiên, nữ thi cùng thạch sùng đồng dạng cấp tốc leo lên, cổ họng của nàng bên trong phát ra hô hô giống lên một tiếng, như là dã thú. Chờ ta kịp phản ứng về sau, nữ thi đã leo lên, tay chân của nàng đều rất kỳ quái, lấy một cái quái dị tư thế hướng ta đánh tới. Ta hướng lui về phía sau một bước, sau đó phản bắt lấy hai tay của nàng. Nàng thế mà hai chân lăng không bay lên, cùng một cỗ xe tải một loại cùng ta so sánh lực. Khí lực của nàng rất lớn, ta bị đẩy phải liên tục lùi về phía sau, đợi đến sân thượng vùng ven thời điểm, ta dùng chân chống đỡ góc tường mới giữ vững thân thể, nhưng nữ thi không buông tha, khí lực càng lúc càng lớn, giống như thế muốn ta đem ta từ nơi này đẩy xuống. Ta không dám thư giãn, đành phải liều mạng dùng hai tay đứng vững, nữ thi nhìn cùng ta rằng co không xong, đột nhiên liền há to miệng. Trừ phun ra để người buồn nôn thi khí bên ngoài, ta còn trông thấy nàng có hai con sắc bén răng nanh, chẳng qua chỉ có hàm trên có. Cương thi, ta đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, nữ thi này cũng không chỉ tà môn đơn giản như vậy, nàng chẳng những thi biến, mà lại đã bắt đầu chậm rãi biến thành cương thi, cái này rất kỳ quái, nếu như nàng đã nhanh biến thành cương thi, vì cái gì không cắn Tào Phàm. Qua, nữ thi lộ ra thật dài răng nanh về sau, điên cuồng hướng ta cổ cắn qua đến. Ta muốn tránh cũng không được,
nếu như lại hướng về sau, vậy sẽ phải té xuống. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái tay nắm nữ thi miệng, đưa nàng miệng gắt gao bấm ngón tay, ta lúc này mới kiếm về một đầu mạng nhỏ. Là Âu Phục Nam, tiểu tử này cũng không có ở bên cạnh xem kịch, hắn kịp thời xuất thủ cứu ta, ta thừa dịp cái này khoảng trống thời gian đột nhiên trở tay vặn lại nữ thi thủ đoạn, sau đó thân thể đè ép, xéo xuống thượng cửu 10 độ một chân đá hướng nữ thi ngực. Nữ thi nháy mắt bị ta đá ra ngoài, ta cùng Âu Phục Nam vội vàng quay người lại, thoát đi sân thượng vùng ven. Chờ lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái về sau, ta đã xem hoàng phù giấu tại trong tay, thi thể là chết, căn bản không biết đau đớn, người đánh nàng 100 quyền cũng không làm nên chuyện gì, đau vẫn là chính ngươi. Ta đang nghĩ lần nữa đi lên chế phục nữ thi, nhưng Âu Phục Nam kéo lại ta, không để ta hành động thiếu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, bắt đầu miệng mặc niệm, 10, 9, 8, 7. Chờ hắn đếm tới một thời điểm, nhướng mày, lập tức quát to một tiếng, định. Quả nhiên, cô kia nữ thi cùng đầu gỗ đồng dạng, duy trì quái dị tư thế, không nhích động chút nào. Ta lúc này ngẩng đầu nhìn thiên không, phát hiện mặt trăng đã hoàn toàn không gặp, trong lòng ta hô lớn, thật nguyệt thực. Nữ thi không thể động đậy về sau, Âu Phục Nam từ trong túi móc ra 7 cái đinh, sau đó nhanh chóng hướng về đến nữ thi bên người, phân biệt tại nữ thi trên thân từng cái huyệt đạo đánh lên cái đinh. 30 giây, vừa vặn, giải quyết về sau, Âu Phục Nam phủi tay. Sau đó ngẩng đầu quan sát trời, lúc này mặt trăng lại hoàn toàn lộ ra, nhưng nữ thi nhưng không có lại cử động. Cái gì cái đinh lợi hại như vậy, thế mà có thể chế trụ cương thi? Ta hỏi. Âu Phục Nam đáp, thất tinh quan tài đinh, chỉ cần đem nó đính tại thi thể 7 cái huyệt vị, cam đoan nó không còn có tính tình, chẳng qua ta muốn cường điệu một điểm, đây không phải cương thi, là thi quỷ. Thi quỷ, đó là vật gì? Ta nghi ngờ hỏi. Cái đồ chơi này ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đúng vào lúc này, Âu Phục Nam còn chưa kịp trả lời, đột nhiên liền nghe được phía dưới thang lầu truyền đến vang động, hẳn là Tào Phàm chết sau có người báo cảnh, điều tử đã đi lên đuổi. Âu Phục Nam lập tức lấy ra một cái màu đồng cổ tiểu linh đang, sau đó miệng nói lẩm bẩm, cụ thể đọc cái gì không có cách nào nghe rõ. Hắn một bên niệm, một bên thôi động linh đang, lập tức kia nữ thi liền cùng cương thi đồng dạng nhảy dựng lên. Âu Phục Nam lật đến nữ thi trên bờ vai, sau đó khống chế nữ thi trực tiếp nhảy xuống lầu. Ta lập tức giật nảy cả mình, dạng này đều được. Nhưng coi như hắn nhảy đi xuống không ngã chết, phía dưới kia hiện tại hẳn là cũng tụ tập rất nhiều người, kia không được đem người khác hù chết, vạn nhất trả lại tin tức liền càng không tốt. Nhưng khi ta nhìn xuống phía dưới thời điểm, lập tức liền rõ ràng chính mình là buồn lo vô cớ, phía dưới nơi nào có Âu Phục Nam thân ảnh. Cũng chỉ có một đám ăn dưa quần chúng tại kia vây xem và chụp ảnh. Kỳ quái, rõ ràng cùng nữ thi từ nơi này nhảy xuống, người đâu? Còn có thể biến mất không còn tăm hơi hay sao? Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, điều tử chạy tới, ta nhưng không có Âu Phục Nam bản lĩnh, bị bắt quả tang, đưa đến cục bên trong thẩm vấn, thật sự là không may. Có thể để ta kỳ quái là, thẩm vấn một đêm về sau, ngày thứ hai ta liền được phóng thích, ta nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Điều tử nói, Tào Phàm đã sớm chết, đại khái tại một tuần lễ trước đó, trên lầu đến rơi xuống chỉ là bộ thi thể, chẳng qua ta mặc dù được phóng thích, y nguyên không hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, xem ở ta là học sinh, trước hết trả về, nếu như có đầy đủ chứng cứ, sẽ còn bắt trở về. Nghe điều tử, ta giật mình kêu lên, Tào Phàm đã sớm chết rồi. Không có khả năng, lúc trước hắn còn tới ta trong tiệm, rõ ràng là người sống sờ sờ, vì cái gì đã sớm chết rồi. Cái này sự tình quá quái dị, ta không dám tin tưởng điều tử, hắn vô cùng có khả năng đang gạt ta, nhưng hắn vì cái gì gạt ta đâu. Không có lý do nha. Uy, tiểu tử, người có đi hay không nha, không đi liền lại đi vào ngồi một chút đi. Điều tử nhìn ta lăng lấy kia, vội vàng hướng ta hô. Đi một chút, ta vội vàng phủi mông một cái trượt, hiện tại đã hơn 7 điểm, ta còn phải chạy trở về lên lớp đâu. Trở lại trường học lúc sau đã đến trễ. Còn bị chủ nhiệm lớp bắt lấy dừng lại huấn, thẳng đến phun ta một mặt nước bọt mới gọi ta trở về lên lớp, trở lại chỗ ngồi thời điểm, ta liếc một cái Trương Tiểu Mạn vị trí, nàng không đến lên lớp, đoán chừng tổn thương còn không có tốt. Nghỉ về sau, ta về ký túc xá thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó ngựa không dừng vó chạy trở về trong cửa hàng. Nhìn thấy Thi Ngôn về sau, ta đem tối hôm qua gặp phải sự tình đều nói cho nàng, vốn cho rằng đi thu thập quấn lấy Tào Phàm cỗ kia nữ thi. Không nghĩ tới thế mà làm ra nhiều như vậy thiêu thân. Thi quỷ là cái gì?
Tào Phàm đã chết một tuần lễ lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âu Phục Nam tại sao phải giết Tào Phàm? Một loạt nghi vấn liền cùng một đoàn đay rối đồng dạng quấn quanh lấy ta, nghĩ lý đều lý không rõ. Thi Ngôn nâng cằm lên suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, Tào Phàm cùng Âu Phục Nam sự tình, ta không rõ ràng lắm, nhưng kia cái gọi là thi quỷ, vẫn là có chút nghe thấy. Người sau khi chết, thi thể sẽ chết, linh hồn xảy ra khiếu, sau đó biến thành quỷ hồn, nhưng có ít người sau khi chết, linh hồn là ở tại trong thi thể không chịu đi, loại này một khi thi biến, liền sẽ hình thành thi quỷ. Chẳng qua thi quỷ cực kỳ hiếm thấy, Thi Ngôn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua thi quỷ, nghe nói chỉ có thể chất đặc thù cùng bát tự thuần âm người mới sẽ biến thành thi quỷ, không phải người chết rồi, quỷ hồn liền phải ly thể. Lại là bát tự thuần âm, trước đó cái kia tá thi hoàn hồn vật chứa thi hàm chính là bát tự âm, loại người này bản thân cũng rất ít, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, thế mà bị ta gặp hai cái. Kia Tào Phàm lại là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Thi Ngôn lắc đầu. Biểu thị không biết, nàng nói thời điểm đó xác thực không có đặc biệt chú ý tới Tào Phàm, một cái giữa ban ngày chạy khắp nơi người, ai sẽ nghĩ đến là cái người chết, cái này thật có điểm không thể tưởng tượng. Xem ra cái này sự tình ta cùng Thi Ngôn đều suy nghĩ không thấu, phải lần sau gặp được cái kia Âu Phục Nam khả năng biết tường tình, hắn tiểu hắc bài trong tay ta, chúng ta khẳng định sẽ còn gặp mặt, cái này sự tình trước hết không nghĩ, tối hôm qua tại cục cảnh sát ngồi xổm một đêm không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại sọ não đau. Ta đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, đột nhiên liền có người đi đến, ta liếc mắt nhìn, phát hiện là cạo lấy tóc húi cua trung niên nam nhân, hắn hỏi một câu ai là Lâm Nguyên. Ta nhẹ gật đầu, nói đúng là ta, hắn có chút kinh ngạc, nói thầm câu làm sao còn trẻ như vậy. Ta cười khổ một cái, nói thiếu niên ra anh hùng, ngoài miệng không có lông chưa hẳn làm việc không vững, sau đó lại hỏi hắn đến là vì chuyện gì. Trung niên nhân liếc mắt nhìn bên ngoài. Nói hắn là đến tìm Mao Sơn quỷ đạo cái này âm hành cửa hàng, địa chỉ rõ ràng là ở đây, nhưng lại không gặp chiêu bài, không biết hắn có lầm hay không. Ta liếc mắt, trong lòng nguyền rủa trời một tiểu tử này một vạn lần, nện ta chiêu bài, còn hại ta bị sét đánh. Ta bận bịu mời trung niên nhân ngồi xuống, sau đó rót cho hắn một chén trà kêu gọi, nói chiêu bài xảy ra chút ngoài ý muốn, đã tại trùng tu, qua mấy ngày liền sẽ một lần nữa phủ lên. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hắn cũng không làm phiền, cho thấy ý đồ đến. Hắn gọi Trung Minh, là cái tích tích lái xe, vừa mở tích tích không lâu, xem như tân thủ, ba ngày trước một cái buổi sáng, đột nhiên liền bắt đầu phát sinh chuyện quỷ dị. Buổi sáng hôm đó hắn vừa rời giường, đột nhiên liền nghe được phòng ngoài có tiếng kèn, hắn vội vàng chạy đến xem xét, phát hiện xe của mình thế mà đang từ từ thúc đẩy, hắn giật nảy mình, vội vàng vọt tới. Lão bà cùng hài tử đều tại phòng đầu. Ai tại mở xe của hắn, chẳng lẽ là tặc? Trung Minh mang theo nghi vấn đi vào bên cạnh xe, nhưng lúc này xe lại chậm chạp ngừng lại. Trung Minh vội vàng dùng chìa khóa xe mở cửa xe, phát hiện trên xe tất cả khóa đều tốt, hoàn toàn không có bị người nạy ra qua vết tích. Hắn sờ một cái chỗ ngồi, lại phát hiện là nóng. Cái này kỳ quái, nếu như có người, kia vừa rồi hắn đi vào về sau, lại không thấy bất luận kẻ nào trốn tới, trên xe cũng không có bị nạy ra vết tích. Muốn nói không ai, trên xe chỗ ngồi tại sao là nóng? Xe vì sao lại sẽ mở động? Bởi vì sự tình quá mức quỷ dị, Trung Minh không cùng thê tử nói, sau khi cơm nước xong như thường lệ đi đón tích tích. Ban đêm trở về thời điểm, đột nhiên cửa sổ xe phía trước liền xuất hiện một nữ nhân đầu lâu, dọa đến hắn kém chút liền lật xe, Trung Minh còn tưởng rằng đụng vào người, vội vàng xuống xe xem xét, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này đem Trung Minh dọa đến quá sức. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, lúc trở về tay đều còn tại run rẩy. Ngày thứ hai phát sinh sự tình càng khủng bố hơn, Trung Minh ăn xong điểm tâm sau như thường lệ đi mở tích tích, nhưng khi hắn mở cửa xe thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân ngồi tại trên ghế lái, nữ nhân kia tóc tai bù xù, Trung Minh không nhìn thấy bộ dáng của nàng, đúng vào lúc này, nàng đột nhiên giơ chân lên đạp một cái cho Trung Minh, một cước kia chính giữa yếu điểm, Trung Minh đau khổ ngã trên mặt đất kêu thảm. Trung Minh mặc dù ngã xuống đất, nhưng mắt vẫn là hướng trong xe ngắm một chút, lúc này trong xe đã không có bất kỳ người nào. Chờ Trung Minh khôi phục về sau, hắn vội vàng kiểm tra một chút xe, trong xe không có người, xe cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng lần này hắn lại cảm thấy da đầu run lên, không còn dám lái xe, tăng thêm một cước kia, hắn ở nhà nằm một ngày. Ban đêm lúc ngủ, hắn đột nhiên lại nghe được xe khởi động thanh âm, hắn vội vàng chạy xuống lâu, phát hiện xe của mình thế mà mở ra ngoài.
trên mui xe ngồi xổm một nữ nhân, nàng tóc tai bù xù, nhìn không thấy mặt. Trung Minh không nói hai lời liền đuổi theo, nhưng xe rất nhanh liền biến mất, Trung Minh bất đắc dĩ đành phải báo cảnh, về sau điều tử tại đường cái bên cạnh tìm được Trung Minh xe, kỳ quái là, cửa xe cửa sổ khóa phải thật tốt, không có bất kỳ cái gì dị thường, ai cũng giải thích không được đây là có chuyện gì. Trung Minh lần này triệt để hoảng, hắn hiểu được tìm điều tử cũng vô dụng, mình tám thành là gặp tà, phải lấy cao nhân mới có thể cứu mình, thế là hắn tìm đến ta chỗ này. Trung Minh sau khi nói xong, ta nhìn thoáng qua sắc mặt hắn cùng lông mi, sau đó nói, không phải ngươi gặp tà chính là ngươi chiếc xe kia. Trung Minh nghe xong, lập tức tỉnh ngộ lại, ý của ngươi là, trên xe của ta có mấy thứ bẩn thỉu. Ta nhẹ gật đầu, sau đó hỏi xe của hắn có chưa từng xảy ra đặc biệt sự tình. Trung Minh nói xe của hắn là hai tay thị trường mua, cũng không có mấy tháng, mua xe chính là vì kiếm miếng cơm ăn. Ta nở nụ cười gằn, kia xác định vững chắc không sai, xe second hand mờ ám cũng không ít, trên thị trường ngâm nước xe cùng thế chấp xe khắp nơi đều là, giá cả mặc dù tiện nghi, nhưng những xe này là thật hố, nhất định phải đánh bóng mắt không muốn mua. Coi như mua được loại này xe second hand cũng coi như ngươi là vạn hạnh trong bất hạnh, còn có một loại xe càng thêm hố, đó chính là Linh Sa. Như thế nào Linh Sa? Linh Sa chính là đi ra nhân mạng xe, sau đó những xe này chuyển tay bán đi về sau, tiếp lấy liền biến thành xe second hand tiến vào thị trường. Loại xe này tử rất tà môn, mua về sau nhẹ thì không may, nặng thì có thể đem mệnh đều mất đi, loại này Linh Sa tuyệt đối không thể mở. Trung Minh cả minh bạch về sau, lập tức lên cơn giận dữ, hắn một quyền đánh vào trên ghế salon mắng, hiện tại xe second hand thương quá giảo hoạt, thế mà bán một cỗ người chết xe cho ta. Trách không được ta trong mấy ngày qua việc lạ liên tiếp, không được an bình. Sau khi mắng xong còn hỏi ta làm sao bây giờ, có phải là đem xe kia bán đi liền chuyện gì không có. Ta vội vàng ngăn cản hắn nói, đừng, đừng, người cái này lại bán đi lại sẽ hại người khác, như vậy đi, ta đi trước nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không xử lý. Trung Minh liền vội vàng gật đầu nói xong, còn hỏi ta lo liệu cái này sự tình phải thu bao nhiêu tiền. Cái này sự tình luôn luôn đều là mập mạp mở miệng thương lượng, hiện tại mập mạp không tại, ta liền thuận miệng nói một vạn, nếu như kia mấy thứ bẩn thỉu rất mạnh lời nói, lại thêm tiền. Trung Minh nhíu mày, nói quá đắt, cái này sự tình không có lợi. Ta nói làm sao không có lợi, cái này giá đổi bất luận cái gì một nhà âm hành cửa hàng đều là rất công đạo, ta thế nhưng là già trẻ không gạt tốt chủ cửa hàng. Trung Minh nói, nếu như là xe có vấn đề, hắn chuyển tay bán đi là được. Hiện tại xe second hand lưới rất nhiều, giá tiền cũng sẽ so thực thể cửa hàng thêm ra một chút, hắn sẽ không thua thiệt bao nhiêu, ngược lại hắn xuất tiền mời bắt quỷ còn phải thua thiệt một vạn, đây nhất định không có lợi nha. Ta nghe xong cũng có đạo lý, sau đó hỏi hắn kia giá tiền bao nhiêu phù hợp. Trung Minh nghĩ nghĩ, sau đó nói nhiều nhất cho 5.000, lại nhiều hắn liền không nguyện ý. Ta thở dài một hơi, xem ra chào giá vẫn là mập mạp loại này kẻ già đời làm sự so sánh tốt, ta cắn răng. Trong lòng tự nhủ 5.000 liền 5.000 đi, đang nghĩ đáp ứng thời điểm, đột nhiên Thi Ngôn kéo lại ta, nói liền phải một vạn, thiếu một phân đều không được. Trung Minh nhìn giá cả đàm bất hòa, phủi mông một cái liền đi, ta vội vàng oán trách Thi Ngôn nói, chuyện tiền coi như tương đối nhỏ, nếu là hắn lại đem kia người chết xe bán cho người khác, cuối cùng xảy ra chuyện, vậy nhưng làm sao xử lý? Thi Ngôn trợn mắt nhìn ta một cái nói, ngươi là mở âm hành cửa hàng, cũng không phải làm từ thiện. Quản người khác nhiều như vậy làm gì? Lại nói, xe kia hắn bán không xong. Ta ngây ra một lúc, nói làm sao ngươi biết? Thi Ngôn nhếch miệng, nói Linh Sa không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, cái khác nàng cũng không có giải thích nhiều như vậy, nói về sau ta liền biết, Trung Minh sẽ trở về. Đã Thi Ngôn đều như vậy nói, ta cũng không cần lại lo lắng cái gì, ngáp một cái liền về ký túc xá ngủ trưa. Ngủ một hồi, cửa túc xá liền bị đẩy ra. Ta tưởng rằng Triệu Nghị cùng Lý Văn, cũng không để ý, chờ mình ngủ tiếp, ngay tại lúc này, ta đột nhiên cảm thấy có cái lạnh cả người quái vật ngay tại hướng ta tới gần, ta lập tức liền tỉnh cả ngủ, một tiếng liền ngồi dậy, lúc này ta nhìn thấy một cái bóng lưng từ ta ký túc xá tông cửa xông ra, bóng lưng này nhìn xem có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhận ra là ai. Cái này người tiến đến ta ký túc xá đến cùng là vì cái gì? Vừa rồi lại đến cùng nghĩ đối ta làm cái gì? Xảo chính là... Lý Văn Hòa Triệu Nghị hôm nay thế mà không tại ký túc xá, bình thường ngủ trưa thời điểm hai gia hỏa này đều ở tại trong túc xá ngủ được lợn chết đồng dạng. Ta nhìn xuống thời gian, cũng nên rời giường lên lớp,
đơn giản chỉnh sửa lại một chút liền đi phòng học, lần này buổi trưa ngồi ở phòng học ta đều không quan tâm, trong đầu tất cả đều là cái bóng lưng kia. Sau khi tan học, ta lại bị một đám nữ sinh ngăn ở đầu bậc thang cầu kết giao, ta bất đắc dĩ đẩy ra các nàng, sau đó một đường phi nước đại chạy ra trường học, những cái này nữ thật sự là âm hồn bất tán, đều là Bạch Doãn cho ta gây họa, đến cùng muốn thế nào khả năng triệt để vứt bỏ các nàng. Trở lại trong tiệm về sau, ta đem phiền não đều hướng Thi Ngôn phun ra, Thi Ngôn nghe xong, nói chuyện này đơn giản nha, nếu như ta tìm cái bạn gái, cô gái kia chẳng phải tà linh tiêu tán sao. Ta nghe xong đây càng nói nhảm, đột nhiên đi đâu tìm cái bạn gái. Đúng vào lúc này, đột nhiên Trung Minh lại chạy vào, ta ngẩng đầu không hiểu hỏi, ngươi không phải bán xe đi sao? Tại sao lại quay trở lại đến rồi? Trung Minh không trả lời, hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Ta nhìn hắn biểu hiện này, chẳng lẽ Thi Ngôn nói lời linh nghiệm rồi? Ta đem hắn đỡ đến trên ghế salon, sau đó an ủi vài câu hỏi lại hắn cụ thể phát sinh chuyện gì. Trung Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong vẫn là mang theo hoảng sợ, hắn nói lên buổi trưa lúc trở về liền người liên hệ đem xe bán, sau một tiếng liền có người đem xe lái qua lo liệu thủ tục, nhưng đến buổi chiều xe lại mình chạy trở về, Trung Minh gọi điện thoại tới cha, nhân viên công tác cũng không biết phát sinh chuyện gì, nói xe đột nhiên liền không gặp. Lần thứ hai cũng là dạng này, nhân viên công tác nói cái này xe không thu, quá tà môn, rõ ràng trên xe không ai cũng sẽ mình thúc đẩy. Đây chính là người chết xe, còn đem Trung Minh cho kéo đen. Nghe xong Trung Minh ta lập tức đối Thi Ngôn giơ ngón tay cái lên, nhà đầu này dữ liệu hai chuyện đều ứng nghiệm, một là người chết xe cũng không có đơn giản như vậy liền bán ra ngoài, hai là Trung Minh quả nhiên lại gãy trở về. Lão bản, ta chịu đủ chiếc xe này, quá mẹ nó dọa người, một vạn ta ra, người mau giúp ta đem kia mấy thứ bẩn thỉu cưỡng chế di rời. Trung Minh khẩn cầu, ta nhẹ gật đầu nói đi. Cái này sự tình khẳng định giúp ngươi làm được thỏa đáng, chẳng qua cái này trước đó trước tiên cần phải cho ta giao một nửa tiền đặt cọc. Trung Minh không cần suy nghĩ, trực tiếp dùng di động đánh cho ta 5.000, thu tiền về sau, ta liền cùng Trung Minh ra cửa, trực tiếp đi nhìn một cái hắn chiếc xe kia, chẳng qua hai ta là đánh trở về, tạo oán trách hắn làm sao không thuận tiện đem lái xe tới. Hắn cười khổ một cái, nói không dám, xe kia hiện tại không ra điều hòa không khí ngồi vào đi đều lạnh siêu siêu, không biết rõ tình hình còn tốt. Biết đến ai mẹ nó dám mở, đoán chừng đều có thể đem gan dọa cho phá. Trở lại Trung Minh ở cư xá về sau, ta cũng lười đi lên ngồi, trực tiếp cùng hắn tiến về nhà để xe. Đi vào nhà để xe về sau, ta đã nhìn thấy Trung Minh xe, đây là một cỗ màu trắng đại chúng. Trung Minh nói, mua được thời điểm hơn 8 vạn, cũng liền tham xe second hand tiện nghi, không nghĩ tới lại bị thiệt lớn, gây cái đại phiền toái trở về, bây giờ muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thật sự là âm hồn bất tán. Không may nha. Nghe Trung Minh sau khi nói xong, ta vòng quanh xe đi một vòng, sau đó gọi Trung Minh mở cửa xe, ta vào xem. Trung Minh lập tức sợ hãi lui về phía sau mấy bước, nói hắn không dám, xe đồ chơi kia nhưng dọa người. Ta nói không có khoa trương như vậy chứ, cái này giữa ban ngày, có thể đem ngươi sao? Trung Minh nói không có chút nào khoa trương, lần trước còn để kia đồ chơi đá một chân yếu điểm, nằm nửa ngày mới khôi phục lại. Khi đó cũng là ban ngày, mặc dù là không có mặt trời sáng sớm. Ta nhìn Trung Minh như thế sợ hãi, cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn, gọi hắn đưa chìa khóa cho ta, chính ta mở. Đúng vào lúc này, cửa xe giống như nghe hiểu lời nói đồng dạng, phốc một tiếng liền mở, cái này nhưng làm Trung Minh dọa quá sức, nếu như không phải ta bắt hắn lại, kém chút liền nhanh chân chạy. Nhìn, lại tới, kia đồ chơi lại tới, ta chìa khóa còn không có móc ra đâu, thật đặc nương tà môn. Trung Minh sợ hãi kêu, thuận miệng mắng một câu thô tục đến hóa giải một chút mình sợ hãi tâm tình. Chấn định, ta tiến xe nhìn xem, ngươi đừng chạy mở, cũng đừng tới hiểu không? Ta dặn dò. Trung Minh nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ sau ta mới hướng xe đi qua, ta không có lên xe, mà là hướng trong xe cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện trên ghế lái có một đoàn đại đại tóc. Tóc vừa đen vừa dài, một chùm quyển lại với nhau, ta đưa tay dự định đi lấy ra tới. Nhưng những cái kia tóc nhưng thật giống như sinh ở trên ghế lái đồng dạng, ta dùng sức túm mới túm ra mấy cây, lại bình tĩnh lại đến thời điểm, tóc liền không gặp. Ta gọi Trung Minh ném cho ta một cái bật lửa, sau đó đem tóc đem ra điểm lửa dự định thiêu hủy, chẳng qua cái bật lửa lửa đụng một cái đến cùng phát liền diệt, đụng một cái đến liền diệt, giống như có người ở bên cạnh thổi hơi đồng dạng. Lão bản, tóc này thật là tà môn, ngươi nhanh ném đi. Trung Minh nói, ta không để ý đến.
lấy ra hoàng phù hai ngón kẹp lấy, niệm vài câu chú ngữ sau đó hất lên, hoàng phù phù một tiếng liền đốt, ta đem hoàng phù lửa đi đốt tóc, lại đem tóc kia thiêu đến tư tư rung động, trên xe đột nhiên rung động dữ dội lên, phát ra ô ô quái thanh. Tóc đốt xong sau loại này quỷ dị tình huống mới đình chỉ, Trung Minh vội vàng vỗ tay nói lão bản, người thật là thật sự có tài, lần này đoán chừng đem nữ quỷ chỉnh quá sức. Lúc này ta lại liếc một cái trong xe, đột nhiên phát hiện trên ghế lái phụ ngồi một nữ nhân kia tóc tai bù xù, nhìn không thấy mặt, ta vội vàng nghĩ cúi lưng xuống thấy rõ ràng điểm, nhưng một cái chớp mắt nữ nhân liền không gặp, giống như ảo giác đồng dạng. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, trải qua mấy vòng xem xét cùng thăm dò, cái này xe là thật sự có quỷ, hơn nữa còn là chỉ nữ quỷ, chẳng qua muốn thế nào mới có thể đem nàng cho diệt trừ đâu. Ta suy nghĩ một chút. Sau đó mèo hạ thân chở mình một cái chui vào, xe quả nhiên như Trung Minh nói như vậy, dâm mát khủng bố, như là tiến vào hầm băng. Ta vừa tiến vào đến xe, đột nhiên cửa xe phanh một tiếng liền đóng lại, trong lòng ta kêu to không tốt, nhưng xe động cơ lại phát ra như sấm sét tiếng vang, sau đó nhanh chóng mở ra ngoài. Xe xông ra nhà để xe về sau, Trung Minh ở phía sau một bên đuổi theo một bên gọi, nhưng xe lại không có nửa điểm muốn dừng lại dấu hiệu, ta cũng không biết lái xe. Lung tung chuyển mấy lần tay lái về sau, phát hiện căn bản là vô dụng chỗ, xe vẫn là cùng như là phát điên tại lộ diện chạy vội, tốc độ cực nhanh, dọa đến ta bận bịu cài lên dây an toàn, sau đó hoảng sợ nhìn chằm chằm lộ diện, mặc dù cái này cũng không có ích lợi gì. Lúc này điện thoại di động của ta vang, ta móc ra xem xét, là Trung Minh đánh tới, hiện tại thời khắc nguy cơ, ai còn có không tiếp cái đồ chơi này, vội vàng cúp máy. Xe mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng mở thêm vài phút đồng hồ sau đều không có xảy ra chuyện, ta cưỡng ép chấn định lại, biết là trên xe nữ quỷ tại quấy phá, nếu như không đem nàng hàng phục, hôm nay ta phải chết tại cái này trên xe. Mấy thứ bẩn thỉu sợ ánh sáng, chỉ cần đem xe cửa sổ nện, hiện tại mặc dù đã là trạng vạng tối, nhưng mặt trời còn không có xuống núi, chỉ cần ánh nắng chiếu vào, nữ quỷ này cũng tất thụ nó hại. Nhưng ta ý tưởng này còn không có chứng thực. Đột nhiên cửa sổ xe cùng cửa trước cửa sau cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, mấy giây không tới, pha lê liền biến thành màu đỏ thẫm, giống như thoa lên một tầng vòng phòng hộ đồng dạng, ta rốt cuộc nhìn không thấy xe tình huống bên ngoài. Ta lấy cùi chỏ va vào một phát, phát hiện cứng rắn như sắt thép, một quyền đánh lên đi, toàn bộ tay đều tê dại. Ta không thể làm gì khác hơn là lấy ra hoàng phù, dùng sức đập vào trên cửa sổ xe mặt, sau đó cắn nát ngón giữa gạt ra một giọt máu. Dùng máu viết một đoạn khu quỷ chú, tiếp lấy ba ngón giao nhau, sau đó nắm chặt, quát to một tiếng, phá. Lập tức cửa sổ xe liền phanh một tiếng, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng phá hủy, mảnh vụn thủy tinh bay ta đầy người đều là, trên mặt cũng bị cắt mấy đạo lỗ hổng, may mắn không có làm bị thương yếu điểm. Ta đưa đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn một chút, phát hiện xe đã lái ra đường cái, hiện tại đang lái tại một đầu đường hẹp quanh co bên trên. Lại hướng phía trước giống như chính là tương đối người ở thưa thớt địa phương, chung quanh đều là núi hoang. Nữ quỷ này đến cùng muốn làm gì? Nàng muốn dẫn ta đi đâu? Đột nhiên lại phanh một tiếng, trên mui xe giống như có người, nàng không ngừng chân đạp trần xe, phát ra như sấm chấn động âm thanh, ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên mui xe xuất hiện vô số cái dấu chân. Ta lấy ra 7 viên đồng tiền đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó một chưởng đánh vào trên mui xe. Phía trên đồ vật phát ra oa một tiếng hét thảm, sau đó cùng dấu chân cùng một chỗ biến mất, ta trong lòng bàn tay đồng tiền cũng biến thành cháy đen, giống như bị hỏa thiêu một lần. Đến cùng cái nào là phanh lại, không có mở qua xe ta một mặt ngây ngốc, mặc dù biết cái này xe từ nữ quỷ khống chế, phanh xe cũng vô dụng, chẳng qua vẫn là muốn thử một chút, không thể một mực từ nữ quỷ nắm mũi dẫn đi. Ta nhớ tới Trung Minh, vội vàng gọi điện thoại về hỏi một chút, Trung Minh câu đầu tiên chính là, lão bản ngươi không sao chứ? Ta nói nhảm, có việc còn có thể điện thoại cho ngươi sao? Tranh thủ thời gian nói cho ta một chút bên nào là chân ga, bên nào là phanh lại. Trung Minh ngây ra một lúc, sau đó nơm nớp lo sợ nói bên trái bên kia là. Sau khi cúp điện thoại, ta nổi lên khí một chút đem phanh lại đạp tới cùng, quả nhiên cùng ta đoán như thế, một chút tác dụng không có, xe vẫn là cùng lúc đầu đồng dạng, nhanh chóng như bay. Ta mắng một câu mỗ mỗ. Lão tử liền không tin chế phục không được ngươi, đem hoàng phù dán tại đế giày sau đó, lại gắng sức giẫm một lần, lần này có hiệu quả, xe phát ra xì. Một tiếng, ngừng lại, chỉ có điều phanh lại bốc lên bạch yên, cách giày đều bỏng chân. Ta thở ra một hơi dài,
đang định lúc xuống xe, đột nhiên một đôi băng lãnh tay tại đằng sau bóp lấy cổ của ta. Cái kia hai tay băng lãnh hữu lực, thật dài móng ngón tay vô tình khảm vào ta trong khe thịt, ta vội vàng dùng tay đem chỗ ngồi về sau trượt chân, lúc này cái kia hai tay lại đột nhiên liền biến mất, nhưng xe lại lần nữa hướng phía trước mở. Ta che lấy cổ dài ho khan một hồi, chờ khôi phục về sau, nghĩ lại dẫm ngừng phanh lại, nhưng xe lần này lại mình ngừng lại, ta vội vàng xuống xe, không còn dám ở lại. Sau khi xuống xe ta mới phát hiện, nơi này là cái nơi hoang vu không người ở, phía trước là cái vũng bùn tiểu hoàng sườn đất, chung quanh cỏ dại rậm rạp, có mấy gốc cây lá tươi tốt cây cối, chứ nghe được côn trùng kêu vang chim gọi, ta nhìn không thấy một bóng người. Đây là nơi quái quỷ gì? Kia nữ quỷ mang ta tới làm gì? Nàng đến cùng muốn làm gì? Ta thì thầm trong lòng, sau đó muốn tìm ra đường, cũng không biết cách lúc ta tới đợi địa phương có bao xa, nếu như không có xe này, ta có thể đi ra ngoài sao? Nhưng ta cũng không biết lái xe nha. Uy, nữ quỷ, người đến cùng muốn thế nào? Ra tới tâm sự, ta gõ gõ đầu xe, đối xe hô. Hiện tại mặt trời đã triệt để xuống núi, tiếp qua nửa giờ, đoán chừng liền đến trời tối ban đêm. Đột nhiên, xe chấn động một cái tóc tai bù xù nữ nhân lấy quái dị tư thế từ gầm xe hạ bò ra tới. Ta hừ lạnh một tiếng, nói người cũng không cần cố chấp tạo hình, nơi này không có người khác, quỷ cái đồ chơi này ta thấy nhiều. Ngươi dọa không được ta, nếu như ngươi muốn ta mệnh, liền cứ việc phóng ngựa tới. Nữ quỷ leo ra về sau, cũng không có dựng ta lời nói gốc dạ, một mực hướng phía trước bò, ta nói ngươi muốn rùa thỏ thi chạy vẫn là sao, ngươi đừng đến lúc đó bỏ đi, lưu ta một người tại cái này hoang sơn dã lĩnh, ta nhưng không biết lái xe trở về. Nữ quỷ vẫn là thờ ơ, một mực lấy quái dị tư thế hướng phía trước bò, cùng một con nhện đồng dạng, thấy ta toàn thân run rẩy, tóc của nàng một mực che mặt. Nhìn xem rất quỷ dị. Ta đem bát quái kính móc ra, sau đó lấy dây đỏ quấn chi, tiếp lấy đem bát quái kính phía sau cái nắp mở ra, lập tức một đạo bát quái hình bạch quang bay vụt ra tới, chiếu vào nữ quỷ trên đỉnh đầu. Nữ quỷ lập tức nổi giận, lớn tiếng gào lên, nhưng nàng chẳng những không cách nào động đậy, liền xoay người cũng khó khăn, ta lấy ra bát giác linh đan, một bên niệm chú, một bên nhẹ nhàng lay động. Linh đan phát ra tiếng vang lanh lảnh, nghe rất là êm tai. Nhưng nữ quỷ nghe lại cực kỳ thống khổ, nàng cuộn lại thành một đoàn, cuốn thành cùng một đầu dây gai đồng dạng, chăm chú bịt lấy lỗ tai, biểu lộ đau khổ. Không sai, ta biết nàng biểu lộ đau khổ, bởi vì ta nhìn thấy mặt của nàng. Mặt mũi của nàng cực kỳ khủng bố, mặt cùng bị xe vòng ép qua đồng dạng, liền dư lưu lại xăm lốp vết tích cũng rõ ràng khác ở da thịt bên trong, còn cuốn thành từng đoàn, xung quanh tất cả đều là nếp gấp, máu dán một mặt. Trong lòng ta giật mình. Nữ nhân này là bị xe đâm chết. Ta không có quá nhiều do dự, quát to một tiếng thu, bát quái kính trùm sáng vừa thu lại gấp, nữ quỷ liền kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bị thu vào bát quái kính bên trong, ta vội vàng vặn chặt phía sau cái nắp, sau đó viết cái ký tự, lại dán lên một tấm hoàng phù. Được rồi, đại công cáo thành, kết thúc công việc. Trong lòng ta thoải mái hô một tiếng, chẳng qua ta làm như thế nào ra ngoài. Ta lại không biết lái xe. Chẳng lẽ muốn ta dùng 11 đường bass? Không tốt lắm, ta cái này hai chân trải qua một vòng khẩn trương vật lộn, đã không có thừa bao nhiêu khí lực, lại nói nơi này hoang tàn vắng vẻ, ta có đi hay không được ra ngoài cũng khó nói. Vẫn là gọi điện thoại cầu cứu đi, ta người đầu tiên nghĩ tới chính là Trung Minh, may mắn nơi này còn có tín hiệu, mặc dù đứt quãng, thanh âm nói chuyện nghe cũng không lưu loát, chẳng qua miễn cưỡng có thể sử dụng. Không bao lâu liền đánh thông, ta nói nữ quỷ đã thu phục. Chỉ là ta đem mình mất đi, kia nữ quỷ không biết đem ta mang tới nơi nào, mình lại không biết lái xe, ra không được. Trung Minh liên tiếp 3 lần hỏi ta xác định thu phục nữ quỷ sao. Ta cười khổ một cái, nói 1 vạn cái xác định, không muốn hoài nghi ta đạo hành, Trung Minh lúc này mới hỏi ta người ở đâu, hắn mượn bằng hữu xe đi đón ta. Ta nói ta chính mình cũng không biết, nhìn có thể hay không cho ngươi phát cái định vị cái gì. Sau khi cúp điện thoại, ta cả một chút định vị. Thật đúng là may mắn, nơi này mặc dù rất nhiều thứ đều không quá linh quang, nhưng đều miễn cưỡng có thể sử dụng. Cho Trung Minh phát định vị về sau, hắn nói một hồi liền đến, gọi ta ở nơi đó chờ hắn, chớ lộn xộn. Ta hồi phục ok 2 chữ mẫu, liền ngồi tại trên mui xe nhàm chán chờ lấy, bây giờ sắc trời đã đen, tối, nơi này hoang tàn vắng vẻ, một người ở lại còn rất đáng sợ, ta không sợ quỷ, nhưng sợ người nha. Vạn nhất đến 7 cướp bóc. Kia không được đem ta đoạt sạch sành xanh, chẳng qua nơi này đoán chừng thổ phỉ cũng không nguyện ý tới.
Ngồi sau khi, ta đột nhiên cảm giác có chút sự tình không thích hợp, kia nữ quỷ vì cái gì đột nhiên bò ra tới, nàng trốn ở trong xe ta hoàn toàn cầm nàng không có cách nào, vừa rồi nàng giống như không phải chạy trốn, cũng không có ý định công kích ta, nàng đến cùng là muốn làm gì đâu. Nàng dẫn ta tới nơi này lại là vì cái gì? Hai cái này nghi vấn ta nghĩ mấy lần đều không nghĩ ra, ta nhìn thoáng qua vừa rồi nàng bỏ phương hướng, tựa như là nghĩ lên cái kia vũng bùn tiểu hoàng sườn đất. Ta nhìn thoáng qua cái kia đất vàng sườn núi, loáng thoáng cảm thấy có vấn đề, ta xuống xe, sau đó đi gần cái kia đất vàng sườn núi. Cái này đất vàng sườn núi không lớn, ước chừng cao 2 mét, rộng 1 mét, tất cả đều là đất vàng, mặt trên còn có một chút nước hòa vỡ, làm cho rất vũng bùn, cẩn thận nhìn cái này mặt trên còn có rất nhiều mấp mô, tựa như là dấu chân tạo thành. Loại này sườn núi vừa bẩn vừa thấp, người bình thường sẽ không nhàm chán như vậy đi leo, đến cùng là ai ở phía trên lưu lại dấu chân. Đúng vào lúc này, đột nhiên ta hai vai trong bọc bát quái kính kịch liệt chấn động lên, giống như kia nữ quỷ ở bên trong giày vò, chẳng lẽ cái này đất vàng sườn núi bên trong có vật gì cùng với nàng sinh ra cộng minh rồi. Không phải nàng sẽ không đột nhiên liền cùng nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Ta do dự một hồi, liền lên xe sau dương tìm ra một cái sẻng nhỏ, chuẩn bị chơi đùa một chút cái này đất vàng sườn núi, nhìn bên trong có phải là chôn thứ gì. Đào sau khi, cái sẻng thật giống như đụng phải thứ gì, ta vội vàng tăng thêm tốc độ, mấy phút đồng hồ sau, ta liền đào ra một cỗ thi thể, ta trong lòng giật mình, lập tức nghĩ tới, cái này nên không phải là con kia nữ quỷ thi thể a. Nghĩ tới đây, ta không khỏi dùng mình một cái, sau đó mau đem thi thể lôi ra tới. Thi thể đã cường độ thấp hư thối, toàn thân bị bùn đất chăm chú bao lấy, còn phát ra hôi thối. Ta nhẹ nhàng đẩy đi thi thể bùn đất. Sau đó dùng giấy đem bộ mặt của nó lau sạch sẽ, chờ có thể hơi phân biệt bộ mặt thời điểm, ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thật đúng là con kia nữ quỷ thi thể. Nguyên lai nữ quỷ không là muốn hại ta, chỉ là muốn mang ta đến tìm thi thể của nàng. Thi thể bị chôn ở loại này nơi hoang vu không người ở, khẳng định có mờ ám, không phải uổng mạng chính là có khác oan khuất. Hẳn là nữ quỷ này chết cùng Trung Minh xe có quan hệ, hoặc là nói, nàng chính là bị chiếc xe này đụng chết. Được rồi, cái này sự tình vẫn là giao cho điều tử đến lo liệu đi, chờ cha ra chân tướng sự tình, còn nữ quỷ tâm nguyện, oán khí vừa mất, ta liền đưa nàng đi đầu thai. Ta sát sát bùn đất trên tay, sau đó đang nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra đến báo cảnh, đột nhiên liền nghe được keng 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 thanh âm, ta quay đầu nhìn lại, mơ hồ trông thấy sau xe dương có người, hắn giống như đang tìm cái gì đồ vật. Bóng đêm có chút đen, tăng thêm có xe cản trở, ta nhìn không thấy dáng vẻ của người kia. Ta không thể làm gì khác hơn là quát, uy, ngươi là ai? Muốn làm gì? Người kia không để ý đến ta, tiếp tục ghé vào sau xe dương tìm được, ta tưởng tượng không thích hợp nha, đêm hôm khuya khoát, nơi này làm sao lại có người? Mà lại ta dưới chân nằm một bộ tràn đầy bùn đất nữ thi, người bình thường trông thấy không được dọa gần chết. Ta càng nghĩ càng không đúng lực, vội vàng cảnh giác hướng sau xe vừa đi đi, vừa đi vừa dùng một lát điện thoại phát ra đèn pin hướng bên kia chiếu. Người kia dúi đầu vào sau dương, ta nhìn không thấy mặt, nhưng ta có thể trông thấy hắn phần lớn thân hình, từ quần áo cùng hình thể đến xem, ta cảm thấy khá quen, nhưng chính là nhất thời nhớ không ra thì sao, đầu óc tốt giống đột nhiên chập mạch đồng dạng. Ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ta lại một lần nữa hướng hắn hét tới, sau đó từng bước một hướng phía sau hắn đi vòng qua, bất kể là ai, lai lịch không rõ người trước một hơi đánh ngã. Đúng vào lúc này, người kia đột nhiên nói, hắc hắc, tìm được. Nghe được thanh âm của hắn, ta lập tức dùng mình một cái này người không phải liền là Trung Minh sao? Hắn đến làm sao cũng không nói cho một tiếng, hắn tại kia tìm cái gì đâu. Đúng vào lúc này, Trung Minh rốt cục vừa quay đầu đến, cầm trong tay hắn một cái đại ban thủ, biểu lộ dữ tợn đối ta cười, xem ra, hắn vừa rồi chính là ở phía sau dương tìm tay quay. Ta nhìn một cái tràn đầy bùn đất thi thể. Lại nhìn mặt mũi tràn đầy lệ khí Trung Minh, đột nhiên minh bạch một câu, người so quỷ càng ác. Trung Minh nắm chặt đại ban thủ, từng bước một hướng ta tới gần, ta lập tức lùi về phía sau mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, sau đó liều mạng hướng về sau chạy, muốn đem bên cạnh thi thể cái sẻng nhỏ nhặt lên, không phải trên tay hắn có vũ khí, ta phải ăn thiệt thòi. Trung Minh hiểu rõ ta ý đồ về sau, làm sao lại dễ dàng như vậy cho ta đạt được, hắn cùng con dã thú đồng dạng đánh tới. Ta mặc dù còn không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết người này mặt mũi tràn đầy lệ khí, quyết tâm muốn giết ta.
hắn giơ lên đại ban thủ điên cuồng đánh tới hướng ta, ta chỉ có thể trái phải tránh né, mấy cái vừa đi vừa về sau, ta thừa dịp hắn không có chậm tới, hai cánh tay cầm thật chặt hắn lên mặt tay quay thủ đoạn, không nghĩ tới hắn tay trái một quyền huy tới, ta linh hoạt một cái nghiêng người cho tránh thoát, nhưng hắn cũng không có từ bỏ ý đồ, lại hướng bụng nhỏ cho ta một chân, trong lòng ta hô to không tốt, người này nếm qua đêm cháo biết chút quyền cước lần này chưa thể may mắn thoát khỏi, cả người hướng về sau lăn liền lái đi. Lăn một khoảng cách về sau, ta đầy người bùn đất bò lên, bởi vì vừa vặn lăn đến bên cạnh thi thể, ta thuận tay liền cầm lên cái xẻng nhỏ đập tới. Trung Minh giơ lên đại ban thủ chống đỡ, sau đó phanh 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 vài tiếng, hai người đều bị vũ khí trong tay chấn động đến tay tê dại. Trung Minh, cái này nữ chính là không phải ngươi giết. Đánh sau khi, không phân cao thấp, hai chúng ta đồng loạt lùi về phía sau mấy bước, tạm thời tách ra. Hừ, hỏi Diêm Vương đi thôi, ngươi chết về sau, hai người cũng có bạn lên đường. Trung Minh lại gào thét một tiếng, cùng tựa như phát điên phải hướng ta đập tới. Ta giơ lên cái xẻng nhỏ chống đỡ, nhưng cái này cái xẻng nhỏ lại mảnh, vẫn là cái đầu gỗ chuôi, căn bản không chịu nổi đại ban thủ loạn đụng đập loạn, không có hai lần liền đoạn mất, còn lại cái xúc đầu. Trung Minh thừa thắng xông lên, không có để lại cho ta cơ hội thở dốc, nghiêm đầu lại đập tới, ta hướng về sau vừa trốn, lại bị hắn đá một chân, lần này trực tiếp bị hắn đạp đến đất vàng sườn núi đi lên, ta ở trên đây lăn mấy lần, đầy người đều là bùn đất. Thừa dịp ta ngã xuống đất, Trung Minh lại giơ lên đại ban thủ không lưu tình chút nào hướng ta đầu đập tới, ta một lăn lông lốc luồn lên thân, sau đó thừa dịp tay quay lâm vào bùn đất thời điểm, nắm chặt lên cổ áo của hắn đem hắn bay nhảy đến đất vàng sườn núi bên trên. Lần này hai người ôm ở cùng một chỗ xoay đánh lấy, hắn tay quay cũng lên không được bao lớn tác dụng, ta ôm lấy hắn từ đất vàng sườn núi bên trên lăn xuống dưới, đồng thời gắt gao nắm lấy cổ áo của hắn chính là không tránh thoát, tay quay cũng không thi triển được. Gấp đến độ hắn cùng chỉ chó đất đồng dạng, trên mặt đất một bên giãy giụa một bên lăn lộn. Hắn cũng không ngốc, mấy hiệp không chiếm được lợi lộc gì về sau, đột nhiên đầu co rụt lại, áo không muốn, sau đó cấp tốc cùng ta kéo dài khoảng cách, tìm đúng tiếp theo cơ hội lại liều mạng. Khi hắn hai tay để trần thời điểm ta mới nhìn đến, trên cổ của hắn mang theo một khối ngọc Bồ Tát, kia ngọc Bồ Tát óng ánh sáng long lanh, từ trong ra ngoài lộ ra bạch quang, đỉnh đầu bên cạnh còn như ẩn như hiện có một vệt kim quang. Khối ngọc này khẳng định là khối tốt ngọc, nếu như điêu thành Bồ Tát lại thêm cho phép đạo cao tăng gia trì khai quang qua, vậy cái này ngọc bội mang người nhất định là quỷ thần khó gần, ta hiện tại cuối cùng đã rõ vì cái gì con kia nữ quỷ không dám hại hắn, hóa ra là chuyện như thế. Chẳng qua con kia nữ quỷ mặc dù không dám hại hắn, nhưng nàng oán khí quá sâu, từ đầu đến cuối không chịu rời đi, nàng bám vào trên xe mỗi ngày đều gắt gao quấn lấy hắn, không giết được hắn, cũng phải để hắn không được an bình. Chết ba ba tôn, còn rất ương ngạnh, dẹp xong quỷ liền đi, quản nhiều cái gì nhàn sự, lão tử đêm nay nhất định phải chơi chết ngươi. Trung Minh triệt để bị ta chọc giận, hắn giơ lên đại ban thủ liều mạng hướng ta đập tới, nhưng là hắn đã không có lúc bắt đầu đợi như vậy có chương pháp, chỉ là đập loạn, làm choáng váng đầu óc hắn, ta rất dễ dàng liền né tránh, chẳng qua ta nhưng không có công kích hắn, mà là nhắm ngay thời cơ, lập tức đem hắn ngực mang theo ngọc Bồ Tát cho lôi xuống. Hắn lập tức giật mình. Cùng như bị điên hướng ta nhào tới, muốn cướp về ngọc trong tay của ta Bồ Tát, ta cái kia dễ dàng như vậy cho hắn đạt được, một chân đem hắn đá văng ra, nhưng hắn giống như đã quên đi đau đớn, ngã xuống đất một giây sau, lại xông lên, miệng bên trong la hét còn cho ta, còn cho ta. Được, cho ngươi, chẳng qua không phải cái này, cho ngươi một cái tốt đi. Ta lấy ra bát quái kính, xé toang hoàng phù, sau đó mở ra cái nắp, tiếp lấy lại đem bát quái kính ném cho Trung Minh. Trung Minh tiếp vào bát quái kính về sau, ngây ra một lúc, lúc này bát quái kính bên trên xuất hiện một nữ tử gương mặt kinh khủng, trên mặt máu me đầm đìa, còn mang theo lốp xe ấn. A, quỷ, quỷ A, Trung Minh hô to một tiếng, sau đó đem bát quái kính ném tới trên mặt đất, co cẳng liền chạy. Bát quái kính cũng không có rơi xuống đất, mà là lơ lửng tại không trung, sau đó từ đó phun ra một cỗ hắc khí, mấy giây sau, hắc khí hình thành một nữ nhân thân thể bay qua cuốn lấy Trung Minh. Trung Minh bị cuốn lấy về sau, gấp vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi ta cứu hắn, ta cười lạnh một tiếng, nói ngươi hiện tại biết gọi ta cứu ngươi rồi. Vừa rồi không còn muốn giết ta tới sao, thấy Diêm Vương, là ngươi trước gặp vẫn là ta trước gặp. Trung Minh kêu khóc nói mình sai, gọi ta đại nhân có lượng lớn, hắn về sau cũng không dám lại, chỉ cần cứu hắn, cho bao nhiêu tiền hắn đều chịu.
ta nói không muốn tiền thúi của ngươi, thừa dịp nữ quỷ này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên hình, mau nói là chuyện gì xảy ra, nếu như còn dám gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trung Minh nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói không dám, còn nói hắn cũng không muốn giết cái này nữ, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Lần kia hắn một ngày đều không có nhận qua đơn, lúc buổi tối càng là liền nửa cái bóng người cũng không thấy, phiền muộn đến cực điểm hắn liền đi cùng bằng hữu uống một chút rượu, làm sao biết trở về thời điểm lái xe liền xảy ra chuyện, đem một cái nữ đụng. Trong lòng của hắn lạc trèo lên một tiếng, biết cái này chuyện lớn, vội vàng xuống xe xem xét, kia nữ mặc dù không chết, nhưng đã bị đâm đến máu thịt be bét, khó mà nói tại đưa đi bệnh viện nửa đường liền sẽ ợ ra rắm, tăng thêm hắn là rượu giá, đời này của hắn đoán chừng đều muốn xong, nhìn một chút chung quanh không có người, cũng không có camera, đúng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn sau khi lên xe, vừa ngoan tâm cắn răng một cái, thế mà lái xe tươi sống đem nữ nhân kia cho nghiền chết, hắn còn sợ chết được không đủ thấu, vừa đi vừa về ép đến mấy lần, xác định chết thật về sau, liền mang lên xe, sau đó tìm được nơi này đem thi thể chôn ở đất vàng sườn núi bên trên. Ngay từ đầu mấy ngày Trung Minh đều trôi qua lo lắng bất an, về sau giống như lại không có việc gì, tâm tình tự nhiên là buông lỏng, cũng không có qua mấy ngày, nữ nhân kia thế mà biến thành lệ quỷ tìm tới cửa, may mắn hắn năm ngoái cầu cái ngọc Bồ Tát phòng thân, không phải hắn mạng nhỏ đã sớm đông lạnh qua nước. Kia nữ quỷ mặc dù hại không được hắn, lại bám vào trên xe quấy phá, để hắn cả ngày không được an bình, hắn nghĩ bán xe lại bán không xong, đành phải biên cái cố sự đến mời cái cao nhân đem nữ quỷ làm. Nghe xong sự tình ngọn nguồn, ta tức giận đến hàm răng ngứa một chút, quả nhiên người so quỷ ác, cái này càng là đại ác nhân, đụng vào người thì thôi, thấy chết không cứu ta đều có thể miễn cưỡng mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng người cái này lại đem người cho tươi sống nghiền chết, người còn là người sao? Nếu như khi đó đem nữ tử đưa đi bệnh viện, còn có thể cứu sống, vì trốn tránh trách nhiệm, uổng cố nhân mạng, đây là xúc sinh, còn có, hắn vừa rồi kém chút liền ta cũng muốn giết. Ta không tiếp tục để ý tới hắn, ngửa đầu lên xe, mặc cho hắn trên mặt đất quỷ kêu rên, nhân quả báo ứng, ta cũng không dám nhúng tay, người thiếu nhân mạng, liền để ngươi trả à nha, ta cũng không có trời một bản lãnh lớn như vậy cùng độ lượng. Một lát sau về sau, nữ quỷ rốt cục triệt để phục hồi như cũ, nàng dắt lấy Trung Minh từng bước một bò hướng đất vàng sườn núi, mấy phút đồng hồ sau, Trung Minh liền bị thê thảm kéo vào bùn đất trong đất, trong lúc đó hắn đau khổ kêu rên mấy chục lần. Nhưng ta đều không để ý tới hắn, thẳng đến thế giới triệt để thanh tịnh về sau, ta mới xuống xe. Đi vào đất vàng sườn núi trước, Trung Minh đã bị triệt để kéo đi vào, ở bên ngoài là một điểm cũng nhìn không ra trong này vùi vào đi một người, ta đem Ngọc Bồ Tát bỏ vào trong túi, sau đó bấm trên tay điện thoại báo cảnh. Bấm điện thoại báo cảnh sát về sau, rất nhanh điều tử liền đến, bọn hắn đem hai cỗ thi thể đều mang trở về, đương nhiên, còn có ta cái này thanh niên sức châu. Lần nữa tiến cục cảnh sát ngồi xổm mấy giờ ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta mẹ nó hiện tại muốn giải thích thế nào khả năng tẩy thoát mình hiểm nghi, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, hai cỗ thi thể, chỉ có một mình ta, Trung Minh thi thể còn nóng hổi đây. Chẳng lẽ ta nói quỷ giết người, đừng làm rộn, ta coi như không cho người ta làm tội phạm giết người, cũng sẽ cho người làm thành tinh thần bệnh. Bởi vì lần trước tào phàm bản án còn không có kết thúc, lần này ta lại tiến đến, cấp trên khả năng cũng coi trọng. Phái một cái cao cấp cảnh sát đến thẩm vấn ta. Cái này cao cấp cảnh sát chức quan cao bao nhiêu ta không rõ ràng, ta đối những vật kia cũng không hiểu rõ, ta chỉ biết nàng là một đại mỹ nữ, thân cao 1m75, chân dài liền không sai biệt lắm chiếm một nửa, nàng mặc đồng phục cảnh sát, khí khái anh hùng hừng hực, tăng thêm một đầu xoái khí tóc ngắn, càng thêm tư thế hiên ngang. Lâm Nguyên, năm nay 17 tuổi, đọc lớp 11, tảng đá thôn nhân, người nhà tất cả đều bị lôi cho đánh chết. Kiểu chết quỷ dị, nhị thúc thắt cổ tự sát, nguyên nhân không rõ, hiện tại là cô nhi. Nữ cảnh sát cầm tư liệu của ta, nhàn nhạt đọc lấy, mắt cùng ta nhìn nhau, giống như muốn đem ta nhìn thấu đồng dạng, chẳng qua nàng giống như xoay đến cổ, một mực dùng tay vịn, ngẫu nhiên còn nghiêng đầu. Cảnh sát, hai chuyện này đều không liên quan gì đến ta, các người hãy thả ta đi. Ta đau khổ cầu khẩn nói, nhắc tới cũng không may, cái này hai lần tiền không có kiếm được bao nhiêu, đổ gây một thân phiền phức. Hiện tại là có miệng cũng nói không rõ, chẳng lẽ tá thi hoàn hồn sẽ còn dính vào mốc khí. Xem ra trở về muốn nấu điểm lá bưởi tắm rửa mới được, đi đi không may. Nữ cảnh sát chật một chút cổ, phát ra ba ba thanh âm, sau đó nói, ta gọi Diệp Mi, là phụ trách cái này hai kiện bản án cảnh sát,
thả hay là không thả ngươi ta không làm chủ được, quan tòa nói mới tính. Quan tòa, ta còn được tòa án sao? Không thành, vậy ta về trường học phải gặp thụ cái gì bạch nhãn, cứ việc ta vô tội phóng thích, trở về cũng không tránh khỏi người khác soi mói. Cảnh sát, ta vẫn còn đang đi học, cũng không thể ra tòa án, ngươi xin thương xót, thả ta đi, thật không liên quan chuyện ta, bọn hắn chết, cùng ta một chút cũng không có quan hệ. Ta vừa khổ khổ cầu khẩn nói, mặc dù biết không có gì dỗ dùng. Diệp Mi lại nhìn một chút tư liệu, từ trên tư liệu đến xem, ngươi cùng bọn họ đích xác không có bất cứ quan hệ nào cùng gặp nhau, chẳng qua kinh điều tra, có người nhìn thấy qua hai cái này người chết đi vào qua ngươi mở trong tiệm đầu, cũng không bài trừ ngươi có giết bọn hắn khả năng. Giết cọng lông, cái kia Tào Phàm một tuần lễ trước đều chết rồi, nhưng là hắn hai ngày trước còn xuất hiện qua, người đây giải thích thế nào? Ta đối cái này Diệp Mi quát. Diệp Mi đột nhiên ngây ra một lúc, mấy giây qua đi mới khôi phục lại, cái này. Phải đi qua điều tra mới biết được, có chút nhìn như quỷ dị mê tín thủ pháp, kỳ thật đều là người làm, cái gì giảo hoạt hung thủ đều có. Ta nắm tay đặt tại trên bàn, sau đó đứng lên, cùng nàng mắt hung hăng nhìn nhau, kia Diệp cảnh quan, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Diệp Mi lại ngây ra một lúc, chẳng qua lập tức nàng liền nở nụ cười, Lâm Nguyên, ta biết cả nhà ngươi đều chết rất quỷ dị, cũng biết ngươi bây giờ đang làm cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi là cái hảo hài tử, mà không phải cả ngày giả thần giả quỷ, đến kia một bộ mê tín đồ chơi, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Ta là ai sao? Ngươi kia một bộ, ở đây không dùng được. Ta nở nụ cười gằn, ngươi không biết, liền không có nghĩa là cái này không có. Diệp Mi không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục cùng ta dây dưa, mà là hỏi ta cái khác rất nhiều vấn đề, ví dụ như tại sao lại xuất hiện ở hiện trường, trông thấy cái gì, lại làm cái gì. Ta đều thành thật trả lời, không phải cái đồ chơi này ta đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch, làm người bị bệnh tâm thần dù sao cũng so làm hung thủ giết người tốt, chẳng qua Diệp Mi khẳng định không tin, nói ta ngu xuẩn mất khôn, còn tại cả một bộ này, không có một câu nói thật, ta nói ngươi muốn tin hay không. Diệp Mi tức giận đến hung hăng gõ một cái bàn, nói nàng là tới giúp ta, nếu như lại ngoan cố chống lại đến cùng, đến lúc đó ai cũng cứu không được ta. Ta nhếch miệng, mặc kệ nàng, nàng cũng không có cách, đành phải quay đầu rời đi. Ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, ta đột nhiên nghe được anh thanh âm, mặc dù rất nhỏ, nhưng ta nghe được rất rõ ràng, thật giống như nửa đêm mèo con gọi, nghe để người toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ Diệp Mi gặp được mấy thứ bẩn thỉu rồi? Không phải vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Diệp Mi sau khi đi, đột nhiên tạm giữ thất lại tới một người, cái này vóc người lấm la lấm lét, cái trán rất hẹp, thân hình hơi gầy, quai hàm xương hơi cao, cái này vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Hắn phía sau có hai tên điều tử đè ép, nghe bọn hắn nói chuyện, tựa như là người này bán phấn bị bắt được. Lúc đầu đây cũng là chuyện rất bình thường, cục cảnh sát nha, khẳng định sẽ có người khác nhau bị bắt vào đến, gây nên ta chú ý chính là người này bộ mặt biến đen, bờ môi có chút trắng bệch, con ngươi giống như đang từ từ phóng đại, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Diệp Mi mới vừa đi ra đi, cùng người kia gặp thoáng qua, đúng vào lúc này, ta đột nhiên trông thấy người kia tròng mắt biến thành màu trắng, cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình, liền một giây cũng chưa tới, so trở mặt nhanh hơn. Diệp cảnh quan, cẩn thận, phát hiện sự tình cực kỳ không tầm thường về sau, ta hô to một tiếng. Ta vừa dứt lời. Đột nhiên người kia liền như là dã thú, gào thét một tiếng, sau đó cùng như chó điên cắn về phía bên cạnh Diệp Mi. Diệp Mi dù sao cũng là trường cảnh sát xuất thân, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, ta vừa gọi nàng liền lập tức phản ứng lại, nàng cấp tốc dùng hai cánh tay chống đỡ người kia đầu, không để người kia cắn đến nàng. Đằng sau đè ép hắn kia hai cái điều tử, thấy thế vội vàng muốn đem hắn đè xuống đất, nhưng người kia khí lực lớn thật nhiều, phía sau hắn hai cánh tay thoáng giãy giụa. Hai người liền cùng túi giấy đồng dạng bay ra ngoài, tiện thể bay ra ngoài còn có còng tay. Lần này Diệp Mi mắt trợn tròn, người bình thường nào có khả năng này, tay bị phản nướng ở phía sau, còn có thể sử dụng khí lực lớn như vậy, liền còng tay cũng bị sống sờ sờ cho tránh thoát. Người kia tránh thoát trói buộc về sau, tay phải trực tiếp liền bắt Diệp Mi cuống họng, Diệp Mi xoay người một cái tránh khỏi, sau đó một quyền đánh vào người kia trên ngực. Một quyền này nhìn khí thế hẳn là còn thật nặng. Người kia cũng hoàn toàn chính xác bay ngược ra ngoài, đụng vào trên tường thời điểm, tường gạch đều nứt, nhưng người kia cùng không có việc gì đồng dạng, lại đứng lên, sau đó hai tay bóp hướng Diệp Mi. Diệp Mi nhíu mày, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cẩn thận nghiêm túc đối phó lên trước mắt người này.
Chờ hắn lần nữa đi gần thời điểm, Diệp Mi quay người cho hắn một cái đá chân, cái này đá chân rất cao, hầu như đều muốn đá phải trên mặt hắn, nói rõ Diệp Mi hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh thật sự, đương nhiên, chân dài cũng là mấu chốt. Nhưng người kia chúng đá chân về sau, chỉ là lui về phía sau mấy bước, sau đó liền tóm lấy Diệp Mi chân, hung hăng phải vung bay ra ngoài. Diệp Mi sau khi hạ xuống đã là đầu váng mắt hoa, nghĩ lại đứng lên thời điểm, người kia đã hung hăng bóp lấy cổ của nàng, đồng thời ý đồ cắn về phía cổ của nàng, Diệp Mi liều mạng giãy giụa, chính là không để hắn đạt được. Lúc này đoán chừng toàn bộ cục cảnh sát đều oanh động, tất cả điều tử đều lao qua, bọn hắn tất cả đều đè lại người kia, sau đó đem hắn kéo ra, Diệp Mi được cứu về sau, vội vàng đứng lên, dọa đến tranh thủ thời gian rời xa. Diệp Mi vừa rời đi, đột nhiên người kia lớn tiếng gào lên, sau đó hai tay thoáng giãy giụa, thế mà tất cả bắt hắn lại người đều bị quăng bay ra ngoài, hoặc là người đụng người, hoặc là người gặp trở ngại, lần này nhưng rơi không nhẹ, tất cả mọi người trên mặt đất đau khổ kêu thảm, có mấy người đứng, nhưng rất nhanh lại bị người kia đánh ngã. Lần này hắn không tiếp tục đi công kích Diệp Mi, mà là tùy tiện bắt một cái điều tử lên, sau đó hung hăng phải cắn về phía cổ. Phanh phanh phanh. Người kia còn không có hạ miệng, liền vang lên ba lần tiếng súng, Diệp Mi tay nắm lấy thương, gắt gao đối người kia. Tiếng súng vang lên về sau, người kia ngực bốc lên bạch yên, máu nhuộm đỏ bộ ngực hắn kia phiến quần áo, hắn ứng thân mà đổ, điều tử được cứu. Người kia đổ xuống về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, Diệp Mi xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, định đem thương thu vào. Cẩn thận, hắn còn chưa có chết, mọi người nhanh tản ra. Ta tại tạm giữ thất la lớn. Ta vừa dứt lời, người kia quả nhiên lại đứng lên, chẳng qua hắn cùng người khác biệt, không phải bò lên, mà là thẳng tắp xông lên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Người kia hai tay làm chảo hình, ta nhìn thấy ngón tay của hắn giáp lại cho lại dài, con mắt trắng bệch, bộ dáng dữ tợn, đối đám kia điều tử nhe răng trợn mắt, rất là quỷ dị. Tình huống này, ai còn dám đi lên, toàn bộ chen tại một khối, sau đó đồng loạt hướng lui về phía sau. Diệp Mi hô, nổ súng bắn chết hắn. Mọi người nhao nhao rút ra mình súng ngắn, sau đó chính là một trận bên trong cách cách súng vang lên âm thanh, không bao lâu, người kia liền bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, trên thân tất cả đều là vết đạn, không có một chỗ tốt, máu bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng súng ngừng về sau, người kia lại đổ, bọn hắn lại thở ra một hơi dài, cái này đều đánh thành tổ ong vỏ vẽ, cũng không thể sẽ còn đứng lên a. Nhưng sự tình lại vượt quá dự liệu của bọn hắn, người kia vẫn đứng lên, lần này tất cả điều tử đều hoảng, nào có người đánh hết đạn đều không chết. Diệp Mi vẫn là không có từ bỏ, nàng đem còn lại tất cả đạn, tất cả đều đánh vào người kia trên đầu, không hổ là đầu lĩnh, tại nguy cấp tình huống, lại gặp được mình không thể nào hiểu được sự tình, còn có thể nghĩ biện pháp ứng phó, đúng là khó được. Người kia đầu sau khi trúng đạn, lại ngã xuống, lần này nằm trên đất thời gian dài rất nhiều. Nhưng vẫn là nhào vọt lên. Lần này tất cả điều tử là triệt để hoảng, súng bắn đầu đều đánh không chết, đây là quái vật nha. Người kia lại một lần nữa nhào về phía bọn hắn, gặp người liền cắn, mấy người tiến lên khóa lại hắn, đều bị hắn vung bay ra ngoài, sau đó một chưởng một cái, gần như đều nằm trên mặt đất không thể động đậy, tiếp tục như vậy, đoán chừng tất cả đều phải chết tại cục này từ bên trong. Diệp cảnh quan, uy, Diệp Mi. Ta la lớn. Bị dọa đến có chút ngây ngốc Diệp Mi nghe thấy ta gọi nàng, sắc mặt tái nhợt quay đầu lại đến, một mặt nghi hoặc nhìn ta. Diệp cảnh quan, đừng lăng lấy a, mau giúp ta mở cửa, ta có thể đối phó hắn. Ta năn nỉ nói, lại không ra tay, đoán chừng liền phải chết người. Ngươi xác định có thể chứ? Quái vật này không biết nơi nào bắt trở lại, thường đều đánh không chết, mà lại thả ngươi ra tới cũng không hợp phép tắc. Diệp Mi nói, còn phép tắc? Ngươi nhìn người đám kia tay chân, đều thành cái dạng gì, ngươi không nghĩ bọn hắn chết nhanh lên mở cửa. Ta hô. Diệp Mi nhìn một chút hỗn loạn cục cảnh sát, nhìn lại nằm trên đất tay chân, đoán chừng bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu, một khi bị người kia cắn đến, đoán chừng cổ đều phải đoạn. Diệp Mi cắn răng một cái, vội vàng tìm được chìa khóa đem ta phóng ra, ta nơi nới lỏng cổ, sau đó đem đốt ngón tay theo phải rung động đùng đùng. Diệp cảnh quan, ta thế nhưng là thu lệ phí. Cái đồ chơi này lợi hại, nhưng phải một vạn cất bước. A, Diệp Mi gãi đầu một cái, không biết nói cái gì cho phải. Xin hỏi điều tử đòi tiền, khả năng chỉ một mình ta đi, mà lại hiếm thấy chính là, ta vẫn là cái người bị tình nghi.
Ngươi nhanh, đừng đắc ý quên hình, không giải quyết được cái quái vật này, ta cáo ngươi ảnh hưởng công vụ. Diệp Mi cảnh cáo uy hiếp nói. Dựa vào, cái này cảnh sát cũng quá vô lại đi. Cái này cùng ảnh hưởng công vụ có quan hệ gì? Cũng được, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ai kêu đây là người khác chàng tử. Người đi đem hai vai của ta bao lấy ra, ta trước ngăn chặn hắn, phải nhanh. Nói xong ta ba chân bốn cẳng vọt tới, người kia đang nghĩ cắn trên mặt đất điều tử cổ, ta vội vàng ở phía sau khống ở cổ của hắn về sau kéo, hắn lảo đảo mấy bước về sau, liền nghĩ dùng tay về sau bắt, đem ta cho cầm ra đến, nhưng hắn tay quá cứng đờ, căn bản duỗi không đến đằng sau. Ta đem chân ngăn ở chân hắn gót, một cái mãnh quẳng đem hắn ném xuống đất, sau đó một tay chăm chú đè lại cổ của hắn, một cái tay khác đi lật trong túi mấy cái kia đồng tiền. Mấy cái kia đồng tiền tại đối phó nữ quỷ lúc sau đã trở nên cháy đen, nhưng y nguyên chỗ hữu dụng. Khí lực của hắn thật nhiều lớn, ta kém chút liền khống chế không nổi để hắn lật lên, may mắn ta động tác rất nhanh, đồng tiền lật ra đến về sau, mạnh mẽ đập một cái hắn cái cằm. Miệng hắn lập tức tự động mở ra, ta đem đồng tiền một ủng ụp nhét đi vào. Đồng tiền nhét vào về sau, hắn liền bất động, như là người chết, nhưng trong mắt vẫn là trợn thật lớn, tay cũng thẳng đứng hướng lên đặt vào, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đứng lên đồng dạng. Ai, tiểu tử, có hai tay nha. Phải cẩn thận, cái đồ chơi này khả năng sẽ còn đứng lên cắn người. Chung quanh điều tử nhao nhao nghị luận, có còn tại khoa tay múa chân, nhưng lại rốt cuộc không ai dám hướng về phía trước. Trừ ta. Ta nở nụ cười gằn, để bọn hắn không cần sợ, trong vòng 3 phút, hắn không có khả năng đang bỏ lên. Ta lật ra y phục của người này cẩn thận tra xét, quả nhiên tại cổ của hắn chỗ tìm được hai cái lỗ máu, ta dùng tay mò một chút, cảm giác là bị cắn thành dạng này. Hắn là bị cái gì cắn qua? Cương thi, thật chẳng lẽ là bị cương thi cắn mới biến thành dạng này? Từ triệu chứng đến xem, đích thật là dạng này, tay chân cứng đờ, lực lớn vô cùng. Trong mắt biến nhan sắc, thích cắn cổ hút máu, không sợ tổn thương, không sợ đau đớn, không có một chỗ là không giống cương thi, chẳng qua là hắn là cho nơi nào cương thi cắn đến. Đúng vào lúc này, đột nhiên hắn lại bắt đầu co quắp, miệng bên trong phát ra bên trong cách cách tiếng vang, giống như đồng tiền tại trong miệng hắn bạo tạc. Dựa vào, 3 phút nhanh như vậy, phải thừa dịp không thể động thời điểm giải quyết hắn, không phải liền phiền phức. Diệp cảnh quan, túi của ta tìm đã tới chưa? Ta lớn tiếng hỏi. Tiếp được, Diệp Mi hô to một tiếng, sau đó đem hai vai của ta bao ném tới. Ta tiếp được hai vai bao, lúc này hắn đột nhiên liền xông lên, xem ra đồng tiền đã mất đi hiệu lực, tân thiệt thòi ta tay mắt lanh lẹ đạp lên lồng ngực của hắn, sau đó từ trong bọc móc ra một tấm hoàng phù dán tại trên trán của hắn, hắn lập tức liền cùng trên tivi cương thi đồng dạng, không thể động đậy được. Cầm xăng đến, nhanh lên khiêng ra bên ngoài đốt, ta nói. Những cái kia điều tử nhìn ta nhẹ nhàng như vậy liền chế phục cái này cái gọi là quái vật, đối ta đã tin tưởng không nghi ngờ, mấy người nơm nớp lo sợ đem người dìu ra ngoài, sau đó tại trong xe dùng cái ống đem xăng dẫn xuống dưới, đem người cho đốt. Xong việc sau ta còn tưởng rằng sẽ có được ưu đãi, không nghĩ tới Diệp Mi qua sông đoạn cầu, lại đem ta cho trừ trở về, chẳng qua những người khác bắt đầu đối ta nhìn với con mắt khác, một đám người vây quanh, trái một câu phải một câu kêu đại sư. Còn hỏi ta cái này bán phân chính là không phải biến thành cương thi, nói cái này người cũng không chết nha, thế nào liền biến thành cương thi? Ta nói cương thi cũng không nhất định phải người chết khả năng biến, người sống nếu như bị cương thi cắn, chúng thi độc, cũng sẽ biến thành cương thi. Những cái kia điều tử nghe lập tức liền hoảng thành một đoàn, bởi vì vừa rồi có ít người liền bị cào thương, không biết có thể hay không chúng thi độc, biến thành cương thi. Ta nhìn một chút bọn hắn vết thương, nói không nghiêm trọng. Hiện tại đi mua một ít gạo nếp liền thoa 7 ngày, tự nhiên là sẽ tốt, không xác định mình có hay không bị cào thương cũng có thể đi mua đến ăn, chống thi độc đặc biệt hữu hiệu. Ta vừa mới dứt lời, tất cả điều tử giải tán lập tức, tất cả đều đi ra ngoài mua gạo nếp đi, chỉ để lại Diệp Mi ở nơi đó sát chấn thương rượu. Ngươi làm sao không đi mua gạo nếp? Ta hỏi. Diệp Mi ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi đừng quên thân phận của ta, cương thi. Đừng tưởng rằng ngươi chế phục cái quái vật này liền có thể loạn suy, cũng đừng coi là dạng này ta liền sẽ tin ngươi như quỷ xà thần. Chuyện tối nay ta sẽ viết phần báo cáo đi lên, phía trên sẽ phái người xuống tới cha, đêm nay tính ngươi lập công, liền không thẩm ngươi. Dựa vào, ta còn tưởng rằng lập công liền có thể thả ta đi, xem ra ta vẫn là quá ngây thơ, đã dạng này vô dụng, vậy liền đưa tiền a. Diệp Mi chừng ta liếc mắt, đòi tiền.
Ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi mới nói đùa, ta cứu mạng của các ngươi, lại nói, thế giới này liền không có làm không công sống, điều tử không tầm thường a. Đồng dạng phải trả tiền, không phải ta Mao Sơn quỷ đạo chiêu bài hướng cái kia lập. Ngươi tuổi còn nhỏ, miệng đầy mê tín, còn muốn tiền, ngươi đây là nghĩa vụ lao động, hiệp trợ cảnh sát phá án, chế phục lưu manh, ta sẽ cùng mặt trên nói một chút, để hắn phát ngươi cái tốt thị dân tướng. Diệp Mi nói, phi, mê tín em gái ngươi, lần sau gặp được quỷ đừng hy vọng ta cứu ngươi, hảo tâm không có hảo báo, cứu ngươi không thả ta đi thì thôi, còn bị dừng lại thuyết giáo, ngươi tốt giã. Ta nhỏ giọng thầm thì nói, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Diệp Mi giống như nghe thấy ta, xinh xắn gương mặt lập tức dâng lên một đám lửa. Ta hiện tại cũng không dám đắc tội nàng, vội vàng giải thích nói, ta nói là, đã không có tiền cho lời nói, có thể không thể trả lời ta mấy vấn đề. Diệp Mi lật ra bạch nhãn, gọi ta có dám mau thả. Cái này bán phấn, là nơi nào bắt được? Ta hỏi, người này là bị cương thi cắn đến, hơn nữa còn là bị cắn không bao lâu, cho nên vừa tới đến cục cảnh sát mới biến dị. Tô lông mày nhíu mày, một bộ không muốn nói dáng vẻ, nhưng vẫn là nói, nghe tiểu nhị nói, là quán ăn đêm bắt được. Quán ăn đêm, có phải là Tam gia quán ăn đêm? Ta vội vàng hỏi. Diệp Mi nhẹ gật đầu, tựa như là hắn, người này hỗn hắc đạo, chẳng những bán phấn, còn làm nữ nhân sinh ý, một ngày nào đó ta nhất định phải tự tay vì hắn mang lên còng tay. Quả nhiên là hắn, ngày đó Âu Phục Nam nói thành phố này sẽ có một trận tai nạn. Đầu nguồn chính là Tam gia cái kia quán ăn đêm, còn có về sau tiểu đệ của hắn lén lén lút lút nói thi thể xảy ra vấn đề, xem ra Tam gia quán ăn đêm thật sự có vấn đề, gia hỏa này chẳng lẽ nuôi một con cương thi à? Được rồi, người đêm nay ngay tại cục cảnh sát an tâm ở lại đi, chờ xuống một bước điều tra nhìn thấy thế nào lại nói. Diệp Mi lau xong chấn thương say rượu, động động cổ, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Tại nàng lúc xoay người, ta lại nghe được anh tiếng kêu. Nghe được ta sợ hãi trong lòng, lên một thân nổi da gà, nếu như nói trước đó lần kia là nghe lầm, vậy lần này ta dám khẳng định, tô lông mày trên thân khẳng định có việc lạ. Lúc đầu ta là không nghĩ quản, nữ nhân này tính tình thật sự là quá xấu, còn mắng ta mê tín, nhưng nếu như không có nàng, ta còn không biết phải ở đây ngồi bao lâu, nếu như có thể đem nàng làm cho, ta có khả năng ngày mai liền có thể trở về lên lớp. Diệp cảnh quan, chậm đã, ta vội vàng đem nàng gọi lại. Nàng giống như cổ không phải rất thuận tiện, quay đầu lại thời điểm động tác đặc biệt trì đột, nàng nhìn ta liếc mắt, nói có việc mau nói, nàng phải đi về nghỉ, ta cái này hai kiện bản án đều đặc biệt khó làm, nàng ngày mai phải tốn hao không ít khí lực. Ta nói không nên gấp, sau đó hỏi nàng cổ chuyện gì xảy ra. Là xoay đến vẫn là sao? Diệp Nghi ngây ra một lúc, không rõ ta vì sao lại đột nhiên quan tâm tới nàng đến, chẳng qua nàng vẫn là lời nói thật trả lời ta. Nàng nói mình cái này cổ bệnh đã có nửa năm, cũng nhìn qua rất nhiều bác sĩ, nhưng chính là nhìn không tốt, ngẫu nhiên liền sẽ phát tác, giống như có cái gì đè ép đồng dạng, đặc biệt khó chịu. Ta nói, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Diệp Mi liếc mắt, nói lại tới, nếu như thế giới này thật có quỷ, tìm một cái ra tới cho nàng nhìn xem a. Ta nở nụ cười, không có cùng nàng tranh chấp, sau đó lại hỏi, vậy ngươi tin tưởng ta có thể trị hết cổ của ngươi bệnh sao? Diệp Mi lần này trực tiếp chừng ta liếc mắt, nói ta đến cùng muốn làm gì. Nàng cũng không rảnh rỗi theo giúp ta tại cái này chơi. Ta nói, nếu như có thể trị hết cổ của ngươi bệnh, tăng thêm để ngươi thấy quỷ, có phải là liền có thể thả ta đi? Diệp Mi hai tay mạnh mẽ đập vào trên mặt bàn, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng nàng muốn nổi giận, nữ cảnh sát này nếu như muốn đánh ta, vậy ta liền thật chỉ có thể làm đống cát. Thành, nhưng nếu như ngươi làm không được, vậy liền đem chân tướng sự tình nói cho ta, ta biết ngươi hiểu chút giang hồ huyền thuật, chẳng qua cái đồ chơi này cũng có thể đem ra giết người. Tào Phàm cùng Trung Minh bản án rất là quỷ dị, trước đó ta chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ ta có thể khẳng định chính là ngươi làm. Diệp Mi nói, nghe nàng, ta một trận cuồng choáng, hóa ra cô gái nhỏ này còn đang hoài nghi ta, nếu như ta thật sự là hung thủ, vậy ta liền sẽ không hai lần đều xuất hiện tại hiện trường án mạng. Chỉ bằng điểm ấy, ta đều có thể bài trừ hơn phân nửa hiểm nghi đi. Cái này cao cấp cảnh sát làm thế nào, thật đúng là kia cái gì lớn vô não. Chẳng qua nàng đáp ứng liền thành, ta đêm nay khẳng định sẽ để cho nàng mở rộng tầm mắt, thuận tiện đem nàng kia cổ bệnh trì, để nàng không lời nào để nói. Ngươi có tấm gương sao? Ta yếu ớt mà hỏi. Diệp Mi có chút không hiểu, hỏi ta muốn tấm gương làm gì.
ta nói ngươi không cần phải để ý đến, cho ta khối tấm gương là được. Diệp Mi mặc dù không biết ta muốn làm gì, nhưng vẫn là tại cục cảnh sát bên trong tìm ra một khối tấm gương ném cho ta. Nhìn xem tấm gương, nhìn chằm chằm vào ngươi nơi bả vai nhìn. Ta dặn dò. Diệp Mi nửa tin nửa ngờ nhìn ta liếc mắt, sau đó mới nhìn chằm chằm vào tấm gương nhìn. Cắn nát ngón tay, ta tiếp tục nói, ta không thể lại cắn ta mình, cách làm thường xuyên cắn, ta coi như không sợ mất máu quá nhiều bỏ mình, cũng sợ có một ngày vết thương lây nhiễm. Làm gì, ta mới không cắn, ngươi bị điên rồi. Diệp Mi kháng nghị nói. Ngươi không phải muốn gặp quỷ sao, là liền mời phối hợp ta, tạ ơn. Diệp Mi còn không chịu cắn, ta cũng mặc kệ nàng mọi việc. Vội vàng đoạt lấy đầu ngón tay của nàng liền cắn một cái, kém chút liền bị nàng một bàn tay đem cái cằm cho phiến không có. Thừa dịp chảy máu, ta dùng máu tại trên trán nàng viết cái chữ, cũng niệm một đoạn chú ngữ, sau đó đột nhiên gọi nàng một tiếng. Nàng vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ta một chút, lúc này lòng bàn tay ta giấu một tấm hoàng phù, ta đột nhiên dùng hoàng phù chợt một chút đập vào trên trán của nàng, đau đến nàng nước mắt đều rớt xuống. Mở, ta quát to một tiếng. Lâm Nguyên, ta chịu đủ, ngươi chính là một người điên, ta thật sự là có bệnh, thế mà lựa chọn tin tưởng ngươi. Lần này triệt để đem Diệp Mi cho đập giận, ngay tại lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn đến mình trong kính, đột nhiên liền dọa đến nói không ra lời. Trên vai của nàng cưỡi một cái 7 tuổi trái phải kỳ quái tiểu hài, đứa bé kia không có mũi, không có miệng, cũng không có lỗ tai, cũng chỉ có một đôi đen bóng trong mắt, hắn toàn thân đều là màu vàng lông dài, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Cũng bởi vì hắn một mực ngồi tại Diệp Mi trên bờ vai, Diệp Mi cổ không phụ trọng ép, cho nên mới sẽ xảy ra vấn đề. Qua, Diệp Mi chờ phản ứng lại thời điểm, giật nảy mình, vội vàng đem tấm gương hất ra, may mắn ta tay mắt lanh lẹ, không phải tấm gương này liền phải phế. Cái này, đây là cái gì, ngươi có phải hay không đối ta dùng cái gì yêu pháp? Diệp Mi sắc mặt tái nhợt, nhìn xem tấm gương thân thể đều đang run rẩy. Ta cũng không phải yêu quái. Ở đâu ra yêu pháp, vừa rồi ta chỉ là giúp ngươi mở thiên nhãn, cũng chính là tục xưng âm dương nhãn, ngươi chính là gặp tà, không tin chính ngươi lại nhìn liếc mắt. Nói xong ta lại đem tấm gương hướng trước mặt của nàng góp. A, không muốn, ngươi nhanh lấy ra, ta mới không muốn nhìn. Diệp Mi vội vàng nghiêng người sang đi, không còn dám nhìn mình trong gương, ta tin ngươi, nhanh lấy ra, coi như ta van cầu ngươi. Nhìn xem Diệp Mi đã cầu xin tha thứ. Ta mới đem tấm gương thu vào nói, ngươi tin thế là được, vừa rồi ngươi trông thấy đứa trẻ kia, chính là quỷ. Diệp Mi nuốt một ngụm nước bọt, nửa tin nửa ngờ mà hỏi, cái kia. Thật là quỷ, ta gặp tà rồi. Ngươi tận mắt nhìn thấy, kia còn có thể là giả sao? Nhà ai tiểu hài không có việc gì ngồi ngươi trên bờ vai, dáng dấp còn khủng bố như vậy. Trừ quỷ, còn có thể là cái gì? Ta tiếp tục nói. Diệp Mi không nói gì, biểu lộ có chút ngốc trệ. Một người nhiều năm thế giới quan trong khoảng thời gian ngắn bị người vỡ nát, cái loại cảm giác này rất khó để người khó mà tiếp nhận. Ví dụ như từ nhỏ đến lớn đều là tin tưởng khoa học, đột nhiên có một ngày hắn trông thấy quỷ, vậy hắn trừ sợ hãi, đả kích cũng là không nhỏ, phải cho hắn một quá trình thích ứng. Ta trước đó cũng thế, đã từng còn một trận hoài nghi mình là bệnh tinh thần, cả ngày đắm chìm trong ảo giác. Qua một hồi thật lâu Diệp Mi mới rốt cục khôi phục lại, lúc này sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Một điểm huyết sắc đều không có, không biết rõ tình hình có thể hay không cho là ta tập kích nàng. Qua kháo, đầu này tội danh cũng không nhỏ, ta nhưng cõng không nổi. Diệp Mi một mặt sợ hãi nói với ta, kia, đứa trẻ kia vì cái gì quấn lấy ta, ngươi nhanh lên giúp ta đem hắn đuổi đi, hiện tại ta nghĩ tới trên bả vai mình ngồi điểm đồ vật, liền toàn thân phát lạnh, thật đáng sợ. Ta an ủi nàng đừng sợ, sau đó đem nàng đỡ đến trên ghế ngồi, coi ta chạm đến nàng thời điểm. Phát hiện nàng quả nhiên thân thể có chút phát lạnh, giống như lần này thật dọa cho phát sợ. Muốn đuổi đi đứa bé kia đơn giản, chẳng qua cái này sự tình không phải nhìn ta, mà là nhìn ngươi. Ta nói. Diệp Mi nhíu mày, một mặt nghi hoặc nhìn ta, nói nhìn nàng làm gì, nàng sẽ chỉ bắt người xấu, cũng sẽ không bắt quỷ, xem ra nàng hiện tại đã triệt để bắt đầu tin tưởng thế giới này là thật có quỷ. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là, trước ngươi đến cùng gặp sự tình gì. Chuyện gì xảy ra, chỉ cần ngươi đem nguyên ủy sự tình cùng gặp tà đầu nguồn tìm ra, vậy ta liền có biện pháp. Ta giải thích nói. Diệp Mi dường như minh bạch ta ý tứ, bắt đầu cau mày cẩn thận hồi ức. Nàng nói cổ không thoải mái bắt đầu tại nửa năm trước, tỉ mỉ nghĩ lại, nửa năm trước thật đúng là phát sinh qua một việc,
mặc dù không phải việc lạ, nhưng Diệp Mi vừa nghĩ tới, trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái. Lần kia Diệp Mi bắt đến một cái cướp bóc phạm, hắn gọi Hoàng Bưu, bởi vì thê tử bệnh nặng không có tiền trị liệu, hắn cướp bóc một cái siêu thị, lúc ấy mặc dù thành công bỏ trốn, nhưng một tuần lễ sau, Diệp Mi rất nhanh liền dẫn người đuổi tới trong bệnh viện, cũng thành công đem nó bắt giữ. Hoàng Bưu thê tử vốn là bệnh nặng, nhìn thấy tình huống này, tại chỗ liền tức chết, Hoàng Bưu còn có một đứa con trai, trước khi đi gắt gao dắt lấy ba ba chân, chết sống không để bọn hắn mang đi, còn nói hắn cũng chỉ còn lại có ba ba một người thân, mang đi cha của hắn liền từ bệnh viện bên trên nhảy đi xuống. Diệp Mi coi như là một đứa bé nói nhảm, không để ý đến, chấp pháp quá trình bên trong, vô luận chuyện gì phát sinh, nàng đều chưa từng lại nương tay, kéo ra tiểu hài về sau, nàng liền đem Hoàng Bưu mang đi. Vừa đi xuống lầu, chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên nàng liền nghe được phanh một tiếng, đứa trẻ kia thật từ bệnh viện cao ốc nhảy xuống tới. Diệp Mi cái này xem xét mắt trợn tròn, không nghĩ tới đứa nhỏ này như thế bướng bỉnh, thật nhảy lầu, theo chiều cao của hắn, bò lên trên lan can đều tốn sức, mà lại tiểu hài vừa khóc vừa gào bản thân liền bình thường, ai lại sẽ thật đi để ý gặp hắn. Hoàng Bưu trông thấy con của mình từ trên lầu nhảy xuống tới, thê tử lại chết bệnh, cái này đánh kích quá nặng nề. Mắt lật một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hài tử sau khi chết, còn phát sinh càng chuyện kinh khủng, đột nhiên không biết chó nhà của ai thế mà chạy tới liếm tiểu hài máu, liếm mấy giây sau, thế mà bắt đầu gặm ăn tiểu hài thi thể. Diệp Mi vội vàng gọi thủ hạ đi xua đuổi chó không để nó ăn thi thể, rất kỳ quái, trong bệnh viện làm sao lại tiến đến một con chó. Diệp Mi hai người thủ hạ vội vàng chạy tới xua đuổi con chó kia, nhưng chó giống như bị điên, chết cắn thi thể không buông ra. Diệp Mi thủ hạ làm sao đều túm không ra, đánh cũng không sợ, chính là không hé miệng, giống như đối thi thể có trước nay chưa từng có cuồng dã yêu thích. Diệp Mi thủ hạ gấp, hắn đột nhiên dùng hết toàn lực hướng đầu chó đến một chân, cái này ăn lương thực nộp thuế người hầu đều có mấy cái, một chân này hướng đầu đá, cẩu mã bên trên liền ngao ô một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, chó chết rồi, nhưng thi thể cũng bị cắn rất lắm lời. Phát sinh thảm như vậy sự tình, ai cũng không nghĩ. Diệp Mi trong lòng càng là khó chịu, nhưng nàng cũng không có cách nào, cứ việc tiểu hài nhảy lầu chết rồi, nàng vẫn là đồng dạng muốn đem Hoàng Bưu mang trở về, nàng có chức trách của mình, chẳng qua về sau nàng tại tòa án bên trên vì Hoàng Bưu nói thêm vài câu lời hữu ích, Hoàng Bưu cũng bởi vậy bị xử ít mấy năm, cái này sự tình Diệp Mi trong lòng không thoải mái, thậm chí cực kỳ không thoải mái, nhưng nàng không có áy náy, nàng chỉ là tại tận trách nhiệm của mình. Tiếc nuối là Hoàng Bưu ngồi xổm nhà tù không có mấy ngày ngay tại bên trong tự sát, cũng thế, vợ con đều chết rồi, còn là bởi vì chính mình, đổi ai cũng sống không nổi. Tại Hoàng Bưu trước khi chết, còn tại Diệp Mi trên thân phát sinh một kiện kỳ quái sự tình. Có một ngày Diệp Mi tan tầm về nhà, chuẩn bị lên lầu thời điểm, đột nhiên một con chó từ bên cạnh chui ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, tăng thêm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Mi còn không có kịp phản ứng liền bị cắn một cái. Bởi vì đau đớn cực độ, Diệp Mi vô ý thức phun một chân, cẩu mã bên trên liền bay ra ngoài, ngã xuống đất bất động, giống như chết đồng dạng. Diệp Mi có chút kỳ quái, một chân này nhiều nhất có thể đem chó đá văng ra, không có khả năng đá chết, làm sao đột nhiên chó liền bất động rồi. Diệp Mi kiểm tra một hồi vết thương không có gì đáng ngại về sau, liền đi lên liếc mắt nhìn ngã xuống đất chó, nhưng nàng nhìn thấy chó thời điểm, lập tức giật nảy cả mình, bởi vì con chó này chính là lúc ấy ăn tiểu hài thi thể chó, kỳ quái là, con chó kia sớm đã bị đánh chết, làm sao còn có thể tới cắn nàng. Diệp Mi cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống xem xét, phát hiện con chó kia chẳng những đã chết rồi, mà lại đã hư thối, còn toàn thân tản ra hôi thối, căn bản liền đã chết có chút thời gian. Diệp Mi trăm mối vẫn không có cách giải, làm sao đều không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra, cuối cùng nàng đành phải đem con chó kia cho chôn, sau đó đi bệnh viện đánh chó dại vaccine. Ngày thứ hai rời giường thời điểm, nàng liền cảm giác cổ của mình có chút không thoải mái, nàng còn nghe được Hoàng Bưu tại ngục bên trong tự sát tin tức, nàng mặc dù tiếc hận cùng không thoải mái, nhưng cũng không có biện pháp gì, thế sự chính là như vậy, người xấu chỉ có một loại, đó chính là làm chuyện xấu người, nhưng phạm nhân lại có hai loại, một loại là người xấu, một loại khác lại là bị buộc bất đắc dĩ người, mặc dù nàng bắt Hoàng Bưu dẫn đến sự tình phát sinh không tốt hậu quả, nhưng đây không phải lỗi của nàng. Cũng không phải Hoàng Bưu sai, nói phi chủ lưu một điểm, hoặc là thế giới này sai. Diệp Mi cũng làm kém 2 năm, loại sự tình này nàng rất nhanh liền không đi nghĩ, chẳng qua cổ nàng lại càng ngày càng không thoải mái, nhìn rất nhiều bác sĩ,
uống rất nhiều thuốc cũng không thấy tốt, làm kiểm tra bác sĩ cũng nói không có bao nhiêu vấn đề, nhưng chính là một mực được không? Diệp Mi sau khi nói xong, mắt thẳng tắp nhìn ta chằm chằm, hỏi ta có nghe hay không xảy ra vấn đề đến. Vấn đề lớn, ta đứng lên, biểu lộ nghiêm túc nói. Cái vấn đề lớn gì? Diệp Mi một mặt hiếu kỳ. Ta nói, đầu tiên tiểu hài này liền chết được rất oán, đặc biệt là đối Diệp Mi, trọng yếu nhất chính là, tiểu hài chết thời điểm, Diệp Mi còn tại bên cạnh, vậy khẳng định sẽ dính vào một điểm nhỏ hài oán khí. Tiếp theo là con chó kia, bệnh viện sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra một con chó đến, con chó kia không hề nghi ngờ là trẻ con nuôi trong nhà chó, chó thông linh, cho nên ăn thi thể cái này sự tình, vô cùng có khả năng chính là tiểu hài sai xử nó làm. Nói đến đây, Diệp Mi vội vàng hỏi, đứa bé kia đã nhảy lầu chết rồi, còn thế nào sai xử chó? Ta đối nàng nhíu mày, ngươi cứ nói đi. Diệp Mi giống như nghĩ đến cái gì, kìm lòng không được dùng mình một cái, thế nhưng là, kia giữa ban ngày, tiểu hài vừa mới chết, sao lại thế? Ta thở dài, cái này nói rõ, đứa bé kia oán khí cực lớn. Chó ăn có oán khí thi thể về sau, coi như bị đánh chết, còn đối Diệp Mi ghi hận trong lòng, làm sao cũng phải nhào lên cắn nàng một hơi, người nói cái này oán khí đến bao lớn. Chó cắn một cái Diệp Mi về sau, chó thi khí tăng thêm tiểu hài oán khí, biến thành chó hài oan hồn một mực quấn lấy Diệp Mi, dẫn đến cổ nàng thụ ép không thoải mái, trách không được ta nhìn đứa bé kia toàn thân lông dài, hóa ra là chó hài. Vậy làm sao bây giờ? Ta tiếp tục như vậy, có thể hay không chết? Diệp Mi khẩn trương hỏi, biểu lộ có chút sợ hãi. Ta nói không biết, không quá lớn kỳ xuống dưới, cổ nhận trọng áp xương cổ cái gì có thể sẽ biến hình, đến lúc đó sống còn khó chịu hơn chết, xem ra cái này chó hài không giết nàng là có lý do, oán khí quá lớn, thay đổi biện pháp tra tấn nàng, chính là không để nàng thống khoái. Vậy ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, ta dù sao cũng không muốn chết. Diệp Mi dắt lấy ta tay, dùng sức cầu khẩn nói. Ngươi khẳng định có biện pháp đem đồ chơi kia đuổi đi. Khụ khụ, đi là đi, chỉ có điều nha, ta chuyện này. Ta cười hắc hắc nói, lần này còn không đến phiên ta làm vị trí chủ đạo. Diệp Mi lông mày chặt chẽ, không ngừng đang do dự, qua một hồi thật lâu nàng mới hạ tốt quyết định, thành, chẳng qua nha, ngươi sau khi tan học, liền được nhà ta phải tùy thời giám sát ngươi, ngươi vụ án này còn không xong, ta không thể hoàn toàn phóng sinh ngươi. Ta nghe xong như vậy sao được? Vậy ta không đã thành bị nhốt ở trong lồng chim sao? Chuyện này chỉ có thể tính nửa tự do, trong lòng khó nha. Diệp Mi nhìn ta không đồng ý, trợn mắt nhìn ta một cái nói, đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ, người đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, hừ. Nếu không ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục ở lại đi. Ta lập tức gật đầu cùng con lật đật giống như, đồng ý, nơi này ta không nghĩ lại, ở nhà ngươi liền ở nhà ngươi. Đến đâu thì hay đến đó, trước hết nghĩ biện pháp chuồn ra cục cảnh sát lại nói, ở đây đang bị nhốt, liền cho mình tẩy thoát hiểm nghi biện pháp đều không có. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Diệp Mi chỉ mình bả vai, sau đó lộ ra một mặt hoảng sợ, này nương môn liền sợ cái đồ chơi này, trước đó còn không tin, hiện tại nàng nghĩ tới cái này liền sắc mặt trắng bệch. Ta nâng cằm lên nghĩ một lát, sau đó mới lên tiếng, chó hải oán khí rất nặng, không thích hợp liều mạng. Nhìn có thể hay không trước tiên đem oán khí của hắn tiêu, đến lúc đó nếu như không được, lại nghĩ biện pháp đem hắn đánh cho tan thành mây khói. Lúc này Diệp Mi đột nhiên muốn nói cái gì, nhưng lại nén trở về, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ta nói ngươi chớ cùng táo bón giống như, về sau nói thẳng. Diệp Mi hỏi ta, tan thành mây khói có phải là liền cùng trên TV diễn như thế, sẽ không lại đi đầu thai rồi. Ta nhẹ gật đầu, nói là a, làm sao rồi. Diệp Mi thở dài, nói nàng không muốn đem chó hài đánh cho tan thành mây khói, đứa nhỏ này đã rất đáng thương, sau khi chết không thể để cho hắn lại chịu khổ. Ta nói có một số việc không phải chính ta có thể khống chế, nếu như chó hài oán khí tiêu không được, kia chết chính là Diệp Mi, ta tận lực không làm thương hại nó đi, hiện tại việc cấp bách, chính là tìm tới chó hài phụ mẫu mộ địa, hỏi Diệp Mi có biết hay không địa chỉ. Diệp Mi nói không biết, nhưng có thể tra. Nghe nói bọn hắn một nhà ba miệng đều táng lại với nhau, sau khi nói xong, lập tức đi ra ngoài tìm cái tiểu nhị cha. Đại khái sau 20 phút, nàng mới đi đến nói cha được, ngay tại vùng ngoại ô mộ địa vườn, cách cục cảnh sát không sai biệt lắm hơn một giờ đường. Ta trên lưng hai vai bao, nói còn chờ cái gì, đi nhanh lên nha, cái này công việc sớm không nên chậm trễ. Diệp Mi hỏi vì sao,
cái này sự tình đều chậm trễ nửa năm, cũng không kém này sẽ a. Cái này hơn nửa đêm đi mộ viên nhưng phải hoảng, nàng nói trước kia mình cái gì cũng không sợ, bây giờ bị ta làm thành như vậy, bắt đầu đối những vật kia có chút mẫn cảm, lại nói, muộn như vậy người ta mộ viên cũng không cho vào. Ta nói không được, phải sớm làm, không phải chó hài phụ mẫu đi đầu thai liền hỏng bét, đêm nay nhất định phải đi. Diệp Mi không tranh nổi ta, đành phải giúp ta làm tốt thủ tục, sau đó hai người chúng ta rời đi cục, lái xe tiến về mộ viên. Đến mộ viên về sau, có cái ước chừng 70 tuổi mắt mù lão đầu ngăn lại chúng ta, nói ban đêm mộ viên không để người sống tiến, gọi chúng ta sáng mai lại đến. Diệp Mi sau khi xuống xe, đưa ra mình cảnh sát chứng, nói là đến phá án, gọi lão đầu tránh ra. Lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu thầm nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này ban đêm người sống tốt nhất vẫn là không muốn vào, đặc biệt là nữ oa. Sau khi nói xong, hắn trên mặt đất cắm ba cây hương, gọi chúng ta hương điểm xong liền phải ra tới, không phải khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa. Diệp Mi còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị ta kéo lại, ta đối lão đầu nói câu tạ ơn, liền căn dặn Diệp Mi đem xe ngừng tốt, sau đó hai người thẳng đến mộ viên. Đi vào mộ viên về sau, ban đêm nhìn xem kia đen nghịt từng mảnh mộ bầy, liền ta cũng có chút sợ hãi trong lòng, nơi này cùng nghĩa địa không giống, tương đối hiện đại hóa một điểm, quản lý phải cũng tốt, mộ bia từng dãy, rất là chỉnh tề, nhưng cho ta cảm giác lại cùng nghĩa địa không sai biệt lắm, đặc biệt là ban đêm, âm trầm trầm, rất làm người ta sợ hãi, chỉ cần tùy tiện thổi qua một trận gió, đều là cảm giác lạnh siêu siêu, cứ việc hiện tại là mùa hè. Diệp Mi hỏi ta, vừa rồi lão đầu kia vì cái gì nói đặc biệt là nữ oa tử không thể chậm đi lên mộ viên. Ta nói nữ hài tử âm khí nặng, cho nên ban đêm không thể tiến đến có mộ địa phương, dễ dàng dính vào đồ không sạch sẽ hoặc là sẽ xảy ra bệnh, trừ nữ nhân, tiểu hài cũng không thể. Diệp Mi nghe xong, quay người liền nghĩ vỗ mông rời đi, ta vội vàng đem nàng kéo lại. Đùa giỡn rồi, liền ngươi trên bờ vai đồ chơi kia, sợ là hiện tại quỷ cũng không dám gần ngươi thân, lại nói, các ngươi người hầu sát khí nặng, phổ thông đồ vật không dám làm ngươi. Ta nói xong sau Diệp Mi mới vỗ nhẹ ngực, dài thở một hơi, này nương môn hung thời điểm hung, sợ thời điểm sợ, để ta có chút nhìn không thấu nàng. Hai người chúng ta mở ra điện thoại di động đèn pin, sau đó cẩn thận tìm lấy Hoàng Bưu một nhà ba người mộ, cái này mộ viên không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, chúng ta tìm chừng 10 phút đồng hồ đều không tìm được, nhàm chán lúc, Diệp Mi lại hỏi ta nói, vừa rồi vì cái gì không để nàng mang lão đầu kia đến, hắn nhìn mộ địa. Khẳng định biết Hoàng Bưu là cái nào mộ, dạng này liền tiết kiệm rất nhiều thời gian, hiện tại từng cái tìm, mệt chết người, tại mộ địa mù đi dạo lại dọa người. Ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Mi mắt bất động, đem nàng dọa khẽ run rẩy. Lâm Nguyên, ngươi làm sao rồi? Đừng dọa ta nha, Diệp Mi khẩn trương sợ hãi nói. Ta sâu kín hỏi, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy lão đầu kia có cái gì không đúng lực sao? Diệp Mi ngây ra một lúc. Sau đó bắt đầu hồi ức, nhưng nghĩ nửa ngày giống như đều không có cảm thấy có cái gì không đúng lực, chỉ nói là lão đầu kia mù một con mắt, ban đêm nhìn có chút dữ tợn. Ta nói ngươi suy nghĩ lại một chút, Diệp Mi lại cố gắng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Lúc này ta đem mặt tiến đến trước mặt của nàng yếu ớt nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hắn vừa rồi cắm trên mặt đất hương có chút vấn đề sao? Diệp Mi nhíu mày, một lát sau nàng mới oa một tiếng, giống như nhớ ra cái gì đó. Kia, lão đầu kia cắm trên mặt đất hương, tựa như là ngã cắm. Diệp Mi nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ có chút tái nhợt. Biết điều này đại biểu lấy cái gì không? Ta yếu ớt mà hỏi. Diệp Mi lắc đầu, biểu thị không biết, nhưng một mặt sợ hãi, giống như nàng cũng mơ hồ đoán được cái gì. Ta tiếp tục nói, chúng ta người dâng hương thời điểm, là chính cắm, hương ngã cắm, chỉ có quỷ. Diệp Mi dọa đến vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của ta. Sau đó sợ hãi mà hỏi, người nói vừa rồi lão đầu kia là quỷ. Không, không thể nào, vậy chân chính nhìn mộ người đâu? Lão đầu kia không phải đã nói rồi sao? Cái này mộ viên, ban đêm là không để người sống tiến, cho nên cái này mộ viên, ban đêm hẳn không có nhìn mộ người, khóa đại môn thì thôi, dù sao cũng không ai dám tiến đến. Kia, đó là ai cho chúng ta mở cửa? Diệp Mi khẩn trương nhìn xem bốn phía, đột nhiên ôm cánh tay của ta ôm càng chặt. Có địa phương đã cùng ta hoàn toàn dán vào cũng toàn vẹn không biết, ngược lại là ta đột nhiên cảm giác được phi thường mềm mại, ngược lại có chút hưng phấn. Kia còn phải hỏi, chính là lão đầu kia giúp chúng ta mở đấy chứ, không phải chúng ta cái kia đi vào tới.
Diệp Mi có chút không hiểu, nói quỷ giúp chúng ta mở cửa. Đây là vì cái gì? Ta nhún vai, biểu thị cũng không biết, có khả năng cái này quỷ là muốn hại ta nhóm, cũng có thể là muốn giúp ta nhóm, chẳng qua nếu như hắn nói là thật, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm, đoán chừng tam trụ hương cũng đốt một nửa. Ta không còn cùng Diệp Mi đàm luận, hai người cũng bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lấy Hoàng Bưu mộ, đại khái mấy phút đồng hồ sau, chúng ta rốt cuộc tìm được, bọn hắn một nhà ba miệng táng lại với nhau, rất là bi thảm, nhìn mộ bên trên chữ, tựa như là họ hàng giúp đỡ an táng. Lúc này Diệp Mi đột nhiên bịch một tiếng liền quỳ xuống, làm ta sợ hết hồn, nói ngươi áy náy cũng không cần phản ứng như thế lớn a. Diệp Mi xoay mấy lần cổ, động tác có chút kỳ quái, ta nói ngươi làm sao rồi? Nàng nói nàng bả vai đột nhiên rất nặng, giống như có nặng ngàn cân đồng dạng, đầu gối không chịu nổi, đem nàng ép tới quỳ xuống. Xem ra cái này chó hài về tới đây nhìn thấy phụ mẫu mộ bia oán khí càng nặng, ta phải mau đem cha mẹ của hắn quỷ hồn triệu ra đến mới được, bằng không, ta sợ cái này chó hài sẽ nhịn không được giết Diệp Mi. Ta đem chiêu hồn phiên đem ra, sau đó cắm đến Hoàng Bưu mộ phần, lấy thêm ra bát giác linh đan, hướng thiên không giải lên một lớn chồng hoàng phù, một bên đong đưa linh đan, một bên kêu Hoàng Bưu danh tự. Lúc đầu gọi hồn cái này sự tình, là muốn hôn người làm, chẳng qua không có cách, Hoàng Bưu một nhà ba người đều tử quang, ta trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy Hoàng Bưu thân thích, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, chẳng qua ta tin tưởng sẽ thành công, Hoàng Bưu cùng lão bà hắn nhất định ở chỗ này chờ hài tử, sau đó lại cùng đi đầu thai. Quả nhiên, gọi vào ta cuống họng không sai biệt lắm làm thời điểm, đột nhiên từ mộ phần bay ra hai cái quỷ hồn, một nam một nữ, bọn hắn mặt không có chút máu. Đêm hôm khuya khoắt nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi, dọa đến Diệp Mi trốn ở đằng sau ta, sau đó duỗi ra ngón tay lấy nam nói, Hoàng. Hoàng Bưu, quỷ, quỷ nha. Nếu như nói Diệp Mi trước đó còn có một chút xíu hoài nghi lời nói, kia nàng hiện tại tuyệt đối là hoàn toàn tin tưởng trên thế giới này có quỷ, bởi vì nàng rốt cục nhìn thấy Hoàng Bưu quỷ hồn, trước đó dưới cái nhìn của nàng, ta hoặc nhiều hoặc ít đều ở trên người nàng động một điểm tay chân, hiện tại liền hoàn toàn không có quan hệ gì với ta. Nếu như quỷ hồn muốn để ngươi nhìn thấy hắn, là không cần thi pháp mở âm dương nhãn. Ngươi là ai? Tại sao phải đem ta kêu đi ra? Diệp cảnh quan, ngươi hơn nửa đêm tới tìm chúng ta làm gì? Hoàng Bưu nói. Cái này nam nhân một mặt bình thản, dù cho biến thành quỷ, bộ dáng cũng không phải rất khủng bố. Nhìn thê tử ánh mắt càng là nhiều một tia ôn nhu. Đây là tại quỷ trên thân rất khó nhìn thấy. Thật nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì khi còn sống sẽ đi cướp bóc. Có lẽ thật là bị bức phải bất đắc dĩ đi. Ta đem ngươi nhi tử mang về, nhưng hắn oán khí rất lớn, muốn quấn đến Diệp cảnh quan chết mới thôi, hy vọng các ngươi có thể cảm hóa hắn. Ta trả lời, sau đó đem tránh đằng sau ta Diệp Mi kéo ra ngoài. Hoàng Bưu nhìn thoáng qua Diệp Mi bả vai về sau, đột nhiên cùng thê tử gào khóc khóc giống lên, nhi tử, ngươi cuối cùng trở về, cha mẹ ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, hiện tại rốt cục một nhà đoàn tụ, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngay tại lúc này, đột nhiên Diệp Mi kêu thảm một tiếng, che lấy bả vai ngã trên mặt đất nhào vọt lên, ta nghe được ô ô ô thấp giọng hô âm thanh, thật giống như chó gặp được nguy hiểm, dựng thẳng lên toàn thân lông chuẩn bị lúc chiến đấu thanh âm. Nó đang cắn ta, đau quá. Diệp Mi đau khổ hô. Ta vội vàng đối Hoàng Bưu vợ chồng nói, con của ngươi bởi vì chuyện của các ngươi, dẫn lây sang Diệp cảnh quan, ta đêm nay tới tìm các ngươi, chính là vì để các ngươi hóa giải oán khí của hắn. Hoàng Bưu vợ chồng nghe thôi, bắt đầu đối chó hài khuyên giải nói, nhi tử, cái này sự tình không thể trách Diệp cảnh quan, đều là ba ba sai, là ba ba vô dụng, không có chiếu cố tốt mẹ con các ngươi hai, còn làm liên lụy các ngươi. Đúng nha, nhi tử, cái này sự tình cùng Diệp cảnh quan không có quan hệ, ngươi vẫn là buông xuống oán khí, cùng chúng ta đi đầu thai đi. Hoàng Bưu thê tử cũng ở một bên khuyên giải nói. Đau nhức, đau quá, bờ vai của ta giống như muốn bị vỡ ra đồng dạng. Diệp Mi không đứng ở trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, Hoàng Bưu vợ chồng không có để nỗi thống khổ của nàng giảm bớt nửa điểm, xem ra cái này chó hài có chút ngu xuẩn mất khôn. Ta nhìn Diệp Mi thống khổ như vậy, thực sự không có chiêu, không xuất thủ sợ là muốn chết người, nhưng Hoàng Bưu lại ngăn cản ta, nói không nghĩ để ta tổn thương con của hắn, làm người thời điểm bảo hộ không được hắn, làm quỷ liền sẽ không lại để cho hắn bị thương tổn. Ta xem xét trận thế này. Nếu như làm không cẩn thận ta liền phải một đối ba, dù sao chó hài là con của hắn, vài phút quay đầu phản chiến. Xem ra cứng rắn cũng không phải biện pháp, phải nghĩ riêng biệt chiêu, lại nói cái này chó hài kỳ thật cũng rất thảm, không đến bất đắc dĩ, ta
ta cũng không muốn đem hắn đánh cho tan thành mây khói. Ta quan sát chung quanh, đột nhiên trông thấy mộ viên bên cạnh trồng mấy cây cây liễu, ta lập tức nghĩ ra, bận bịu chạy tới, sau đó bẻ gãy mấy cây nhánh cây cầm trong tay. Cây liễu là quỷ cây một trong, hỷ âm tụ âm, cũng có thể định hồn đuổi tà ma, dùng để trị tiểu quỷ là không còn gì tốt hơn. Ta đem nhánh cây cầm trong tay, sau đó quét về phía Diệp Mi bả vai, lập tức liền nghe oa uông một tiếng, chó hải hiện ra nguyên hình, đồng thời đối ta nhe răng trợn mắt, một thân lông chó cùng chó răng thấy ta sợ hãi trong lòng. Hoàng Bưu vợ chồng nhìn thấy con của mình bị đánh, có chút ngo ngoe muốn động, ta nói các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là giúp các ngươi giáo nhi tử, sẽ không đánh tan hắn quỷ hồn. Hoàng Bưu vợ chồng mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có động tác khác. Ta không để ý đến chó hải hung hình, lại một chút hung hăng đánh vào cái mông của hắn bên trên. Hắn lại kêu thảm một tiếng, nhưng y nguyên ôm thật chặt Diệp Mi, không chịu xuống tới, còn đối ta hung thần ác sát gầm rú, cùng chó đồng dạng. Ai u, người cái tiểu thí hài còn rất bướng bỉnh, xem ra khi còn sống là đánh cho thiếu. Ta không còn khách khí, vội vàng huy động trong tay cành liễu, một chút lại một chút quất vào chó hài trên thân. Chó hài phát ra ngao ô tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn chính là không chịu chạy, ôm thật chặt lấy Diệp Mi, giống như không chơi chết Diệp Mi liền khó tiêu trong lòng của hắn mối hận, chẳng qua có chút rất kỳ quái, ta mỗi rút một chút, trên người hắn lông chó liền rơi một mảng lớn, rút sau khi, trên người hắn lông chó thế mà toàn rơi, hoàn toàn khôi phục thành một cái 7 tuổi trái phải tiểu hài tử, chẳng qua trên thân không có quần áo, chỉ có thể nhìn thấy ta ở trên người hắn lưu lại quật ngấn. Xem ra cành liễu đuổi tà ma còn thật có chút dùng, Mao Sơn quỷ đạo bên trên ghi chép qua, nhưng ta là lần đầu tiên dùng. Ma ma, ba ba, lông chó toàn bộ biến mất về sau, chó hài lập tức nhảy xuống tới, sau đó chạy như bay đến Hoàng Bưu trong ngực, một nhà ba người ôm đến cùng một chỗ lại khóc lại cười, sau đó tay nắm tay đi vào trong phần mộ đầu, không thấy bóng dáng. Xong rồi, ta đem trên đất Diệp Mi đỡ lên, sau đó hỏi nàng có sao không.